siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 26. Điều đó có nghĩa là Bùi Đông Lai lợi dụng hai tay và hai chân để công kích, cho dù đang phòng ngự cũng có thể sử dụng ám kính, chỉ là nhưng bộ vị khác lại không thể. Mà tiêu chí của ám kính đại thành là toàn thân trừ bỏ đầu ra thì cả nửa thân trên và nửa thân dưới đều phải sử dụng dược ám kính. Đây cũng chính là cái gọi là đem kinh lực luyện đến lục phủ ngũ tạng, khiến cho lục phủ ngũ tạng càng cường đại hơn, các cơ năng của thân thể được đề cao, sức chiến đấu cũng đề cao rõ rệt. Xem ra chỉ có thông qua chiến đấu thực tế trong đại bỉ võ lần này mới có thể đề cao thực lực chiến đấu của mình. Hiểu được điểm này làm cho Bùi Đông Lai càng thêm chờ mong đại bỉ võ cho bộ đội đặc chủng sắp được tổ chức, bởi vì nó không chỉ quan hệ tới việc hắn đặt chân vào Tần gia mà còn quan hệ tới việc hắn có bước vào cảnh giới ám kính đại thành hay không. Chờ mong rất nhiều, trong đầu Bùi Đông Lai không tự chủ hiện lên khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt tự cao tự đại của Diệp Thiên. Chờ cho xương trắng trên người bị gió lạnh thổi tan đi, Bùi Đông Lai lại phong bế lỗ chân lông để tránh bị hàn khí xâm lấn, đồng thời đi bộ về biệt thự. Reng, reng. Vừa bước được vài bước Bùi Đông Lai chợt thấy điện thoại trong túi áo rung lên. Chả lẽ Tần gia lại cử người gặp mình? Thấy điện thoại rung, Bùi Đông Lai thầm nghĩ một câu rồi lấy điện thoại ra, nhưng hắn phát hiện gọi tới không phải số ở Yên Kinh, mà là một số ở Giang Lăng. Thấy dãy số trên màn hình là từ Giang Lăng gọi tới, trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động, như đoán được cái gì vội vàng ấn nút nghe. Đông Lai. Điện thoại kết nối, bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc. Chủ nhân thanh âm đó là đội trưởng đại đội đặc chủng Đằng Long Ngũ Cương, cũng là tiểu đội Đằng Long tham gia đặc chiến, mà Bùi Đông Lai là đội trưởng tiểu đội đặc chiến đó. Ngũ đại ca, các anh đến Yên Kinh sao? Với Bùi Đông Lai mà nói thì Yên Kinh là một mảnh đất xa lạ, hiện tại nhận được điện thoại của Ngũ Cương, hắn cảm thấy dường như đám người Ngũ Cương đã đến Yên Kinh nên trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Ừ, Ngũ Cương có vẻ cũng hưng phấn. Chiều qua bọn anh đã ngồi trực thăng đến quân vùng Đường Sơn, hôm nay thủ trưởng đặc cách cho bọn anh một ngày nghỉ nên bọn anh mới tới Yên Kinh dạo chơi, thuận tiện đón chú về quân khu, sắp tới tổ chức đại bỉ võ ở đó. Hiện tại các anh ở đâu? Đối với việc đại bỉ võ được tổ chức ở quân khu Đường Sơn, Bùi Đông Lai cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thì Yên Kinh cũng không phải là nơi thích hợp. Vừa mới ra khỏi đường cao tốc, chuẩn bị đi Thiên An Môn chơi, chú cũng qua đó đi. Chúng ta tập hợp ở đấy. Ngũ Cương đề nghị. Ok. Bùi Đông Lai sảng khoái đáp ứng, sau đó cúp điện thoại nhanh chóng quay về biệt thự. 40 phút sau Lôi Đại Bằng người phụ trách lái xe ở Yên Kinh của tập đoàn Đông Hải lái chiếc Rolls Royce Phantom đưa Bùi Đông Lai tới phố Trường An. Lát nữa anh thả tôi xuống đây rồi tự đi về đi. Bùi Đông Lai hiểu rằng đám người Ngũ Cương ở trong tiểu đội đặc chiến Đằng Long đều là những chiến sĩ thiết huyết chân chính. Họ đối với việc hưởng thụ vật chất căn bản không để ý. Do đó Bùi Đông Lai không muốn có sự ngăn cách cùng với bọn họ. Vâng, Bùi Đồng. Lái xe tuy rằng không biết Bùi Đông Lai nói thế là có mục đích gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mấy phút đồng hồ sau Bùi Đông Lai xuống xe ở nơi cách quảng trường Thiên An Môn không xa, sau đó đi bộ tới quảng trường, rất nhanh chóng tìm được 5 người Ngũ Cương, 5 người đang quay lưng về quảng trường, giơ di rộng về phía cổng lớn chụp ảnh. Dưới ánh mặt trời, nét mặt bọn họ đầy sự vui vẻ tươi cười, tựa hộ với những người lớn lên ở núi rừng, sau lại tòng quân như bọn họ thì có thể chụp ảnh trước cửa Thiên An Môn là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Đông Lai. Nhìn thấy Bùi Đông Lai đi tới thì năm thành viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long dù đang mải mê chụp ảnh cũng ngừng lại vẫy hắn. Bùi Đông Lai cười chạy tới. Đông Lai, còn thiếu mỗi cậu thôi, cậu đứng ra đờ để anh chụp ảnh cho các cậu. Thấy Bùi Đông Lai đến gần Ngũ Cương cười nói. Bùi Đông Lai cũng cười đáp. Anh Ngũ, chúng ta là một tập thể, chụp ảnh sao lại thiếu anh được. Mọi người đều đứng ra đi, tìm người chụp hộ là được. Ái chà, cậu thấy anh ngu không, lại không nghĩ tới chuyện này. Ngũ Cương vỗ vỗ trán sau đó bước nhanh tới gần một cậu thanh niên đang tản bộ cùng bạn gái, nói. Đồng chí thanh niên, 6 người chiến sĩ chúng ta muốn chụp chung một bức ảnh, cậu chụp giúp có được không? Đồng chí, ngạc nhiên nghe được cách xưng hô 10 năm mới thấy một lần như thế, thanh niên kia lúc đầu hơi sững sờ sau rồi gật đầu, nhận lấy điện thoại di động của Ngũ Cương. Chuẩn bị xong chưa? Mắt thấy Bùi Đông Lai và 5 người còn lại đã đi tới cạnh nhau, thanh niên đó giơ màn hình di động về phía 6 người và hỏi. Được rồi, đợi một chút, em cũng muốn chụp bọn họ.
Bạn gái của người thanh niên nói xong cũng rút ra một con iPhone. 3, 2, 1, chụp. Hình ảnh được chụp. Trong tấm ảnh Bùi Đông Lai và 5 người ngũ cương giống nhau, đều tươi cười sáng lạn. Cảm ơn cậu, đồng chí. Chụp ảnh xong, ngũ cương chạy tới cảm ơn thanh niên kia, thanh niên đó với cách xưng hô đồng chí cũng không có phản ứng gì, ngược lại bạn gái hắn còn thấy vui vẻ cười không ngừng. Đi thôi, chúng ta đi đến bia nhân dân anh hùng tế bái những liệt sĩ cách mạng một chút. Chờ cho thanh niên mang bạn gái rời đi, ngũ cương nghiêm túc đề nghị. Ok. Bốn thành viên còn lại cũng gật gật đầu, nụ cười trên mặt đã tắt đi không còn bóng dáng, chỉ còn sự nghiêm túc. Rất nhanh chóng, Bùi Đông Lai đi theo 5 người ngũ cương tới trước bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, 6 người đứng thành một hàng ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn tấm bia. Tiểu đội đặc chiến Đằng Long, kính, lễ. Thân là chỉ đạo viên của tiểu đội, ngũ cương hô nhẹ một tiếng. Bộp! Dưới ánh mặt trời chênh chếch, không ít người xung quanh kinh ngạc. Trong mắt họ 6 thân ảnh đứng thẳng cương nghị trước bia tưởng niệm anh hùng, đồng loạt cúi đầu chào, vẻ mặt đều trang nghiêm túc mục. Nhìn tấm bia tưởng niệm trước mặt, nhìn 5 chiến hữu của mình nghiêm trang cúi chào, Bùi Đông Lai cũng cảm thấy như có thứ gì đó được gợi lên trong nội tâm, vô cùng xúc động. Hắn biết, vô luận xã hội này như thế nào, ở trên lãnh thổ này luôn có những con người làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, bảo vệ sự yên bình cho nhân dân, bọn họ không mong được hồi báo, không cầu hạnh phúc cá nhân. Chỉ cầu có thể làm cho đất nước được phồn vinh, hùng mạnh. Sau khi rời quảng trường Thiên An Môn, 5 người ngũ cương đều muốn đi dạo một vòng Yên Kinh đồng thời mua một ít đồ vật gửi về cho thân nhân của mình qua đường bưu điện. Suốt thời gian sau đó, dù Bùi Đông Lai mới là lần đầu tiên đến Yên Kinh nhưng đã nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ nơi này, nắm rõ Yên Kinh như lòng bàn tay nên hắn đảm đương trách nhiệm dẫn đám người ngũ cương đi dạo phố. Hắn không dẫn mấy người đó đi tới những con đường lớn, bởi vì hắn biết rằng đồ ở nơi đó đám người ngũ cương không mua nổi, và căn bản cũng sẽ không mua. Về phần, những hiểu biết về 5 người kia giúp hắn hiểu rằng nếu hắn trả tiền cho bọn họ thì bọn họ tuyệt đối không tiếp nhận, mà thậm chí còn có thể coi là sự vũ nhục đối với họ. Mà sự thật đã chứng minh những điều Bùi Đông Lai nghĩ, suốt quá trình mua đồ 5 người ngũ cương chỉ chọn mua những thứ đồ rẻ, thẳng thắn không cho Bùi Đông Lai trả tiền. Mãi tới xế chiều, 6 nam nhân mới dừng việc đi dạo phố. Bùi Đông Lai tự nhận mình tới Yên Kinh trước nên được coi là nửa chủ nhà, cần mời khách ăn cơm. Với đề nghị này thì 5 người ngũ cương không từ chối. Nơi dùng cơm là khách sạn nổi tiếng toàn Tụ Đức, đám người nam cương vừa bước tới khách sạn xanh vàng rực rỡ này liền đã ồn ào từ chối nhưng Bùi Đông Lai khăng khăng kéo 5 người đi vào. Bởi vì dựa theo chỉ thị trực tiếp của Trần Quốc Đào, đám người nam cương nhất định phải mang Bùi Đông Lai về đơn vị trước 10 giờ tối. Nên ngay khi ăn xong cơm chiều, Bùi Đông Lai cũng không có ý định quay về chuẩn bị mà lập tức đi theo mấy người nam cương tới đường sơn. Reng, reng. Ngay khi Bùi Đông Lai vừa bước chân ra khỏi khách sạn toàn Tụ Đức, điện thoại di động lại kêu. Dãy số xuất hiện lại là một số từ Giang Lăng. Tiểu tử, cậu đã gặp được đám người ngũ cương rồi chứ? Điện thoại kết nối, bên kia truyền tới thanh âm của Trần Quốc Đào. Vâng, thủ trưởng. Bùi Đông Lai cung kính trả lời. Tiểu tử, ta đã đến Yên Kinh. Trần Quốc Đào nói xong khe khẽ thở dài. Vốn ta định mang cậu tới Tiêu gia một chuyến nhưng sau lại cảm thấy có vẻ hơi sớm, nên sau khi đại bỉ võ kết thúc mới đưa cậu đi. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn cái rắm ấy, ta cho cậu biết, tên tiểu tử, cậu cấp cho cổ lão đầu bao nhiêu mặt tốt thì cũng không thể đánh mất thể diện của lão Trần ta, nếu không ta tuyệt đối băm vằm cậu ra. Trần Quốc Đào cố ý nói. Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn ban đêm Yên Kinh trên cao, nhẹ giọng nói. Xin thủ trưởng yên tâm, danh hiệu quán quân đã chắc chắn thuộc về tiểu đội đặc chiến Đằng Long rồi. Trời cao làm chứng, hắn lập lời thề. 9 giờ 30 đêm, Bùi Đông Lai và 5 người ngũ cương trở lại một căn cứ bí mật ở phân khu Đường Sơn. Theo như lời của ngũ cương thì căn cứ này là một trong những địa điểm huấn luyện trước kia của đại đội đặc chủng Lang Nha. Cả trụ sở chỉ có vài phòng ốc, trên khoảng trống của sân vận động còn lại 7 chiếc trực thăng. Đông Lai, trừ đại đội đặc chủng Lang Nha ra thì những bộ đội đặc chủng khác quân khu và đội hải quân lục chiến đều đã đến. Chờ khi ô tô dừng lại trước máy bay trực thăng thì Ngũ Cương mới giải thích. Nghe được lời nói đó của Ngũ Cương thì Bùi Đông Lai cũng không ý kiến gì, hắn hiểu rằng những tiểu đội tinh anh của các quân khu thường coi trực thăng như ký túc xá của mình,
bọn họ ăn cơm, ngủ nghỉ đều ở trên trực thăng, ngoài ra ngay cả đi chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ dùng trực thăng đưa đến nơi cần đến. Mà theo chỉ thị của cấp trên thì bên tổ chức thi đấu sẽ không cấp nơi ăn nghỉ cho các tiểu đội dự thi, chỉ cung cấp cơm nước, tất cả các đội tham gia tự dùng cơm ở chỗ mình. Bộ đội đặc chủng Lang Nha ở gần đây nhất, bọn họ có thể tới cuối cùng và cũng có thể chuẩn bị tốt nhạt. Bùi Đông Lai không phát biểu ý kiến của mình, một gã thành viên của Đằng Long tiểu đội bất bình nói một câu. Trước khi Bùi Đông Lai tham gia đội đặc chủng Đằng Long, Nhiều Lỗi vốn là đội trưởng đồng thời là tay súng bắn tỉa số 1 của đội lại bị Bùi Đông Lai đánh cho tàn phế, còn gã này là tay súng giỏi thứ 2, hơn nữa đã từng tham gia đại bỉ võ. Đã nhiều lần tham dự đại bỉ võ tiểu đội đặc chủng Đằng Long gặp phải tiểu đội đặc chủng Lang Nha, kết quả đều bị Lang Nha hung hăng làm nhục, thất bại thảm hại. Bọn chúng đã 3 lần liên tục đạt được danh hiệu quán quân đại bỉ võ, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Một gã thành viên khác nói. Tiếng nói vừa dứt, bao gồm cả Ngũ Cương, 5 người đồng loạt quăng ánh mắt lên người Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười, nói. Từ năm nay, danh hiệu quán quân và bọn họ không còn liên quan gì nữa. Bên tai vang lên lời nói hời hợt nhưng lại mang theo dáng vẻ tự tin 10 phần của Bùi Đông Lai thì mấy người Ngũ Cương rất xúc động, cảm giác hận không thể lập tức phát tác. Bởi vì chỗ ở của đám người Bùi Đông Lai là căn cứ trước kia của đội Lang Nha nên các hạng đồ dùng phương tiện huấn luyện đều đầy đủ, theo như an bài thi đấu thì trong mấy ngày trước khi bắt đầu 8 tiểu đội dự thi có thể tự hành huấn luyện ở trụ sở bí mật của mình. Rạng sáng ngày thứ 2, ngay từ tờ mờ sáng trong căn cứ đã vang lên những tiếng hô khẩu hiệu và âm thanh chạy bộ. Hiển nhiên có tiểu đội đặc chiến đã bắt đầu luyện tập. Tiểu đội Đằng Long đang ở trong máy bay trực thăng, tất cả mọi người đều đã dậy. Bao gồm cả Bùi Đông Lai. Thân là chỉ đạo viên nên Ngũ Cương nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai hỏi. Đông Lai, chúng ta cũng nên luyện tập đi. Được. Bùi Đông Lai gật đầu nói. Bất quá chỉ điểm đến là dừng, không cần liều mạng. Với quyết định đó của Bùi Đông Lai thì 5 người cũng không có dị nghị gì. Bọn họ tuy rằng biết nước đến chân mới nhảy là không tốt nhưng chỉ là thi đấu đã sắp diễn ra. Cho dù họ có liều mạng luyện tập cũng không thể đề cao được thực lực quá nhiều. Hơn nữa còn làm hao phí thể lực và tinh thần, bước vào thi đấu hẳn là sẽ vô cùng bất lợi. Chờ khi đám người Bùi Đông Lai thay y phục chỉnh tề ở trong trực thăng thì những tiểu đội đặc chiến khác đều đã bắt đầu luyện tập, trong đó tiểu đội hải quân lục chiến mặc y phục xanh lam còn 5 tiểu đội đặc chiến thuộc các quân khu khác và cả tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều mặc quần áo giống nhau, màu xanh lá cây. Đó là y phục tác chiến chuyên dụng của bộ đội đặc chủng. Toàn đội, nghỉ. Điểm danh. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Tiểu đội đặc chiến Đằng Long, một người vì 6 người, 6 người vì một người. Trước tiên chúng ta rèn luyện thể lực, chạy 20 vòng quanh sân thể dục, sau đó tiến hành huấn luyện chiến đấu. Cuối cùng sẽ tiến hành huấn luyện tác xạ. Bùi Đông Lai và Ngũ Cương đứng đầu đội ngũ, do là đội trưởng nên Bùi Đông Lai hô mệnh lệnh. Toàn đội, quay phải, chạy. Bá. Ba. Giọng nói của Bùi Đông Lai vừa dứt thì toàn bộ đội viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long lập tức quẹo phải chuẩn bị chạy ra bên rìa sân thể dục. Thấy hai người Bùi Đông Lai và Ngũ Cương dẫn đầu các thành viên của tiểu đội Đằng Long, mấy thành viên của các tiểu đội đặc chiến khác đang huấn luyện cũng sôi nổi quăng ánh mắt lại. Đối với việc này thì mấy người Bùi Đông Lai cũng không để ý. Một lát sau những người kia đều thu hồi ánh mắt, chuyên tâm tập luyện. Đến khi Bùi Đông Lai và các thành viên tiểu đội Đằng Long hoàn thành 20 vòng chạy rèn luyện thể lực thì sắc trời đã sáng rõ, mặt trời đỏ nhô lên ở phía đông nhuộm đỏ cả góc trời. Vù, vù. Tiếp đó khi tiểu đội Đằng Long còn chưa tiến hành huấn luyện chiến đấu thì bỗng có một chiếc trực thăng từ phương Bắc bay tới, cánh quạt quay tròn phát ra âm thanh vang vọng trên không trung. Bá. Phút chốc ánh mắt của các thành viên 7 tiểu đội đặc chiến đến trước đều hướng về chiếc trực thăng. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, trực thăng từ từ đổ xuống khoảng trống trên sân thể dục, các thành viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha trong đó theo thứ tự bước ra. Người kia là đội trưởng trước kia của tiểu đội đặc chiến Lang Nha, hiện tại là chỉ đạo viên, ngoại hiệu Dã Lang, mấy năm trước luôn luôn là quán quân của hạng mục bắn súng cá nhân và chiến đấu cá nhân của đại bỉ võ. 2 năm qua Huyết Lang mới xuất hiện, thay thế Dã Lang. Ngũ Cương cũng từng tham gia 2 lần đại bỉ võ nên đối với các nhân vật nổi tiếng trong các đội ngũ hết sức quen thuộc, thấy tiểu đội đặc chiến Lang Nha bước xuống thì liền giới thiệu cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không hé răng,
hắn tiếp tục nhìn chăm chú chờ đợi Diệp Thiên xuống máy bay. Thân là đội trưởng tiểu đội đặc chiến Lang Nha nên Diệp Thiên là người cuối cùng bước xuống trực thăng. Gã mặc y phục tác chiến giống hệt năm thành viên Lang Nha còn lại, động tác gọn gàng. Tên đó chính là Huyết Lang Diệp Thiên, nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới tư cách bước vào Long Nha, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau cuộc thi này hắn sẽ gia nhập Long Nha. Thấy Diệp Thiên bước từ trên trực thăng xuống thì Ngũ Cương tiếp tục giới thiệu. Hẳn là tên đó sẽ đại diện cho tiểu đội đặc chiến Lang Nha tham gia hai hạng mục bắn súng cá nhân và chiến đấu cá nhân như hai lần trước. Đông Lai, cậu phải cẩn thận đề phòng tên đó, vô luận đánh nhau hay bắn súng thực lực của hắn đều rất mạnh. Đã hiểu. Bùi Đông Lai gật gật đầu, đang chuẩn bị rời mắt đi thì lại thấy được Diệp Thiên ở xa xa vô tình hay hữu ý nhìn thoáng qua hắn. Ngay sau đó, ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung mơ hồ khuấy động lên một tia lửa vô hình. Sau đó dường như hai người cùng lúc thu hồi ánh mắt. Mặc dù trong căn cứ có 8 bãi bia tập bắn, đủ để đáp ứng 8 tiểu đội đặc chiến tập bắn nhưng Bùi Đông Lai cũng không tiến hành huấn luyện bắn súng mà tiến hành huấn luyện cách đấu. Kết thúc luyện tập, Bùi Đông Lai mang theo các chiến hữu trở lại máy bay trực thăng, cởi bỏ trang bị và ba lô, tắm rửa sơ qua một chút rồi tới nhà ăn. Khi đám người Bùi Đông Lai đến thì trừ tiểu đội đặc chiến Lang Nha ra thì tất cả các tiểu đội khác đều đã tới. Phòng ăn chuẩn bị dưới hình thức tiệc đứng, các đội viên có thể tùy ý lựa chọn thức ăn phù hợp khẩu vị. Bá! Bùi Đông Lai và đồng đội bước vào nhà ăn khiến rất nhiều ánh mắt đổ dồn lại, toàn bộ tập trung lên Bùi Đông Lai, bởi vì trừ hắn ra thì 5 người kia đều đã từng tham gia đại bỉ võ nên với bọn họ cũng không còn xa lại gì. Ngũ Cương, nghe nói mày có thể trở thành đại đội trưởng đại đội Đằng Long là do có người đánh tàn phế đại đội trưởng tiền nhiệm, chả lẽ chính là thằng này? Không đợi mấy người Bùi Đông Lai chọn đồ ăn, một giọng nói đã phá vỡ sự im lặng trong phòng. Người mở miệng là đội trưởng tiểu đội đặc chiến Mãnh Hổ. Thân hình y cao gần 2 mét, dáng người dũng mãnh, toàn thân tràn ngập lực lượng, không chỉ đầy những vết chai trên ngón tay khi cầm súng mà ngay cả bàn tay y cũng rất nhiều vết chai. Liếc mắt một cái Bùi Đông Lai cũng nhận ra người này được xưng là Hổ Vương, cũng là người luyện võ, hơn nữa thực lực không tồi. Vương Khuê, mày có ý gì? Ngũ Cương thấy Hổ Vương Vương Khuê chĩa mũi nhọn vào Bùi Đông Lai thì có chút bất mãn. Không có ý gì, chỉ muốn biết một chút mà thôi. Vương Khuê lên tiếng, hé ra hàm răng trắng rồi bỗng đứng lên đi nhanh tới chỗ Bùi Đông Lai. Xin chào, tôi gọi là Vương Khuê, là tiểu đội trưởng tiểu đội Mãnh Hổ. Trong ánh nhìn chăm chú của toàn bộ đội viên các tiểu đội, Vương Khuê đi tới trước người Bùi Đông Lai giơ tay phải ra, mỉm cười muốn bắt tay với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Đội trưởng tiểu đội đặc chiến Đằng Long, Bùi Đông Lai. Vừa nói Bùi Đông Lai vừa đưa tay bắt tay Vương Khuê. Bá! Nháy mắt mọi người đều tập trung lên hai tay đó. Nét cười trên mặt Vương Khuê không giảm, tay phải y đột nhiên phát lực, lực đạo khủng bố tuôn ra nhưng núi lửa phun trào. Bùi Đông Lai tỉnh bơ. Ách! Thấy một màn như thế trừ các thành viên của Đằng Long thì tất cả các đội viên khác đều kinh ngạc. Bọn họ hiểu rõ rằng, thân thể Vương Khuê cường tráng mà gã còn luyện võ, lực lượng cực kỳ khủng bố. Dưới tình hình đó thì nếu thực lực Bùi Đông Lai kém xa Vương Khuê thì tay phải coi như không phế cũng phải bị thương, chắc chắn phải bỏ cuộc luận võ toàn quốc lần này. Mà lúc này đây bọn họ lại thấy Bùi Đông Lai không hề phát lực đã có thể chống lại Vương Khuê. Mắt thấy lực đạo của mình bị Bùi Đông Lai dễ dàng ngăn cản, nét cười trên mặt Vương Khuê thoáng nhưng động lại, y không ngừng gia tăng lực lượng. Về sau cánh tay không chỉ nổi lên gân xanh lòe loẹt mà bắp tay cũng to hơn một vòng. Tuy vậy nhưng sắc mặt Bùi Đông Lai vẫn không hề thay đổi, còn khuôn mặt Vương Khuê thì đã đỏ lên. Vương đội trưởng, có thể buông tay chưa? Bùi Đông Lai cười hỏi. Vương Khuê hơi xấu hổ gật đầu, chờ Bùi Đông Lai giảm bớt lực liền buông tay rút về, cười khổ. Nghe nói cậu đánh nghiêu lỗi tàn phế, tôi còn tưởng lời đồn, hiện giờ mà xem thì chắc là thật rồi. Hắn chẳng những đánh tàn phế đội trưởng tiền nhiệm của Đằng Long mà còn dẫn người huyết tẩy đoàn dòng binh Siberia, hơn nữa còn tự mình chém chết người được coi là một trong 10 đại dòng binh vương lúc phu. Không chờ Bùi Đông Lai mở miệng, một đoàn người từ cửa bước vào, người lên tiếng là người cầm đầu Diệp Thiên. Huyết tẩy đoàn dòng binh Siberia. Chém chết dòng binh vương. Trừ người của tiểu đội đặc chiến Lang Nha ra thì trong tư liệu của 6 tiểu đội đặc chiến còn lại đều không có hai sự tích này. Vì thế nên nghe được lời nói của Diệp Thiên,
tất cả đều khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, như có suy nghĩ riêng gì đó khi thấy Diệp Thiên. Có người muốn đưa cậu thành đối thủ của ta không muốn, vì khi đó ta cảm thấy cậu không đủ tư cách. Đối mặt với ánh mắt của Bùi Đông Lai, Diệp Thiên mang theo vài phần khinh miệt nói. Vì thế người đó cho ta biết hai sự tích trên của cậu để ta coi trọng cậu, coi cậu là đối thủ. Hiện tại ta thừa nhận, cậu có tư cách trở thành đối thủ của ta. Bùi Đông Lai không hé răng. Bùi Đông Lai, nhớ kỹ, cậu là đối thủ duy nhất đáng giá để ta phải ra tay trong trận đấu này, hy vọng cậu không để ta thất vọng. Thấy Bùi Đông Lai không nói gì, Diệp Thiên cười lạnh bổ sung thêm. Làm đối thủ của tôi, anh xứng sao? Ánh mắt Bùi Đông Lai nheo lại, nhìn Diệp Thiên như thần linh nhìn xuống con kiến bình thường. Nói chung, người cuồng ngạo thường có hai loại. Loại thứ nhất, có tư cách để cuồng ngạo, còn loại thứ hai, là loại thiểu năng. Diệp Thiên không thể nghi ngờ là thuộc loại người thứ nhất. Không nói đến việc trên đầu hắn đính lên hào quang của Diệp gia, năng lực tác chiến của hắn có thể dùng từ yêu nghiệt để miêu tả, hơn nữa hắn còn được các đại lão của Diệp gia vô cùng ưa thích. Không khoa trương mà nói thì trong các thành viên đời thứ tư của Diệp gia, địa vị của Diệp Thiên chỉ đứng sau Diệp Tranh Vanh. Đồng dạng, sự kiêu ngạo, hoặc nói là cuồng ngạo của hắn cũng không ít hơn so với Diệp Tranh Vanh. Mà trong hai lần đại bỉ võ trước đây, hắn đã phơi bày sự cuồng vọng của mình vô cùng rõ nét. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi hắn nói rằng Bùi Đông Lai, nhớ kỹ, cậu là đối thủ duy nhất xứng đáng để tôi ra tay trong trận đấu này, hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng thì đám người của các tiểu đội đặc chiến khác, bao gồm cả Hổ Vương cũng không hề mở miệng phản bác. Bởi vì, trong lòng bọn hắn đều hiểu rằng nếu luận năng lực tác chiến của từng binh sĩ thì một mình Diệp Thiên đích xác có thể đối phó cả nhóm bọn họ. Nhưng mà, tới khi Bùi Đông Lai dùng một ánh mắt như thần linh nhìn xuống con kiến nhỏ nhoi để nhìn Diệp Thiên và nói câu nói kinh điển làm đối thủ của tôi, anh xứng sao? Thì đám đội viên các tiểu đội kia gồm cả Hổ Vương mới phát hiện ra một sự thật, độ cuồng của Diệp Thiên so với Bùi Đông Lai thì thực là gặp phải sư phụ. Cậu nói cái gì? Theo như những tư liệu về Bùi Đông Lai mà Diệp Thiên biết cùng với chuyện tình của Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai thì hắn cũng đoán được Bùi Đông Lai hẳn cũng là người cuồng ngạo. Nhưng chỉ là hắn nằm mơ cũng không thể ngờ Bùi Đông Lai cuồng ngạo tới trình độ này, hắn không thể không cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Không để ý đến, Bùi Đông Lai coi như lời nói của Diệp Thiên chỉ là gió thoảng ngang tai, hắn xoay người nhìn Ngũ Cương nói. Ăn cơm đi. Lời nói vừa dứt, Bùi Đông Lai không nhìn Diệp Thiên chút nào mà đi thẳng tới chuẩn bị lấy bát đũa. A, ha ha, ha ha ha. Mắt thấy Bùi Đông Lai coi thường mình. Diệp Thiên không hề giống như mấy thằng đầu đường xó chợ lao vào đánh đấm với Bùi Đông Lai, cũng không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi, hắn giận quá hóa thành cười, cười tới âm lãnh. Bên tai vang lên điệu cười lạnh lẽo của Diệp Thiên, đội viên các tiểu đội khác đều đã hiểu rằng đám người Bùi Đông Lai coi như đã kết thù với y. Đồng dạng, bọn họ cũng hiểu rằng đại bỉ võ năm nay nhờ có màn quyết đấu của Bùi Đông Lai và Diệp Thiên mà càng trở nên hấp dẫn. Bởi vì Bùi Đông Lai và Diệp Thiên có xung đột nên toàn bộ đội viên tới dùng cơm đều không nói năng gì, chỉ đem ánh mắt đảo qua đảo lại hai người, giống như đang suy đoán Bùi Đông Lai và Diệp Thiên ai lợi hại hơn. Nhất thời, không khí trong phòng ăn trở nên vô cùng quỷ dị. Bùi Đông Lai không hề để ý những ánh mắt tò mò dày dặc của đám đội viên này, cũng không để ý cái nhìn chăm chú đầy giận dữ và âm lãnh của Diệp Thiên bên kia, hắn chỉ tập trung giải quyết chỗ thức ăn trước mặt. Đông Lai, bọn tôi đều tin tưởng cậu. Sau khi ăn cơm xong, Ngũ Cương cùng bốn gã đội viên tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều dùng một ánh mắt nhìn hắn, sau đó y đưa tay tới trước mặt Bùi Đông Lai. Chúng ta cũng thế. Bốn gã đội viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long thấy thế đều giơ nắm tay phải ra. Bùi Đông Lai nhìn vậy cười cười, đồng dạng chia tay phải. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của các đội viên, sáu người nắm tay chặt chẽ với nhau. Gai CMNR 196 mặt cười. Đồng tâm hiệp lực. Thấy một màn như thế, mấy thành viên các tiểu đội đặc chiến khác không nhịn được nhìn thoáng qua bên bàn của tiểu đội Lang Nha. Tiểu Thiên, thực lực của cậu không cần nghi ngờ, cũng không cần tức giận với hắn. Đúng thế, đội trưởng, thực lực của anh hoàn toàn có thể tiến vào Long Nha, hắn thì đã tính làm gì? Thấy đội viên các tiểu đội đặc chiến khác đều hướng ánh mắt về phía này. Dã Lang Thân là chỉ đạo viên của tiểu đội Lang Nha đành mở lời trước, các đội viên khác của Lang Nha liên tục phụ họa theo,
trong lời nói chưa đầy sự tôn sùng với khả năng tác chiến cá nhân của Diệp Thiên, còn đối với Bùi Đông Lai thì coi như không ngó ngàng tới. Dẫn người huyết tẩy đoàn dòng binh Siberia. Chém chết Lúc Phu một trong thập đại dòng binh vương. Bọn họ tin chắc Diệp Thiên cũng có thể làm được như thế, hơn nữa còn làm khá hơn Bùi Đông Lai. Nhưng là, nếu bọn họ biết rằng Bùi Đông Lai chỉ bằng sức một mình hắn huyết tẩy cả dòng binh đoàn Siberia kia thì bọn họ tuyệt đối không dám thể hiện dáng vẻ không thèm ngó tới ấy nữa. Dù chỉ là một chút cũng không dám. Bữa trưa kết thúc, toàn bộ tiểu đội đặc chiến đều không nghỉ trưa mà đều tiếp tục luyện tập. Bùi Đông Lai hướng dẫn tiểu đội đặc chiến Đằng Long luyện tập bắn súng, điều đó thu hút ánh mắt không ít người. Những người đó đều muốn biết rằng trình độ bắn súng của Bùi Đông Lai rốt cuộc như thế nào. Nhưng thật khiến bọn họ thất vọng, suốt buổi luyện tập Bùi Đông Lai không hề thể hiện kỹ năng bắn súng của mình. Khi chiều tối, ánh mặt trời cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời thì toàn bộ tiểu đội dự thi đã trải qua ngày luyện tập đầu tiên, lại quay trở về căn cứ ăn cơm. So với bữa trưa, bữa tối thiếu một người, là Diệp Thiên. Sau khi dừng việc tập luyện, Diệp Thiên không hề cùng đồng đội tới nhà ăn dùng cơm mà lái một chiếc xe Jeep ly khai căn cứ. Nửa giờ sau, Diệp Thiên mặc quân trang, lái xe Jeep tiến vào thành Yên Kinh, hắn không thèm để ý tới những cảnh sát làm nhiệm vụ quản lý trật tự, thẳng đường đi tới Hồng Kinh. Hai giờ sau, Diệp Thiên lái xe tới Hồng Kinh, nét mặt lạnh nhạt nhảy xuống xe, tiến thẳng vào cửa chính của Hồng Kinh hội. Không ai ngăn cản, bởi vì cả Hồng Kinh hội đều hiểu rằng tuy Diệp Thiên không phải thành viên của Hồng Kinh hội nhưng chỉ cần gã nguyện ý thì địa vị của hắn trong Hồng Kinh hội chắc chắn chỉ đứng sau Diệp Tranh Vanh. Rất nhanh chóng, Diệp Thiên dùng thang máy chuyên dụng của Diệp Tranh Vanh đi tới tầng cao nhất của hội sở, đến trước phòng của Diệp Tranh Vanh mới dừng lại, gõ cửa. Vào đi. Trong phòng nhanh chóng có giọng nói trầm thấp đáp lại. Diệp Thiên nghe thế, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Diệp Tranh Vanh mặc một bộ áo ngủ đang ngồi trước bàn đọc sách để luyện viết bút lông. Nghe được tiếng mở cửa và tiếng vang rất nhỏ của đế giày dẫm lên sàn nhà, Diệp Tranh Vanh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết chữ. Anh! Diệp Thiên tiện tay đóng cửa phòng, nét mặt không thay đổi nhìn Diệp Tranh Vanh. Sao cậu lại tới đây? Diệp Tranh Vanh viết xong chữ cuối cùng, buông bút lông xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên. Em muốn giết hắn. Diệp Thiên lạnh nhạt mở miệng, sát khí dày đặc trên người hắn tỏa ra khiến người khác không lạnh mà run. Vì sao? Diệp Tranh Vanh nghe thế thì hơi hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên. Hắn thật ngông cuồng. Diệp Thiên không thay đổi sắc mặt nói. Hoặc là nói hắn rất không biết tự lượng sức mình. Cậu đã phát sinh xung đột với hắn sao? Diệp Tranh Vanh như nghĩ gì đó, hỏi. Hắn nói em không xứng làm đối thủ của hắn. Diệp Tranh Vanh nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha. Diệp Tranh Vanh cười, cười đến âm lãnh. Hắn còn nói rằng hắn muốn làm cho ta trở thành hài cốt dưới chân hắn đấy. Anh cũng muốn giết hắn, nhưng không tìm thấy cơ hội thích hợp. Diệp Thiên lạnh lẽo nói. Em thì lại khác, em sẽ lợi dụng đại bỉ võ lần này để xử lý hắn. Em nghĩ dù Bùi Vũ Phu có biết chuyện này thì cũng không thể tìm chúng ta gây phiền phức. Dù sao thì cũng là do tài nghệ của hắn không bằng người. Mà coi như hắn muốn gây phiền toái cho chúng ta thì chú ba cũng không ngồi yên bỏ mặc, lúc đó hẳn sẽ chặt nốt chân còn lại của hắn. Không được. Diệp Tranh Vanh trực tiếp lắc đầu bác bỏ ý kiến của Diệp Thiên. Tại sao lại không được? Diệp Thiên nhíu mày hỏi, không mảy may để ý tới việc Diệp Tranh Vanh có vì thế mà tức giận hay không. Vẫn chưa tới lúc đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Tranh Vanh nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của Diệp Thiên, gằn từng chữ. Ta muốn chính hắn không thể tự mình bước qua cửa chính Tần gia, chỉ có thể thông qua Bùi Vũ Phu mới có thể bước vào được cửa chính của Tần gia. Diệp Thiên trầm mặc, trong mắt hiện lên vẻ không cam chịu. Diệp Tranh Vanh thấy thế đành thở dài, hắn biết rõ đứa em của mình tập võ từ nhỏ, lại được các trưởng bối của Diệp gia coi trọng, năng lực rất cao nên sự kiêu ngạo của nó không kém gì mình. Hiểu được điều này, Diệp Tranh Vanh không trách cứ Diệp Thiên mà thản nhiên nói. Đây là ý của ông nội. Lý do? Diệp Thiên hỏi. Tần Đông Tuyết vì Bùi Đông Lai mà cự tuyệt sự cầu hôn của chúng ta, khiến cho đám hỏi bị trở ngại, nhưng mà từ đầu tới cuối Tần gia lại không bày tỏ thái độ gì. Diệp Tranh Vanh nói xong cười lạnh một tiếng, nói. Tần gia làm như thế thực tế là muốn đạt được lợi ích lớn nhất,
nói khó nghe một chút thì chính là mượn gió bẻ măng Tần gia sẽ đợi sau khi thế lực phía sau Bùi Vũ Phu lộ ra rồi mới quyết định tiếp. Không riêng Tần gia muốn biết sau lưng Bùi Vũ Phu rốt cuộc cất giấu thế lực như thế nào, rất nhiều đại nhân vật cũng muốn biết điều đó. Diệp Tranh Vanh nói tới đây dừng lại một chút, nhìn Diệp Thiên. Ông nội cũng có ý như thế. Một khi đã như vậy thì em sẽ lưu lại một mạng cho hắn. Diệp Thiên trầm mặc một lúc sau mới nói tiếp. Nhưng em muốn phế hắn. Phế hắn thì có thể, nhưng cậu phải cam đoan hắn còn có thể đứng để bước vào cửa Tần gia. Dường như Diệp Tranh Vanh cũng hiểu được câu nói kia của Bùi Đông Lai đã làm nội tâm kiêu ngạo của Diệp Thiên tổn thương nên hắn cũng không tiếp tục ngăn cản em mình. Được. Diệp Thiên liếm liếm môi. Em sẽ nhân lúc thi đấu cách đấu mà chặt đứt hai tay của hắn, bẻ 10 cái răng của hắn. Chú ba có tiết lộ cái gì cho cậu không? Diệp Tranh Vanh biết đây là điểm chấp nhận cuối cùng của Diệp Thiên, không nói thêm nữa mà đổi đề tài. Nguyên bản em đáp ứng anh không xuống tay với tiểu tử kia, chỉ cần làm nhục hắn, không để hắn giúp Đằng Long đạt được quán quân mà thôi. Diệp Thiên thành thật nói. Nhưng là, chú ba đã bảo em coi tiểu tử kia là đối thủ. Lúc đầu em không quan tâm nhưng rồi chú nói cho em biết, tên đó từng mang theo một đám phản động huyết tẩy dòng binh đoàn Siberia, hơn nữa còn tự mình giết chết lúc phu một trong thập đại dòng binh vương. Từ đó em mới đồng ý với chú ba coi hắn là đối thủ. Vẫn là mạng lưới tình báo của Long Nha chính xác. Diệp Tranh Vanh nhịn không được cảm thán một câu rồi trầm ngâm giây lát, hỏi. Chú ba có nói chuyện của Bùi Vũ Phu hay không? Không có. Diệp Thiên lắc lắc đầu hỏi. Anh, vì sao anh cũng kiêng kỵ thế lực sau lưng Bùi Vũ Phu như thế? Theo em thấy nếu như sau lưng hắn thực có thế lực cường đại thì sao 18 năm trước hắn lại mang theo cái đuôi rời khỏi Yên Kinh như chó nhà có tang thế? Đây là ý của cấp trên, bọn họ lấy đại cục làm trọng. Diệp Tranh Vanh giải thích. Nói vậy nếu Bùi Vũ Phu không biết trời cao đất dày mà tiếp tục gây sức ép thì chú ba sẽ dẫn Long Nha đi diệt trừ. Trong lòng Diệp Thiên vừa động liền nghĩ tới điều gì? Chỉ mong Bùi Vũ Phu đừng có càng sống càng hồ đồ. Diệp Tranh Vanh cười lạnh nói. 18 năm trước hai người bọn chúng chật vật cút khỏi Yên Kinh, bây giờ nếu như Bùi Vũ Phu còn tiếp tục dung túng thằng con không biết trời cao đất dày của hắn kia thì có lẽ lần này sẽ không đuổi bọn chúng ra khỏi Yên Kinh đơn giản như thế. Trong bất chi bất giác, 4 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày 110. Dựa vào an bài của quân đội thì đại bỉ võ sẽ được cử hành vào ngày hôm nay. Sáng sớm ngày hôm nay, tất cả chi bộ đội tham gia đại bỉ võ đều không có tiến hành huấn luyện mà là đang đứng ở trên thao trường, cùng đợi các đại lão đến. Lúc 8 giờ, 8 chiếc xe quân đội chạy vào bên căn cứ. 8 giờ 30 phút lại có thêm mấy chiếc xe nữa chạy vào căn cứ, bảng số xe của mỗi chiếc xe đều rất nghiêu bài. Ách! Thấy được đoàn xe đến thì toàn bộ thành viên của các đại đội đặc chiến đều ngẩn ra. Kính, lễ. Sau đó, đợi mấy chiếc xe kia dừng lại, đội trưởng của tiểu đội Lang Nha hét lên một tiếng. Bá! Nói xong, tất cả mọi người đều để tay lên đầu kính chào. Sau đó, cửa của mấy chiếc xe kia mở ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì 8 vị đại lão đã lên chức tướng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Trong đó có 2 vị mang 3 sao, còn lại thì toàn bộ mọi người đều là có 2 sao ở trên vai. Người mang 3 sao ở trên vai chính là một vị đại lão trong quân đội và Trần Quốc Đào, còn 2 sao chính là các vị tham mưu trưởng. Thấy được đội hình này thì tất cả các thành viên của các tiểu đội đặc chủng tham gia đại bỉ võ lần này đều sửng sốt. Bởi vì, trước đây mỗi lần diễn ra đại bỉ võ thì chỉ có 1 hoặc 2 vị đến đây, mà lúc này đến đây đều là tướng, hơn nữa đều là các đại lão. Phía trên đối với lần thi đấu lần này vô cùng coi trọng. Ngắn ngủi ngây người qua đi, dường như toàn bộ thành viên của các tiểu đội đặc chiến đều hiện ra một cái ý niệm này. Ý niệm đó xuất hiện trong đầu, đồng thời bọn hắn cũng nhìn ra quân khu Giang Ninh là được coi trọng nhất. Dù sao thì Trần Quốc Đào nhân vật số 1 của quân khu Giang Ninh cũng đã đến đây. 30 giây sau, 8 vị đại lão bước lên đài chủ tịch. Các đồng chí, đại bỉ võ được tổ chức mỗi năm một lần, tôi thật vinh hạnh và may mắn khi tuyên bố bắt đầu đại bỉ võ lần này. Sau khi 8 vị đại lão ngồi xuống, một vị đại lão có thực quyền liền bước lên, nói. Bộ đội đặc chủng nước ta đã tiến hành nhiều nhiệm vụ, trong đó quan trọng nhất chính là hành động trực tiếp và trinh sát đặc chủng. Là mũi nhọn của quân đội ta.
Các đồng chí đều là những tinh anh từ trong các chi bộ đội đặc chủng chọn ra, là tinh anh trong tinh anh. Nói tới đây, vị đại lão kia dừng lại một chút, ánh mắt theo đảo lại trên người các thành viên tham gia lần đại bỉ võ lần này rồi tiếp tục nói. Tinh thần và trạng thái của mọi người làm cho tôi rất hài lòng. Tôi hy vọng, biểu hiện trong trận thi đấu này của mọi người cũng khiến cho tôi vừa lòng. Nói cho tôi biết, có thể làm được hay không? Có thể. Toàn bộ thành viên của đại đội đặc chiến đều lên tiếng, giọng nói vang trời. Tốt lắm. Vị đại lão kia gật gật đầu, sau đó đi về chỗ ngồi của mình. Tiếp theo tôi xin tuyên bố những hạng mục thi đấu của đại bỉ võ lần này. Người thứ hai phát biểu chính là một tham mưu trưởng, người chịu trách nhiệm trong cuộc thi lần này. Đại bỉ võ lần này được chia thành hạng mục cá nhân và hạng mục đồng đội. Hạng mục cá nhân là xạ kích và cách đấu, còn hạng mục đồng đội là vượt qua 30 km trong núi rừng. Vượt qua 30 km núi rừng. Nghe được nội dung của hạng mục này thì tất cả thành viên của các tiểu đội đặc chiến đều sửng sốt. Những lần đại bỉ võ trước đây đều tiến hành đối kháng, cũng chính là các hành động trực tiếp trong quân đội như hành động trảm thủ, hành động gây rối, hành động bảo vệ, hành động chống khủng bố cùng cứu viện. Tôi biết, đối với việc vượt qua 30 km núi rừng đối với mọi người là một chuyện dễ như ăn sáng. Dường như đã đoán được tất cả thành viên của các tiểu đội đặc chiến tỏ ra ngạc nhiên. Vị tham mưu trưởng này cũng không có cảm thấy kỳ quái mà đột nhiên đề cao giọng nói. Nhưng mà tôi tin tưởng, việc vượt qua 30 km trong cuộc thi lần này so với tưởng tượng của mọi người là khác nhau bởi vì trong lúc vượt qua này thì mọi người sẽ bị phục kích. Nghe được vị tham mưu trưởng này nói như vậy thì lúc này đây tất cả thành viên của các đại đội đặc chiến cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mà người phục kích mọi người chính là thành viên dự bị của Long Nha. Vài giây sau, vị tham mưu trưởng kia nói ra đáp án. Bá! Nghe vị tham mưu trưởng nói như vậy thì tất cả mọi người đều biến sắc. Trong bọn họ không có Vương Khuê, không có Tôn Nhật, không có Diệp Thiên cũng không có Bùi Đông Lai. Trong đó, lúc đầu hai người Vương Khuê và Tôn Nhật đều kinh ngạc nhưng sau đó trong mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn, còn Diệp Thiên thì vẫn lộ ra vẻ khinh thường. Còn về phần Bùi Đông Lai thì từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Long Nha! Hai chữ này đại biểu cho cái gì thì tất cả mọi người đều biết rõ ràng, tôi cũng không giải thích thêm nữa. Vị tham mưu trưởng kia lại mở miệng, nói. Dựa vào quy tắc thi đấu thì chỉ khi nào cả một tiểu đội đặc chiến vượt qua được 30 km núi rừng thì mới chiến thắng trong hạng mục này. Xin các đồng chí nhớ kỹ, là cả tiểu đội đặc chiến chứ không phải là một cá nhân. Đây cũng chính là nói. Khi vượt qua được 30 km núi rừng thì tiểu đội đặc chiến phải có ít nhất hai người trong đó vượt qua được. Báo cáo thủ trưởng. Vị tham mưu trưởng kia vừa nói xong thì đột nhiên phía dưới trong đám người truyền ra một giọng nói. Giọng nói vừa vang lên, dường như tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về chủ nhân của nó. Thấy người mở miệng là Bùi Đông Lai thì tất cả mọi người đều nghi hoặc vì sao Bùi Đông Lai lại phải cắt đứt lời nói của thủ trưởng. So với các thành viên của các đại đội đặc chiến thì trên đài chủ tịch, mấy vị đại lão đều ra bộ dạng hứng thú. Đối mặt với mấy chục ánh mắt như vậy mà mặt Bùi Đông Lai cũng không đổi sắc, hắn đang đợi vị tham mưu trưởng kia truyền mệnh lệnh để hắn mở miệng nói. Thiếu úy, mời nói. Vị tham mưu trưởng kia vốn là dùng ánh mắt xin ý kiến về mấy vị đại lão kia, thấy mấy vị đại lão kia không có ý kiến thì mở miệng ý bảo Bùi Đông Lai có thể nói. Báo cáo thủ trưởng. Cá nhân tôi cho rằng quy tắc này rất mơ hồ hoặc có thể nói là nó không có hợp lý. Bùi Đông Lai lớn tiếng nói. Thiếu úy, nói tiếp. Vị tham mưu trưởng kia nhíu mày, quy tắc lần này là do ở trên quy định, nếu không phải như thế thì cũng sẽ không xuất động đội dự bị Long Nha, đồng thời trên đài chủ tịch cũng sẽ không xuất hiện các vị đại lão. Dưới tình hình như vậy, lúc này đây mà Bùi Đông Lai lại nói quy tắc không hợp lý. Báo cáo thủ trưởng. Dựa theo lời nói của ngài thì đội nào vượt qua 30 km núi rừng nhanh nhất thì sẽ giành thắng lớn, yêu cầu là trong đội đó phải có ít nhất hai thành viên vượt qua. Mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, lớn tiếng nói. Như vậy, ví dụ như tiểu đội đặc chiến A hoàn thành bài thi đấu nhưng trong quá trình vượt qua núi rừng thì hy sinh ba người chỉ còn lại hai người. Còn tiểu đội đặc chiến B thì vượt qua nhưng kém đội A 5 phút nhưng lại không hy sinh một ai. Dựa theo quy tắc như ngài nói thì tiểu đội đặc chiến A sẽ giành thắng lợi nhưng mà theo cá nhân tôi cho rằng, đội B có tư cách giành thắng lợi hơn. Điều này để chứng minh năng lực tác chiến của cả đội.
Đương nhiên, tôi chỉ nói trận đấu này mà thôi. Nếu như là chiến tranh thì chúng ta thân là đội đột kích thì thích hợp với quy tắc mà ngài nói hơn. Lão Trần, hắn chính là vũ khí bí mật năm nay của ông sao? Trên đài chủ tịch, vị đại lão ngồi ở chỗ đầu tiên nghe Bùi Đông Lai nói xong thì cười cười với Trần Quốc Đào ở bên cạnh, nói. Có chút ý tứ. CMN, cậu cho rằng đội dự bị Long Nha dùng để trang trí sao? Nghe được vị đại lão bên cạnh nói như vậy, thấy được tất cả các vị đại lão đều đem ánh mắt nhìn về phía mình thì Trần Quốc Đào khóc không ra nước mắt. Ở hắn xem ra, lấy năng lực của Bùi Đông Lai thì việc vượt qua 30 km núi rừng là một chuyện đơn giản, nhưng mà nếu mang theo tiểu đội đặc chiến Đằng Long để vượt qua thì đó là một si tâm vọng tưởng. Không riêng gì Trần Quốc Đào mà tất cả các vị đại lão khác cũng nghĩ như vậy. Thiếu úy, vấn đề này, tôi trả lời cho cậu biết. Ngay sau đó, không đợi vị tham mưu trưởng kia mở miệng, một vị đại lão đã đứng dậy, nói. Nếu chi tiểu đội đặc chiến không có thương vong có thể vượt qua 30 km núi rừng, bất luận là sớm hay muốn thì đều đoạt được giải quán quân trong hạng mục thi đấu này. Vâng, thủ trưởng. Trước tiên Bùi Đông Lai liền trả lời. Còn ai có điều gì muốn hỏi nữa không? Mắt thấy vị đại lão kia dùng mắt ý bảo mình tiếp tục, vị tham mưu trưởng kia liền mở miệng hỏi. Không trả lời. Tốt, nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi tiếp tục nói quy tắc. Tên kia tham mưu trưởng tiếp tục nói. Nếu như không có chi tiểu đội đặc chiến nào thành công thì như vậy sẽ lấy số giết địch để tính, ai giết được nhiều hơn thì sẽ đoạt được chức quán quân. Nói xong, tên tham mưu trưởng kia lại quét ánh mắt nhìn một vòng, thấy không ai có ý kiến thì lại nói. Dựa theo sắp xếp thì hôm nay sẽ tổ chức hạng mục xạ kích, ngày mai sẽ tiến hành hạng mục đồng đội, ngày cuối cùng sẽ tiến hành hạng mục cách đấu. Đã tuyên bố quy tắc xong, sau đây xin mời XXX lên tuyên bố bắt đầu lần đại bỉ võ năm nay. Sau khi tuyên bố xong quy tắc thi đấu thì tên tham mưu trưởng kia đem microphone giao chi vị đại lão bên kia, sau đó trở về vị trí của mình. Sau đây, tôi xin tuyên bố bắt đầu đại bỉ võ năm nay. Giọng nói của vị đại lão kia vang lên. Mới tất cả thành viên tham gia vào xạ kích chuẩn bị, 10 phút sau sẽ tiến hành trận đấu tại bãi bắn số 1. Mọi người, nghiêm. Sau đó, mắt thấy vị đại lão bước xuống thì đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Lang Nha giống tiếng lớn, nói. Quẹo phải, bước đều bước. Bá, ba, ba. Trong lúc nhất thời, tiếng bước chân chỉnh tề vang vọng lên, 48 thành viên tiểu đội đặc chiến bước đều đến bãi bắn số 1. Cuộc chiến giữa Bùi Đông Lai và Diệp Tranh Vanh chính thức bắt đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 3, 3. Ánh mặt trời lên cao, tiếng bước chân vang vọng trong doanh trại làm cho bụi đất tung bay. 48 thành viên của các tiểu đội đặc chiến chạy bộ hướng về bãi bắn số 1. 5 phút sau, trong sự chờ đợi của mấy vị đại lão, tất cả 48 thành viên đã đi đến bãi bắn số 1 rồi dừng bước. Toàn bộ mọi người, nghiêm. Đội trưởng của tiểu đội Lang Nha liền hô to, xoay đó xoay người hướng về mấy vị đại lão kia chạy tới. Báo cáo thủ trưởng, 8 chi tiểu đội đặc chiến đã có mặt, xin thủ trưởng ra lệnh. Thi đấu bắt đầu. Vị đại lão kia liền trầm giọng ra lệnh, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Thân là nhân vật nắm quyền số 3 trong quân đội thì đối với sự kiện Ngưu Thử Sơn, đối với việc một mình Bùi Đông Lai huyết tẩy cả dòng binh Siberia thì hắn rất rõ ràng. Dưới tình hình như vậy, hắn rất chờ mong biểu hiện ngày hôm nay của Bùi Đông Lai. Các thành viên tham gia xạ kích thì bước ra khỏi hàng. Tên tiểu đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Lang Nha trở lại trước đội hình rồi giống lớn. 3. Nói xong, 8 thành viên tham gia xạ kích liền bước lên một bước, đứng trước đội ngũ. Trong đó, đại diện cho tiểu đội đặc chiến Mãnh Hổ là Vương Khuê, đại diện cho tiểu đội đặc chiến Tuyết Báo là Tôn Nhật, ngoài ra, 4 chi tiểu đội đặc chiến đặc chủng khác đều phái ra những tay súng bắn tỉa số 1. Còn về phần tiểu đội đặc chiến Lang Nha và Đằng Long thì đó là Bùi Đông Lai và Diệp Thiên. Hải quân lục chiến bắt đầu trước, theo thứ tự tiến hành so tài. Tên đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Lang Nha lại ra lệnh. Đại diện cho hải quân lục chiến bước lên tiến hành phần thi của mình, các đội viên khác chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, thủ trưởng. Nghe được tên đội trưởng tiểu đội đặc chiến Lang Nha nói thế thì tay súng bắn tỉa đại diện cho hải quân lục chiến liền lên tiếng trả lời. Sau đó chạy về phía trước, đầu gối trái chống xuống đất,
chân phải hơi đưa về phía trước rồi cầm lấy khẩu M99, một khẩu súng ngắm bán tự động, có tầm bắn xe, trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng. Bia ngắm bên ngoài 200 mét bắt đầu di chuyển. Mắt thấy tay súng của Hải quân lục chiến đã sẵn sàng thì tham mưu trưởng của quân khu, người chịu phụ trách thi đấu hôm nay là Hà Huy liền nói. Hà Huy nói xong thì bên ngoài 200 mét một tấm bia có một tên cường đạo đang bắt lấy con tin xuất hiện. Mắt thấy tấm bia kia xuất hiện thì tay súng của Hải quân lục chiến liền ngắm. Dưới ánh mặt trời, thông qua ống nhắm thì hắn cảm thấy có điều gì không đúng lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn quyết đoán bóp cò. Hiển nhiên, hắn biết tấm bia cách mình 200 mét là phần thi đơn giản nhất, nếu hắn nhắm cả nửa ngày rồi bắn thì cũng đừng nên tham gia vào trận đấu nữa. Đoàng! Tiếng súng vang lên, viên đại bay ra khỉ nóng, bắn vào tấm bia phía trước. Nhưng mà... viên đạn không bắn trúng tên cường đạo trên tấm bia mà là trúng đầu của con tin. Ách! Thấy một màn như vậy thì tất cả thành viên của các tiểu đội đặc chủng đều ngẩn ra. Thân là thành viên tham gia vào lần đại bỉ võ lần này thì bọn hắn chính là những thanh quân đao, có thể nói không chút khoa trương chút nào, bọn hắn là những tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất. Cho nên, khi thấy tay súng của Hải quân lục chiến bắn sai thì bọn hắn liền kinh ngạc. So với bọn hắn thì tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến lại hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào mô hình cách đó 200 mét, dường như hắn không thể tin nổi bản thân mình đã bắn trúng đầu con tin. Người tiếp theo, Hà Huy thấy tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến hoàn toàn ngây người đứng sững sờ tại chỗ thì liền mở miệng. Lộp bộp, vẻ mặt của tay súng bắn tỉa Hải quân lục chiến thống khổ nhìn vào Hà Huy mà các chiến hữu của hắn thì tỏ ra khiếp sợ nhìn về phía hắn, dường như bọn họ không thể tin rằng người mà mình tin tưởng nhất lại có thể kết thúc trận đấu nhanh như vậy. Báo cáo thủ trưởng, tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến lấy hết dũng khí hô. Thiếu úy, mời nói. Vẻ mặt Hà Huy không chút thay đổi, nói. Súng của tôi có vấn đề. Tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến mở miệng. Sớm đã biết là có vấn đề mà còn bắn sao? Hà Huy lạnh lùng nói. Lui xuống. Vâng, thủ trưởng. Nghe được mệnh lệnh của Hà Huy thì tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến liền biệt khuất buông súng xuống, sau đó chạy về lại đội ngũ của mình. Nhưng mà... biệt khuất thì biệt khuất nhưng hắn cũng biết hối hận. Hối hận vì mình đã quá sơ ý, trước khi bắn đã không kiểm tra súng, đợi cho sau khi bắn xong rồi mới biết súng có vấn đề. Mà theo lời của Hà Huy nói thì bên trên đã cố ý xếp một khẩu súng chưa được kiểm tra vào. Thành viên của tiểu đội đặc chủng Hắc Cốc tiến lên bắn. Mắt thấy tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến bước về đội ngũ thì Hà Huy lên tiếng. Vâng, thủ trưởng. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc trả lời. Sau đó chạy đến trước chỗ để súng rồi cầm lấy súng. Lúc này đây, tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc không có cầm súng nhắm bắn liền mà hắn cẩn thận kiểm tra súng một phen, hơn nữa còn tiến hành động tác nhắm bắn nữa. Trung úy, chuẩn bị xong chưa? Ước chừng 10 giây sau, Hà Huy trầm giọng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, đã chuẩn bị xong. Mô hình bên ngoài 200 mét di chuyển. Giọng nói Hà Huy vang lên. Bên ngoài 200 mét mô hình cường đạo bắt cóc con tin đã xuất hiện. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc không có bắn liền mà là âm thầm tính toán đường đi của viên đạn. Siêu nhân CMNA. Đoàng. Vài giây sau, tiếng súng vang lên, viên đại đã bắn thẳng vào tên đầu tên cường đại trên mô hình. Thấy một màn như vậy thì tất cả thành viên của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc âm thầm thở ra, mà thành viên của Hải quân lục chiến lại ỉu xìu. Bên ngoài 400 mét phát hiện được quân địch. Mắt thấy tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc bắn chúng thì Hà Huy lại mở miệng. Hắn vừa dứt bên ngoài 400 đã xuất hiện mô hình địch nhân. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc liền ngồi xuống, nhắm bắn. Đoàng! Tiếng súng lại vang lên. Một phát trúng đầu. Bên ngoài 800 mét mô hình người điều khiển máy bay trực thăng xuất hiện. Không đợi cho tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc lấy hơi, giọng nói của Hà Huy lại vang lên. Tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc liền nằm xuống, tiếng hành nhắm. Vài giây sau, tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc liền nhíu mày, hắn nắm một nắm cát lên rồi thả xuống. Chờ cho cát rơi xuống hết thì hắn lại cầm súng lên, bắt đầu nhắm bắn. Đoàng! Vài giây sau, tiếng súng lại vang lên. Nhưng mà... lúc này đây... hắn không bắn trúng mục tiêu.
thấy một màn như vậy thì hắn liền buông súng xuống, không đợi Hà Huy mở miệng đã chủ động chạy về đội ngũ của mình. Đưa mắt nhìn tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc trở lại đội ngũ, vẻ mặt Diệp Thiên khinh thường, ánh mắt khẽ liếc qua nhìn Bùi Đông Lai. Thấy được ánh mắt khiêu khích của Diệp Thiên thì Bùi Đông Lai cũng không để ý đến mà là nhìn vào các tuyển thủ khác chuẩn bị lên bắn. Sau đó, hai gã thành viên của tiểu đội đặc chiến khác đều lên bắn nhưng mà bọn hắn cũng giống với tay súng bắn tỉa của tiểu đội đặc chiến Hắc Cốc cũng không bắn được mô hình máy bay ở ngoài 800 mét. Tiểu đội đặc chiến Hắc báo. Nghe được Hà Huy kêu tên thì Tôn Nhận có chút hưng phấn, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh rồi bước lên điểm bắn. Giống như những thành viên trước đó, Tôn Nhận cũng kiểm tra súng một phen sau đó mới bắt đầu nhắm bắn. So sánh với vài người thi trước đó thì thời gian Tôn Nhận hoàn thành xong bài bắn ở bên ngoài 200 mét, 400 mét tương đối ngắn hơn nhiều, có thể nói là thuật bắn súng nhất lưu. Không chỉ như thế, đối với phần thi mô hình lái trực thăng ở bên ngoài 800 mét thì Tôn Nhận cũng đã thuận lợi vượt qua, hơn nữa còn là một súng bạo đầu. Mô hình xe tăng bên ngoài 1.200 mét, tốc độ 60 km/h. Giống như đã dự liệu được Tôn Nhận sẽ vượt qua được những bài thi đó, trên mặt Hà Huy cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc mà là hô to. Hà Huy vừa hô lên thì bên ngoài cách 1.200 mét đã xuất hiện mô hình một chiếc xe tăng chạy nhanh với vận tốc 60 km/h. Sau đó vì muốn xác định hướng gió nên Tôn Nhận cũng nắm lên một nắm cát rồi bỏ xuống, 10 giây đó mới nhắm bắn. Đoàng! Viên đạn bay ra khỏi nòng nhưng mà không bắn trúng mục tiêu. 2. Tôn Nhận nhìn không được mà nhắm mắt thở dài. Lần đại bỉ võ trước đó thì hắn cũng không có bắn trúng mô hình xe tăng, do đó mà đã bại trong tay của Diệp Thiên, đứng ở vị trí thứ 2. Trong một năm qua, hắn đã luyện bắn súng, chủ yếu là bắn vào mô hình xe tăng. Lúc tập luyện đó thì xác suất của hắn là 8 phần 10. Mà hôm nay, hắn không có bắn trúng mục tiêu, trừ thiếu may mắn ra thì quan trọng hơn là bởi vì viên đạn. Ở môn xạ kích lần trước thì Tôn Nhận là người giành chức Á quân còn trong cách đấu Vương Khuê là người giành chức Á quân. Luận về thực lực bắn súng thì Vương Khuê còn kém hơn Tôn Nhận. Nhưng mà, hắn cũng thuận lợi mà vượt qua bài thi mô hình máy bay trực thăng ở bên ngoài 800 mét nhưng lại dừng bước ở mô hình xe tăng bên ngoài 1.200 mét. Tiểu đội đặc chiến Lang Nha. Mắt thấy Vương Khuê bỏ xuống súng, trở về đội ngũ thì Hà Huy lại mở miệng, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía người được xưng là đặc chủng binh Vương Diệp Thiên. Báo cáo thủ trưởng. Nghe được Hà Huy gọi thì Diệp Thiên cũng không có bước lên chỗ bắn mà là đứng ngay tại chỗ. Thiếu úy, mời nói. Trong lòng Hà Huy vừa động, dường như đoán được Diệp Thiên muốn làm cái gì. Đối với tôi mà nói thì ba bài thi đầu đã không còn ý nghĩa gì. Vẻ mặt Diệp Thiên cao ngạo. Tôi muốn trực tiếp vào bài thi thứ tư, 1.200 mét bên ngoài mô hình xe tăng, xin thủ trưởng phê chuẩn. Nghe được Diệp Thiên nói như thế thì Hà Huy không khỏi nao nao, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị đại lão kia. Thượng úy, tôi phê chuẩn ý kiến của cậu. Mắt thấy vị đại lão kia gật đầu, Hà Huy trầm giọng nói. Cảm ơn thủ trưởng. Diệp Thiên mỉm cười bước lên phía trước, đồng thời ánh mắt khẽ liếc về phía Bùi Đông Lai tràn đầy vẻ khinh miệt. Như muốn nói, tiểu tử, tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thần súng. Mặc dù là biết Diệp Thiên là một người cuồng ngạo nhưng lúc này nghe được Diệp Thiên nói muốn thi bài thứ tư thì trừ thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long ra thì các thành viên của các tiểu đội đặc chiến khác đều lộ ra vẻ khó chịu. Nhất là Tôn Nhận, Vương Khuê và các tay súng bắn tỉa đã thi đấu những bài thi trước, bọn hắn có cảm giác bị Diệp Thiên tát vào mặt một cái. Nhưng mà, khó chịu thì khó chịu nhưng bọn họ cũng biết người được xưng là đặc chủng binh Vương Diệp Thiên có tư cách để cuồng ngạo hơn nữa thủ trưởng cũng đã phê chuẩn, bọn hắn còn có thể nói gì nữa. Huống chi, nếu bọn hắn lên tiếng thì Diệp Thiên có thể nói lại, nếu các người cảm thấy không phục thì có thể làm giống như ta để đánh trả bọn hắn. Bởi vậy nếu bọn hắn làm là tự chuốc lấy nhục, không riêng gì thành viên của các tiểu đội đặc chiến mà ngay cả người dẫn đầu của các tiểu đội đặc chiến khác cũng cảm thấy khó chịu. Đối với việc này thì Hà Huy chỉ cười khổ, ý bảo mọi người không nên làm gì. Vở kịch 2 giờ mới bắt đầu mà thôi. Mắt thấy Diệp Thiên đi đến chỗ ngắm bắn thì vị đại lão là nhân vật số 3 trong quân đội nở nụ cười. Nghe được vị đại lão kia nói như thế thì mấy vị đại lão rất rõ ràng. Vị đại lão này bỏ cả công tác để đến đây quan sát là hoàn toàn hướng về phía Bùi Đông Lai và Diệp Thiên.
Hiểu được điểm này thì Trần Quốc Đào liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, phát hiện trên mặt của Bùi Đông Lai lộ ra vẻ bình tĩnh thì vẻ lo lắng trong lòng Trần Quốc Đào liền biến mất, trên mặt hiện lên nụ cười. Bởi vì biết súng có vấn đề cho nên Diệp Thiên liền cầm súng lên kiểm tra một phen. So sánh với Vương Khuê thì tốc độ kiểm tra súng của Diệp Thiên vô cùng nhanh, hắn không đợi Hà Huy truyền ra mệnh lệnh thì liền nằm ngã xuống đất, chủ động nói. Báo cáo thủ trưởng, chuẩn bị xong. Nói xong, Diệp Thiên liền ngậm một cọng cỏ trong miệng, muốn dùng phương thức này để đoán tốc độ gió. Bên ngoài 1200m mô hình người rơm trên xe tăng xuất hiện. Mắt thấy Diệp Thiên đã chuẩn bị xong, Hà Huy liền truyền ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Hà Huy vừa được truyền ra thì ở bên ngoài 1200m, mô hình người rơm trên xe tăng đã hiện ra. Báo cáo thủ trưởng, tốc độ đã đạt đến 60 km/h. Rất nhanh, trong bộ đàm đã truyền ra giọng hồi báo. Thượng úy, cậu có thể bắn. Nghe thế thì Hà Huy liền hướng Diệp Thiên để truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó vẻ mặt hắn cũng giống với những đại lão đều lộ ra vẻ chờ mong. Mặc dù Bùi Đông Lai không dùng ống nhòm để quan sát bất quá bằng thị lực biến thái của mình thì hắn có thể thấy được mô hình tăng ở ngoài 1200m. Ngay sau đó, Diệp Thiên quyết đoán mà bóp cò. Đoàng! Tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, trực tiếp bắn thẳng vào mô hình người rơm trên xe tăng ở bên ngoài 1200m. Tốt! Thấy một màn như vậy. Thân là nhân vật số 3 của quân đội thì vị đại lão kia cũng không có keo kiệt lời khen ngợi của mình. Nghe lời đại lão kia nói thế thì Diệp Thiên mỉm cười, cũng không có tiếp tục tiến hành thi đấu nữa. Thân là quán quan của đại bỉ võ lần trước thì hắn biết rõ hạng mục thi đấu xạ kích chỉ có 4 nội dung. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì Diệp Thiên bỏ súng xuống, đứng lên, rồi xoay người trở lại đội ngũ. Lúc này, hắn không có quay lại nhìn Bùi Đông Lai. Diệp Thiên không nhìn Bùi Đông Lai nhưng mà thành viên của các tiểu đội đặc chủng khác đều nhìn về Bùi Đông Lai, trong lòng âm thầm suy đoán Bùi Đông Lai có thể hoàn thành bài thi giống Diệp Thiên hay không. Đông Lai, cố lên! Thấy một màn này thì tất cả thành viên của tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều lộ vẻ chờ mong mà nhìn Bùi Đông Lai. Trong đó thân là đội trưởng của tiểu đội đặc chủng Đằng Long thì Ngũ Cương lại nhỏ giọng cổ vũ một câu. Bùi Đông Lai nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Hà Huy nhìn vào Bùi Đông Lai vài giây rồi trầm giọng mở miệng. Bùi Đông Lai không có để ý đến ánh mắt của Hà Huy cũng không để ý ánh mắt của các vị đại lão, thậm chí ngay cả Trần Quốc Đào thì hắn cũng không nhìn một cái nào mà là trực tiếp đi tới cầm súng rồi ngắm bắn. So với các thành viên tham gia thi đấu trước thì Bùi Đông Lai cũng không có kiểm tra súng mà là cầm súng lên, làm ra một động tác nhắm. Báo cáo thủ trưởng, chuẩn bị xong. Làm xong một động tác nhắm bắn, Bùi Đông Lai liền nói. Mắt thấy Bùi Đông Lai làm một động tác đơn giản như vậy thì trong lòng mọi người liền ngẩn ra. Bản thân tao muốn nhìn xem mày sẽ làm được gì. Dường như Diệp Thiên có thể nhận thấy rằng Bùi Đông Lai là cố ý nhắm vào hắn cho nên liền cười lạnh. Thiếu úy, cậu muốn thi bài thi thứ mấy? Không riêng gì Diệp Thiên đã nhận ra điểm này, ngay cả Hà Huy cũng biết. Hắn nghĩ đến Bùi Đông Lai muốn giống như Diệp Thiên cho nên hỏi. Báo cáo thủ trưởng. Tôi muốn dựa vào trình tự mà tiến hành, từ bài thi số 1 mà bắt đầu. Bùi Đông Lai cầm súng, nói. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì ấn tượng của Bùi Đông Lai đối với thành viên của các tiểu đội đã tăng lên. Còn giả vờ nữa sao? Coi như là mày thức thời. Diệp Thiên khinh miệt nhìn Bùi Đông Lai, trong lòng cười lạnh không thôi. Mô hình ngoài 200m bắt đầu. Đoàng! Nói xong, mô hình hiện, tiếng súng vang. Một súng bạo đầu. Ở ngay giữa mi tâm. Ách! Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều líu rưỡi, ở bọn hắn xem ra tốc độ bắn của Bùi Đông Lai thật sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi khi cầm súng lên nhắm là đã bắn rồi. Ở bọn hắn xem ra, phải là có lòng tin vào tài bắn súng của mình mới dám làm như thế. Bên ngoài 400m phát hiện quân địch. Đoàng! Dứt lời, mô hình hiện ra, tiếng súng vang lên. Vẫn là một súng bạo đầu. Vẫn là ngay giữa mi tâm. T. Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một hơi, âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai quả thật là yêu nghiệt mà. Ngay cả mấy tay súng bắn tỉa còn cảm thấy Bùi Đông Lai có chút nghịch thiên thì huống gì là mấy vị đại lão. Dưới ánh mặt trời, tất cả các vị đại lão đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà,
Ở lúc mọi người đang lộ ra vẻ kinh ngạc thì Trần Quốc Đào không nhịn được mà nở nụ cười, cười đến đắc ý. Cùng lúc đó, cuối cùng Diệp Thiên cũng thu lại lòng khinh thị đối với Bùi Đông Lai. Bởi vì ngay cả hắn cũng không cam đoan bản thân có thể làm được như Bùi Đông Lai, một phát bạo đầu hơn nữa lại là ngay giữa mi tâm. Bên ngoài 800 mét, mô hình máy bay trực thăng xuất hiện. Hà Huy cố gắng ngăn chặn nỗi khiếp sợ trong lòng, thông qua bộ đàm mà hạ lệnh. Bên ngoài 800 mét liền xuất hiện một mô hình máy bay trực thăng được điều khiển, Bùi Đông Lai cũng không có giống như Tôn Nhận cũng không cầm cát lên hay ngậm cỏ để đoán tốc độ gió, hắn vẫn đứng tại chỗ cầm súng lên. Nhắm bắn. Đoàng. Tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Vẫn là, một phát bạo đầu. Tốt. Thấy được biểu diễn của Bùi Đông Lai thì vị đại lão nhân vật số 3 trong quân liền nhìn về Bùi Đông Lai, lớn tiếng khen. Tốt lắm. Nghe được nhân vật số 3 trong quân trầm trồ khen ngợi, sớm đã không kìm được tâm tình, Trần Quốc Đào cũng là vỗ tay kêu hay, cười vô cùng đắc ý. Mà trừ Diệp Thiên ra thì toàn bộ thành viên của các tiểu đội đặc chiến đều ngẩn người, ánh mắt của bọn hắn nhìn về Bùi Đông Lai giống như là nhìn người ngoài hành tinh, người này còn là người không? Diệp Thiên nhíu mày, lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết, thuật bắn súng của Bùi Đông Lai tuyệt đối không thua hắn. Bên ngoài 1200. Báo cáo thủ trưởng. Lúc này đây, không đợi Hà Huy truyền ra mệnh lệnh, Bùi Đông Lai đã buông súng xuống rồi mở miệng. Thiếu úy, mời nói. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Hà Huy vốn là ngẩn ra sau đó hỏi. Báo cáo thủ trưởng, theo tôi được biết trên lý luận nếu vận tốc gió là 4 mét trên giây thì nếu dùng súng ngắm M99 thì sẽ bắn trúng mục tiêu cách xa 1.000 mét có bán kính là 0,5 mét. Đối với mục tiêu cách xa 1.500 mét thì bắn trúng vật có bán kính 2,5 mét. Nếu mục tiêu cách xa 2.500 mét thì có thể trúng mục tiêu có bán kính là 5 mét. Điều này có đúng không? Bùi Đông Lai ngẩng đầu ưỡn ngực. Lớn tiếng hỏi. Ách, người kia muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tăng lên khoảng cách sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó dường như là đã đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai. Đúng như vậy, thiếu úy. Trong lòng âm thầm đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai, Hà Huy vẫn tin rằng Bùi Đông Lai sẽ không dám làm như vậy. Cậu hỏi vấn đề này để làm gì? Báo cáo thủ trưởng. Tôi muốn tăng khoảng cách lên 2.000 mét. Giọng nói của Bùi Đông Lai vô cùng bình tĩnh. Dầm. Lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một tiếng sét vang lên giữa trời xuân làm cho tất cả mọi người đều không dám tin. Người kia điên rồi sao? Điên rồi sao? Miệng của Trần Quốc Đào mở ra cố gắng muốn ngăn cản điên cuồng của Bùi Đông Lai nhưng thấy được vẻ mặt kiên định của Bùi Đông Lai, thấy được ánh mắt tự tin của Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào liền đem lời nói nuốt xuống bụng. Thiếu úy. Cậu xác định muốn làm như vậy. Lúc này đây, mở miệng không phải là Hà Huy mà là vị nhân vật số 3 trong quân kia. Báo cáo thủ trưởng, tôi xác định. Giọng nói mạnh mẽ của Bùi Đông Lai vang lên. Tốt. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Bùi Đông Lai thì vị đại lão kia có chút kích động, nói. Hà tham mưu trưởng, dựa theo yêu cầu của thiếu úy mà truyền ra mệnh lệnh, hôm nay, bản thân hôi muốn nhìn xem cậu ta có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không. Vâng, thủ trưởng. Nghe vị đại lão kia nói như thế thì Hà Huy liền trả lời, sau đó nhịn không được mà nhìn Bùi Đông Lai một cái rồi hạ mệnh lệnh vào trong bộ đàm. Đem mô hình xe tăng ra ngoài 2.000 mét, tốc độ vẫn giữ 60 km/h. Vâng, thủ trưởng. Trong bộ đàm liền truyền ra một giọng nói, mặc dù tên binh lính này không biết vì sao Hà Huy lại ra lệnh như vậy nhưng mà với một người quân nhân như hắn thì hắn cũng không dám hỏi nhiều mà liền thi hành. Nhưng mà, khi trả lời xong thì hắn hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề nên hỏi một tên chiến hữu bên cạnh. Mới vừa rồi thủ trưởng kêu chúng ta đem mô hình này ra 2.000 mét, tốc độ vẫn là 60 km/h, đúng không? Ừ, tên chiến hữu bên cạnh mơ hồ mà gật đầu. Thủ trưởng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại có người có thể bắn chúng vào mô hình đến được 2.000 mét ư? Vô nghĩa, cậu cho rằng tên kia là siêu nhân sao? Nghe được tiến chiến hữu bên cạnh nói như thế thì sắc mặt tên binh lính nơ như cây cơ bất quá hắn vẫn làm theo mệnh lệnh của Hà Huy là đem mô hình người dơm trên xe tăng chạy ra ngoài 2.000 mét. Cùng lúc đó, bãi bắn số 1. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào người Bùi Đông Lai. Thủ trưởng, ngài từng thị sát qua tổ chức Long Nha,
trong tổ chức Long Nha có người nào từng dùng súng ngắm M99 bắn trúng mô hình người rơm trên xe tăng cách 2.000 mét không? Trần Quốc Đào nhìn không được mà hỏi nhân vật số 3 trong quân đội bên cạnh. Mặc dù hắn có lòng tin vào Bùi Đông Lai hơn nữa, thoạt nhìn Bùi Đông Lai cũng vô cùng tự tin, nhưng mà hành động của Bùi Đông Lai vô cùng nghịch thiên. Thế cho nên đã khiến cho phần tin tưởng trong lòng của Trần Quốc Đào đối với Bùi Đông Lai dao động. Điều này chỉ làm được trên lý luận mà thôi. Vị đại lão kia mang theo vài phần chờ mong, nói. Long Nha có thể làm được hay không thì tôi không biết, bởi vì trong Long Nha cũng chưa từng biểu diễn qua. Trong lòng Trần Quốc Đào khẽ hốt hoảng. Tuy rằng vị đại lão này không có cho ra một câu trả lời thuyết phục, nhưng mà Trần Quốc Đào lại nghe được ý trong lời nói của đối phương rằng Long Nha cũng khó làm được điều này. Long Nha còn khó làm được, Bùi Đông Lai có thể làm được ư? Trần Quốc Đào bắt đầu có chút hối hận vì không đã ngăn cản hành động điên cuồng của Bùi Đông Lai. Như thế nào, chẳng lẽ lão Trần ông lại không tin tưởng vào vũ khí bí mật của mình ư? Trần Quốc Đào hơi có vẻ xấu hổ gật gật đầu, nói. Tôi tin rằng hắn có thể thuận lợi bắn trúng mục tiêu ở bên ngoài 1.200 mét, nhưng với lần 2.000 mét này thì không tin tưởng được. Bản thân tôi cảm thấy rằng tiểu tử này rất tự tin. Vị đại lão này ý cười đầy mặt nhìn vào Bùi Đông Lai. Trần Quốc Đào nghe vậy thì nhìn về phía Bùi Đông Lai, thấy được Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh đứng đó chờ Hà Huy hạ mệnh lệnh. Không riêng gì vị đại lão số 3 trong quân nhận thấy được Bùi Đông Lai vô cùng tự tin, mà mấy vị đại lão khác cùng các thành viên của các tiểu đội đặc chiến cũng nhìn ra điểm này. Mặc dù là như thế, mặc dù là vừa rồi Bùi Đông Lai đã biểu hiện nghịch thiên làm cho bọn họ cảm thấy được tài bắn súng của Bùi Đông Lai cũng không thua kém gì Diệp Thiên, thậm chí là Bùi Đông Lai đã hơn Diệp Thiên, nhưng mà bọn hắn vẫn cho rằng Bùi Đông Lai không thể bắn với một khoảng cách quá xa như vậy. Dù sao thì đây cũng chỉ là lý luận mà thôi. Trong chuyện này, lấy Diệp Thiên để so sánh. Thân là thành viên của Diệp gia, bởi vì thiên phú của hắn từ nhỏ đã xuất sắc, thêm vào từ lúc nhỏ tuổi đã bắt đầu tòng quân, cho nên hắn may mắn trở thành đồ đệ thứ ba của Diệp Cô Thành. Ở hắn xem ra, không nói riêng về hắn, ngay cả sư tỷ của hắn là Trần Anh cũng không thể làm được điều này. Thậm chí là Tiêu Phi, người từng được xưng là Long Nha thứ ba trong lịch sử cũng chưa chắc đã làm được điều này. Ở trong lòng của hắn, chỉ có vị thủ lĩnh Long Nha, người đứng thứ hai trên Long Bảng, người mà 18 năm trước ra tay đánh gãy chân của Bùi Vũ Phu, Diệp Cô Thành mới có thể làm được điều này. Bởi vì sau khi dung hợp linh hồn với Tiêu Phi cho nên thính lực của Bùi Đông Lai vượt xa hơn người thường. Hắn nghe được cuộc nói chuyện của bị đại lão cùng với Trần Quốc Đào, hơn nữa hắn cũng nhận ra vẻ tín nhiệm trong mắt của những người đồng đội của hắn. Đối với việc này thì vẻ mặt của hắn cũng không có bất kỳ vẻ biến hóa nào. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đợi Hà Huy truyền ra mệnh lệnh. Báo cáo thủ trưởng, mô hình người rơm trên xe tăng đã vào vị trí, mời thủ trưởng ra lệnh. Không biết bao lâu, trong bộ đàm truyền ra một giọng nói. Giữ nguyên tốc độ, để mô hình chạy từ nam xuống bắc. Hà Huy liền hạ mệnh lệnh cho tên binh lính kia, sau đó quay đầu nhìn về Bùi Đông Lai. Thiếu úy, cậu có thể tiến hành bắn. Báo cáo thủ trưởng, tôi muốn mượn chiếc xe Jeep của ngài một chút. Bùi Đông Lai cũng không có bắn liền mà hướng về Hà Huy rồi nói. Được. Dường như Hà Huy đã nhận ra Bùi Đông Lai muốn đứng ở trên xe để bắn, cho nên hắn cũng không xin chỉ thị của vị đại lão kia mà liền đồng ý với yêu cầu của Bùi Đông Lai. Cảm ơn thủ trưởng. Bùi Đông Lai mỉm cười, sau đó đi tới chiếc xe Jeep rồi nhảy lên bên trên xe. Sau khi lên xe thì Bùi Đông Lai liền nhắm. Các vị đại lão thấy thế thì liền cầm ống nhòm nhìn về mô hình người rơm trên xe tăng cách đó 2.000 mét, mà thành viên của các tiểu đội đặc chủng khác lại ngừng thở nhìn vào Bùi Đông Lai. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không có vội vàng bắn mà cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Dần dần, dưới sự chờ đợi của mọi người, tâm tình của Bùi Đông Lai đã trở nên bình tĩnh, nhịp đập của tim cũng đã ổn định. Giờ phút này, Bùi Đông Lai có cảm giác được khẩu súng trong tay mình là một bộ phận của cơ thể. Ngưng thần, ngừng thở. Bùi Đông Lai dùng ống ngắm trên súng nhìn vào mô hình xe tăng cách hắn 2.000 mét, trong đầu hiện ra vận tốc của gió. Đậu má, siêu nhân vãi, 88. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 3s sau, ở trong khi mọi người ngưng thở chờ đợi. Đoàng. Lại một tiếng súng vang lên. Tiếng súng vang lên giống như là một cái búa tạ đập vào tim của mọi người, khiến cho trái tim trong lồng ngực của bọn hắn liền ngưng đập.
thời gian ngưng lại, hình ảnh dừng lại. Thông qua ống nhòm thì các vị đại lão thấy được viên đạn đã bắn trúng vào mô hình người rơm trên xe tăng. Ách! Thấy được một màn như thế thì tất cả các vị đại lão đều trợn to mắt, miệng mở to ra, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thật sự làm được sao? Thành viên của các tiểu đội đặc chiến không có ống nhòm để quan sát tình huống bên ngoài, bất quá khi bọn hắn thấy được vẻ mặt ngây ngốc của các vị đại lão thì trong lòng liền hiện ra một câu hỏi như vậy. Dường như để trả lời vấn đề của mọi người, bên ngoài 2000 mét, tên lính kia trừng to mắt, cả lăm nói. Mô hình đã bị bắn trúng rồi sao? Hình như là. Chiến hữu bên cạnh hắn nuốt nước bọt, lắc lắc đầu, dường như có chút không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đi lên xem một chút. Tên lính kia liền mở miệng, hắn muốn đi lên xem, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Được. Tên chiến hữu liền tỉnh ngộ rồi bước lên, khi tới nơi thì hắn trợn to mắt ra. Mô hình người rơm trên xe tăng chỉ còn lại vài cọng rơm. Ực, thật sự hắn bắn chúng sao? Thấy chiến hữu mình đơ như cây cơ thì tên lính điều khiển xe tăng không nhịn được mà hỏi. Không trả lời. Rốt cuộc là hình nộm bị bắn trúng hay là bị gió cuốn đi rồi? Còn không có trả lời. Tôi đang hỏi cậu đấy. Trời ạ, hình nộm đã bị hắn bắn trúng. Tên này là yêu quái ngàn năm sao? Tên chiến hữu bên cạnh liền nói năng lộn xộn. Ách! Tên điều khiển xe tăng chỉ cảm thấy đầu mình ông lên một cái, sau đó hắn quay trở lại doanh trại. Cùng lúc đó, không đợi mấy vị đại lão lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai là từ trên xe nhảy xuống. Tiểu Bùi, hắn có thể làm được sao? Lúc này đây, các vị đại lão đã lấy lại tinh thần, không đợi vị nhân vật số 3 trong quân kia mở miệng, Trần Quốc Đào đã giống như một con gà đá, cả mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập hỏi. Không trả lời, Bùi Đông Lai đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Thiếu úy, cậu đã cho tôi thấy ai là thần súng lợi hại nhất. So sánh với Trần Quốc Đào mà nói thì vị đại lão kia cũng rung động không ít. Thế cho nên giọng nói của hắn có chút run rẩy. Nghe được vị đại lão này nói như thế thì các vị đại lão còn lại cũng không có bất kỳ dị nghị gì, ánh mắt bọn hắn nhìn về Bùi Đông Lai tràn đầy vẻ không tưởng. Mà thành viên của các tiểu đội đặc chiến thì sùng bái, ánh mắt cực nóng nhìn vào Bùi Đông Lai. Giờ khắc này, giờ phút này, trong lòng của bọn hắn thì Bùi Đông Lai đã là thần súng. Trong bọn họ không có Diệp Thiên. Dưới ánh mặt trời. Cả người Diệp Thiên giống như là đã ăn phải phân heo vào miệng, khuôn mặt tái nhợt, hắn không ngừng lắc đầu, trong lòng tự hỏi, hắn làm sao có thể bắn chúng được? Làm sao bắn chúng được? Điều này con mi e nó làm sao có thể được? Không ai trả lời. Sự thật thắng hùng biện. Cả bãi bắn số 1 liền trở nên yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Bùi Đông Lai. Đối mặt với lời tán dương của các vị đại lão, đối mặt với ánh mắt đầy vẻ sùng bái của các thành viên tiểu đội đặc chiến thì bên ngoài Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng hắn vẫn hơi kích động. Người ở bên ngoài xem một súng của Bùi Đông Lai vừa rồi là khiêu chiến với kỳ tích, nhưng mà đối với Bùi Đông Lai mà nói thì hắn đang khiêu chiến với Tiêu Phi, hoặc nói đúng hơn là khiêu chiến với bản thân mình. Từ ngày bắt đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì hắn đã tự nhủ rằng Tiêu Phi là Tiêu Phi, mình là mình. Một ngày nào đó bản thân mình sẽ ưu tú hơn Tiêu Phi. Thấy được bộ dạng bình tĩnh như núi của Bùi Đông Lai thì các vị đại lão biết rõ mục đích đến Yên Kinh lần này của Bùi Đông Lai thì đột nhiên hiểu rõ được vì sao Bùi Đông Lai dám thẳng lưng mà bước đến Yên Kinh này. Hắn không chỉ dựa vào người cha đứng ở phía sau hắn mà hắn còn dựa vào thực lực của bản thân mình. Không biết qua bao lâu, Hà Huy dùng ánh mắt hướng về vị đại lão kia, hỏi nên làm gì bây giờ. Hà tham mưu trưởng. Để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Thấy được ánh mắt của Hà Huy thì vị đại lão liền hạ mệnh lệnh. Vâng, thủ trưởng. Hà Huy liền đáp lại, sau đó nhìn vào đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Lang Nha rồi nói. Lý Lữ trưởng, ông mang các thành viên trở về nghỉ ngơi đi, chờ đợi chỉ thị. Vâng, thủ trưởng. Nghe Hà Huy nói thế thì Lý Lữ trưởng cúi chào trả lời, sau đó nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, nói. Thiếu úy, trở về hàng đi. Vâng, thủ trưởng. Bùi Đông Lai lớn tiếng trả lời một tiếng rồi súng xuống, sau đó dưới cái nhìn sùng bái của mọi người thì hắn đã trở lại trong đội hình của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Mọi người nghiêm, bên phải quay, mục tiêu là thao trường, bắt đầu chạy. Lý Lữ trưởng liền hô to một tiếng, sau đó liền cúi chào các vị đại lão rồi mới đi theo đội ngũ,
Lão Trần, lão đã nhặt được bảo bối a. Đưa mắt nhìn thành viên của các tiểu đội đặc chiến rời đi, vị đại lão kia liền cười a a nói với Trần Quốc Đào. Ngoài ý muốn, tiểu tử đó làm không tốt là lừa gạt. Trần Quốc Đào cười ha ha. Mà mấy vị đại lão của quân khu khác thấy thế đều tức giận chừng mắt liếc nhìn Trần Quốc Đào một cái. Thấy được ánh mắt khen tị và hâm mộ của các vị đại lão bên cạnh thì Trần Quốc Đào cười ngửa đầu kia hận không thể vểnh miệng lên tới bầu trời a. Cả đời này hắn có rất nhiều nguyện vọng, một trong những nguyện vọng đó là hắn mong muốn thủ hạ của mình có thể giành được chức quán quân trong đại bỉ võ, cho nên một súng vừa rồi của Bùi Đông Lai, chẳng những đã tạo ra kỳ tích, hơn nữa cũng làm cho Trần Quốc Đào cảm thấy được giấc mơ đã trở thành sự thật. Lùi một bước mà nói thì cho dù Bùi Đông Lai không thể dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long giành chức quán quân trong lần đại bỉ võ lần này nhưng mà bằng một súng vừa rồi của Bùi Đông Lai cũng đủ để cho Trần Quốc Đào nở mày nở mặt. Một phút sau, tất cả các vị đại lão đều lên xe rời khỏi trường bắn số 1. Đông Lai, cậu quả thật quá tuyệt vời. Đông Lai, cậu làm như thế nào? Đông Lai, khi nào rảnh thì hãy chỉ cho chúng ta thuật bắn súng đi. Đối với các thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long mà nói thì sau khi thấy được một súng nghịch thiên của Bùi Đông Lai thì bọn hắn liền kích động không thôi. Nhưng mà bọn hắn ngại các vị đại lão ở đây cho nên đã không biểu lộ ra ngoài, lúc này sau khi các vị đại lão đi mất thì bọn hắn liền không nhịn được mà một đám mở miệng nói. Bên tai vang lên lời nói của các thành viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long, nhìn thấy khuôn mặt kích động của bọn họ thì Lý Lữ trưởng cũng không lên tiếng ngăn cản. Mà các thành viên của các tiểu đội đặc chiến còn lại thì lộ ra vẻ mặt chờ mong, vểnh tai lên, cố gắng nghe Bùi Đông Lai nói ra vì sao hắn lại có thể làm ra hành động nghịch thiên như vậy. Diệp Thiên không có. Đối với một người kiêu ngạo mà nó thì thực lực chính là vốn để bọn hắn kiêu ngạo. Lúc này đây, thấy được một màn như vậy thì thân là đặc chủng binh vương Diệp Thiên giống như là mất đi linh hồn, máy móc mà đi sau đội ngũ trở lại thao trường. Khiến cho mọi người thất vọng là Bùi Đông Lai không có nói gì mà chỉ cười cười. Cùng lúc đó, trong một chiếc ô tô, trong lòng của vị đại lão là nhân vật số 3 trong quân đội hơi động, sau đó hắn cầm lên điện thoại rồi bấm một dãy số đặc thù. Sở dĩ là đặc thù là bởi vì cả Trung Quốc, biết được số này cũng không quá hai người. Thủ trưởng, qua khoảng 10 giây thì mới có tiếng trả lời, trong giọng nói không lộ ra vẻ kính sợ, giọng nói giống như là phát ra từ máy móc vậy. Tiểu Diệp A, vừa rồi ta đã thấy được một kỳ tích sinh ra. Nghe được giọng nói không mang theo bất kỳ tình cảm nào của Diệp Cô Thành thì vị đại lão này cũng không có tỏ ra tức giận mà cười cười nói. Thủ trưởng nói là trận thi đấu xạ kích của đại bỉ võ lần này ư. Đầu bên kia điện thoại, người được xưng là thủ lĩnh Long Nha, được gọi là Long Vương Diệp Cô Thành mở miệng. Ừ, nghĩ lại một màn vừa rồi, vị đại lão kia có chút kích động. Có một chiến sĩ gọi là Bùi Đông Lai dùng súng ngắm M99 bắn vào mô hình người rơm trên xa tăng với khoảng cách là 2.000 mét, tốc độ 60 km/h. Ách! Nghe được vị đại lão kia nói như thế thì đồng tử của Diệp Cô Thành mở to ra, trên mặt hiện lên một chút dao động. Kinh ngạc! Tiểu Diệp, cậu là Long Nha thứ hai của nước Cộng Hòa, nếu đổi lại là cậu thì cậu có thể làm được không? Vị đại lão kia mang theo vài phần tò mò, hỏi. Được. Giọng nói của Diệp Cô Thành không lớn nhưng rất kiên quyết. Còn Tiêu Phi thì sao? Vị đại lão kia không có hoài nghi lời nói của Diệp Cô Thành mà là mở miệng lần nữa. Nhắc tới cái tên Tiêu Phi này thì trong lòng hắn có cảm giác tiếc hận. Tiếc hận khi ở hắn cảm thấy người có hy vọng kế thừa được tài năng của Diệp Cô Thành, người được xưng là Long Nha thứ ba Tiêu Phi lại tang thân ở nơi xứ người. Không được. Lúc này đây. Diệp Cô Thành trầm mặc vài giây đồng hồ rồi mới trả lời. Nói như thế thì trong nước Cộng Hòa, trừ cậu ra thì thuật bắn súng của người trẻ tuổi gọi là Bùi Đông Lai kia là tốt nhất sao? Vị đại lão nói xong thì trầm ngâm một chút. Nếu như có thể thì ta hy vọng hắn có thể tiến vào Long Nha. Diệp Cô Thành trầm mặc. Để cho đội dự bị của Long Nha sẵn sàng. Vị đại lão kia có thể hiểu được Diệp Cô Thành đang khó xử, cười khổ nói. Mặc khác nếu ngày mai không bận gì thì hãy cùng ta đến quan sát trận thi đấu. Vâng, thủ trưởng. Diệp Cô Thành máy móc trả lời. Nghe Diệp Cô Thành trả lời thì vị đại lão kia cũng không nói gì mà là cúp điện thoại. Một giờ sau, Diệp Cô Thành đón xe đến căn cứ huấn luyện của đội dự bị Long Nha. Trên thao trường, các thành viên của đội bị Long Nha đã đứng đó,
vẻ mặt kích động chờ Diệp Cô Thành đến. Thân là thành viên của đội dự bị Long Nha thì sau khi tiến vào trong đội thì nằm mơ tụi hắn cũng muốn nhìn thấy thủ lĩnh truyền thuyết trong Long Nha, Long Vương Diệp Cô Thành. Nhưng mà, bởi vì cho tới nay, Diệp Cô Thành thần Long kiến thủ bất kiến vĩ thấy đầu không thấy đuôi cho nên bọn hắn không có khả năng gặp mặt. Lúc này đây, bọn hắn thấy được một chiếc xe Jeep chạy vào căn cứ. Một phút sau, chiếc xe kia đã dừng lại trước đội hình của bọn hắn. Một nam nhân đầu tóc húi cua, mặc một bộ y phục màu đen, chân đi đôi giày lính bước từ trong xe xuống. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của người nam nhân kia băng lãnh. Ánh mắt của hắn không sắc bén, không lãnh mạc mà là vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, khi ánh mắt của người nam nhân này nhìn vào một thành viên nào của đội dự bị Long Nha thì bọn hắn chỉ cảm thấy có một thanh cương đao đang đặt trên cổ mình, lông tơ cả người bọn hắn liền dựng lên. Bộp, bộp. Sau đó, Diệp Cô Thành bước về phía bọn hắn. Bước chân của hắn trầm ổn, mạnh mẽ. Phảng phất trong nháy mắt giống như là cả thế kỷ. Không đợi cho thành viên của đội dự bị Long Nha hồi phục tâm tình, Diệp Cô Thành đã đứng trước đội hình. Ánh mắt theo thứ tự mà nhìn qua 20 thành viên dự bị Long Nha này. Dựa vào mệnh lệnh của cấp trên thì ngày mai, các đồng chí sẽ tiến hành mai phục, chặn đánh những tiểu đội đặc chủng tham gia đại bỉ võ trong nước. Mặt của Diệp Cô Thành không chút thay đổi, mở miệng. Mọi người là những thành viên được chọn từ những các tiểu đội đặc chủng tham gia vào các lần đại bỉ võ trước, cho nên trong mọi người sẽ có một số người sẽ nương tay. Lộp bộp. Nghe được những lời nói này của Diệp Cô Thành thì trong lòng những thành viên dự bị Long Nha liền căng thẳng. Nhưng mà tôi nói cho các đồng chí biết, đối với các đồng chí mà nói thì ngày chính là khảo nghiệm của các đồng chí, khảo nghiệm xem thử các đồng chí có đủ tư cách để bước vào Long Nha hay không. Diệp Cô Thành tiếp tục nói. Tôi hy vọng mọi người có thể dùng 100% tinh sức lực của mình. Xin Long Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nghe Diệp Cô Thành nói như thế thì tên giáo khoa của đội dự bị Long Nha liền lớn tiếng trả lời. Xin Long Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Toàn thể thành viên của đội dự bị Long Nha liền giống lớn, thanh âm động trời. Ngày mai, ai có thể đánh gục được Diệp Thiên thì trực tiếp tiến vào Long Nha. Diệp Cô Thành nói xong thì dừng lại một chút. Đánh gục được Bùi Đông Lai thì ta thu hắn làm đồ đệ. Nghe được Diệp Cô Thành nói như thế thì tất cả thành viên của đội dự bị Long Nha đều ngẩn ra, sau đó thì mừng như điên, không riêng gì bọn hắn, cho dù là cả tổ chức Long Nha thì ai có thể là đồ đệ của Diệp Cô Thành thì đó chính là một điều vẻ vang. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ Diệp Thiên chính là đồ đệ của Diệp Cô Thành nhưng mà còn Bùi Đông Lai là ai? So với đồ đệ của Long Vương là Diệp Thiên thì hắn còn khó đối phó hơn sao? Con của Vũ Phu, Diệp Cô Thành thầm nói như thế ở trong lòng. Sáng sớm, khi ánh mặt trời dần dần lên cao, 48 thành viên của các tiểu đội đặc chiến đã có mặt tại thao trường rồi xếp thành một phương đội. Toàn thể mọi người, nghiêm. Lúc này đây, Lý Lữ trưởng đã đi lên, ánh mắt như đao nhìn vào 48 thân ảnh kia. Vẻ mặt của Lý Lữ trưởng nghiêm túc, nói. Dựa vào an bài thi đấu của đại bỉ võ thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiến hành hạng mục thi đấu thứ hai. Lý Lữ trưởng lại nói thêm. Ngày hôm qua, thủ trưởng đã tiến hành giới thiệu với mọi người rồi nhưng hôm nay tôi cũng sẽ bổ sung thêm một chút để mọi người biết rõ hơn. Dựa vào an bài thì hôm nay 8 chi tiểu đội đặc chiến sẽ lần lượt tham gia vượt qua 30 km núi rừng, trong lúc mọi người vượt qua thì mọi người sẽ bị đội dự bị Long Nha phục kích. Mà thành viên của đội dự bị Long Nha đã đến đó trước, đây cũng là nói bọn họ có đủ thời gian để tiến hành bố trí địa lôi, tạo ra những cạm bẫy. Mặc dù đã biết trong quá trình thi đấu sẽ bị đội dự bị Long Nha chặn đánh nhưng mà lúc này nghe Lý Lữ trưởng nói đội dự bị Long Nha xuất động hơn 20 người, hơn nữa lại đến đó bố trí trước cạm bẫy thì trừ Diệp Thiên và Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều hít sâu một hơi. Dù sao, cũng là một quân số thì bọn hắn cũng không phải là đối thủ của thành viên đội dự bị Long Nha huống chi lúc này bên Long Nha lấy gấp 4 lần quân số bên mình. Tôi biết mọi người đều rất tò mò vì sao năm nay lại áp dụng phương thức này. Mắt thấy vẻ mặt của mọi người đều lộ vô cùng quái lạ thì trong lòng Lý Lữ trưởng hiểu rõ, tiếp tục nói. Nhưng mà tôi hy vọng mọi người hiểu được, sau tổ chức Long Nha thì đội dự bị Long Nha chính là một chi bộ đội đặc thù nhất của nước ta, có thể cùng bọn họ giao thủ thì đối với mọi người mà nói thì đó chính là một cơ hội để rèn luyện. Cho nên,
dù mọi người không thể vượt qua được 30 km núi rừng nhưng mà trong quá trình hành động, mọi người cũng sẽ học được một số kỹ năng mới. Nghe được Lý Lữ trưởng nói như thế thì mọi người liền bừng tỉnh. Sau đây, tôi nói sơ qua thứ tự của các tiểu đội tham gia vào lần này. Mắt thấy mọi người đã lấy lại bình tĩnh thì Lý Lữ trưởng nói. Đội thứ nhất là tiểu đội đặc chiến tuyết báo, đội thứ hai là hải quân lục chiến. Đội thứ bảy là tiểu đội đặc chiến lang nha, và đội cuối cùng là tiểu đội đặc chiến đằng long. Như vậy, hôm nay tiểu đội đặc chiến hắc báo sẽ tham gia đầu tiên. Lý Lữ trưởng nói xong, đột nhiên đề cao thanh âm. Tiểu đội đặc chiến tuyết báo chuẩn bị, 30 phút sau sẽ có trực thăng để đưa mọi người đến nơi tổ chức thi đấu. Còn các tiểu đội đặc chiến khác thì tự tổ chức huấn luyện. Nghe được mệnh lệnh của Lý Lữ trưởng thì các tiểu đội đặc chiến khác đều giải tán. Tiểu đội đặc chiến hắc báo thì chuẩn bị xong rồi lên trực thăng, còn các tiểu đội đặc chiến khác thì bắt đầu huấn luyện. Cùng lúc đó, trong một gian phòng hội nghị, tất cả các vị đại lão đều có mặt trong này, chờ vị nhân vật số 3 trong quân xuất hiện thì sẽ thông qua vệ tinh mà quan sát trận thi đấu hôm nay của tiểu đội đặc chiến tuyết báo. Không biết qua bao lâu, dưới sự chờ đợi của bọn họ thì vị đại lão kia đã xuất hiện cùng với một nam nhân trung niên rồi cả hai đi vào phòng họp. Ách! Thấy được nam nhân trung niên kia thì tất cả các vị đại lão có mặt trong phòng đều ngẩn ra. Thân là các đại lão trong quân đội thì bọn họ đều từng đã gặp qua nam nhân trung niên này rồi cũng biết thân phận của nam nhân trung niên này. Chư vị, để trận đấu càng thêm sinh động thì hôm nay Thiếu tướng Diệp Cô Thành sẽ cùng chúng ta quan sát trận đấu, hơn nữa cũng sẽ tiến hành bình luận trận đấu này. Mắt thấy mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc thì vị đại lão kia giải thích một câu. Nói xong thì Diệp Cô Thành đi phía sau vị đại lão kia liền bước lên trước một bước, giữ im lặng mà cúi chào. Đám người Trần Quốc Đào thấy thế thì vội đứng dậy đáp lễ. Tiểu Diệp, cậu cho rằng tiểu đội đặc chiến tuyết báo sẽ có ít nhất 2 thành viên thành công vượt qua 30 km núi rừng không? Bởi vì trận đấu chưa bắt đầu cho nên sau khi ngồi xuống, vị đại lão kia không nhịn được mà quay sang hỏi Diệp Cô Thành. Báo cáo thủ trưởng, cá nhân tôi cho rằng sẽ không có bất kỳ tiểu đội đặc chiến nào sẽ làm được điều này. Diệp Cô Thành liền trả lời nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự tự tin. Phần tự tin kia là sự tín nhiệm vào thành viên của đội dự bị Long Nha. Vậy, có người nào có thể thuận lợi vượt qua 30 km núi rừng không? Vị đại lão kia lại hỏi. Diệp Thiên cùng Bùi Đông Lai, hai người này có khả năng làm được. Diệp Cô Thành lại trả lời. Vị đại lão kia mang theo vài phần chờ mong, khi nói chuyện lại nhớ ra cái gì, cười trêu ghẹo, nói. Thiếu chút nữa đã quên. Tên tiểu tử gọi là Bùi Đông Lai từng nói muốn dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long vượt qua 30 km núi rừng. Lúc này đây, Diệp Cô Thành không lên tiếng. Bởi vì, trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất, điều đó không có khả năng. Vị đại lão kia trêu ghẹo và Diệp Cô Thành trầm mặc khiến cho Trần Quốc Đào đỏ mặt, kết quả 6 vị đại lão còn lại liền nở nụ cười. Một tiếng sau, lúc này đây, tiểu đội đặc chiến tuyết báo đã bắt đầu tiến vào núi. Trong đó, Tôn Nhận là người áp trận. Kết quả, sau khi tiến vào rừng được 3 km thì tiểu đội đặc chiến huyết báo đã bị thành viên của đội dự bị Long Nha phát hiện. Phát hiện được hành tung của tiểu đội đặc chiến tuyết báo, hai tên thành viên của đội dự bị Long Nha cũng không có tiến lên chặn đánh mà là đem tin tức truyền về phía sau để chiến hữu ở phía sau thiết lập mai phục. Cuối cùng, dưới sự mai phục của 5 thành viên đội dự bị Long Nha thì toàn bộ thành viên của tiểu đội đặc chiến đã bị diệt, bất quá. Dựa vào tài bắn súng của mình thì Tôn Nhận đã bắn trúng 2 thành viên của đội dự bị Long Nha. Nhiều ít cũng đã lấy lại mặt mũi cho tiểu đội đặc chiến tuyết báo. Ngay cả thành viên dự bị của Long Nha cũng đã lợi hại như thế, tôi thật sự không dám tưởng tượng đến thực lực của thành viên chân chính Long Nha sẽ mạnh đến cỡ nào. Sau khi trận thi đấu thứ nhất kết thúc, vị đại lão đến từ quân khu Tây Bắc cười khổ lắc lắc đầu. Long Nha quả không hổ là một thanh quân đao lợi hại nhất trong quân ta. Trận này tôi thua tâm phục khẩu phục. Nghe được vị đại lão này nói như thế thì trên mặt Diệp Cô Thành cũng không tỏ thái độ gì mà các vị đại lão còn lại cũng đã chấp nhận với lời nói của vị đại lão đến từ Tây Bắc kia. Phải biết rằng, 20 thành viên của đội dự bị Long Nha đã chia thành 4 tổ, tạo thành 4 phòng tuyến, ngay cả phòng tuyến thứ nhất mà tiểu đội đặc chiến tuyết báo cũng chưa vượt qua, mấy phòng tuyến sau có năng lực như thế nào thì không nói cũng biết.
Nghe vị đại lão đến từ quân khu Tây Bắc nói như thế thì Trần Quốc Đào nghĩ đến Bùi Đông Lai muốn dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long vượt qua 30 km núi rừng thì không khỏi nóng mặt. Nhưng mà, nghĩ đến trận xạ kích Bùi Đông Lai đã sáng tạo ra kỳ tích, trong lòng Trần Quốc Đào không khỏi có chút chờ mong, tiểu tử này còn có thể sáng tạo ra kỳ tích không? Vượt qua được sao? Trận đấu trong vài ngày kế tiếp làm hy vọng trong lòng Trần Quốc Đào tan biến. Bởi vì trừ tiểu đội đặc chiến Lang Nha và tiểu đội đặc chiến Đằng Long chưa thi đấu thì toàn bộ các tiểu đội đặc chiến khác đều đã gặp bi kịch, không một chi tiểu đội đặc chiến nào có thể vượt qua đạo phòng tuyến thứ nhất của đội dự bị Long Nha. Dưới tình hình như thế, Trần Quốc Đào không còn chờ mong Bùi Đông Lai có thể dẫn dắt tê tiểu đội đặc chiến Đằng Long vượt qua 30 km núi rừng nữa, chỉ cần một mình Bùi Đông Lai có thể vượt qua thì hắn cũng đã hài lòng lắm rồi. Ngày thứ 7, tiểu đội đặc chiến Lang Nha vào trận. So với các tiểu đội đặc chiến khác thì thành viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha được chia làm hai tổ, một tổ lấy danh hiệu là Huyết Lang do Diệp Thiên cùng với chỉ đạo viên là Dã Lang hai người tạo thành một đội khác do bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha tạo thành một đội. Hà Huy, xem ra lính cậu của muốn thi sẽ giữ tướng A. Mắt thấy bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha tiến vào núi làm pháo hôi dò đường. Còn Diệp Thiên và Dã Lang ở phía sau thì vị đại lão nhân vật số 3 trong quân hướng về phía Hà Huy nói. Cá nhân ta cho rằng kế hoạch này không tồi, ít nhất là có một cơ hội. Nghe được vị đại lão kia nói như thế thì mấy vị đại lão còn lại đều âm thầm gật đầu, chấp nhận lời nói của vị đại lão này. Bọn hắn không có chú ý đến Diệp Cô Thành thầm nhíu mày lại. Giống như đã suy đoán lời nói của vị đại lão kia nên khi dùng phương án bỏ xe bảo soái kia thì Diệp Thiên cùng với Dã Lang đã tiến hành đột phá được hai đạo phòng tuyến mà bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha đã hy sinh. Đến đạo phòng tuyến thứ ba vì muốn để cho Diệp Thiên thuận lợi bước qua nên Dã Lang đã tự mình làm pháo hôi sau đó đã bị đánh gục, mà Diệp Thiên đã không sự phụ kỳ vọng của mọi người. Một mình Diệp Thiên bằng vào năng lực tác chiến của mình đã bắn gục hết toàn bộ thành viên của đội dự bị Long Nha. Thành công vượt qua 30 km núi rừng. Biểu hiện xuất sắc của Diệp Thiên đã để cho tiểu đội đặc chiến Lang Nha tạm thời xếp thứ nhất. Tiểu Diệp A, Diệp Thiên tiểu tử này không hổ là đồ đệ của cậu, hắn toàn có thực lực để tiến vào Long Nha. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc thì sẽ cho hắn gia nhập vào Long Nha. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vị đại lão kia nhớ lại biểu hiện của Diệp Thiên thì hướng về phía Diệp Cô Thành nói. Vâng, thủ trưởng. Diệp Cô Thành liền trả lời một cách khẳng định, so với lúc vị đại lão kia nói để Bùi Đông Lai gia nhập vào Long Nha thì khác một trời một vực. Thấy Diệp Cô Thành đáp ứng thì vị đại lão kia cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thì Diệp Thiên cũng là người truyền thừa của Diệp Cô Thành. Tiểu tử a tiểu tử, chút nữa cậu phải làm cho những tên không có cậu vào Long Nha mở to mắt ra nhìn xem. Cùng lúc đó, Trần Quốc Đào người muốn Bùi Đông Lai gia nhập vào Long Nha nhưng không được chấp thuận lại có chút biệt khuất ở trong lòng mà thầm động viên cho Bùi Đông Lai. Màn đêm buông xuống, trong một trụ sở bí mật ở vùng ngoại thành Yên Kinh là một mảnh yên lặng. Thao trường, 20 thành viên được chọn ra từ quân đội để trở thành thành viên dự bị của Long Nha, được huấn luyện hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nhưng bây giờ cả đám đang đứng thành một hàng, giống như là đám binh lính bị đánh bại vậy. Bộ dáng gục đầu ủ rũ. Tất cả chuyện này, đơn giản vì, vào hôm nay sẽ chấm dứt đại bỉ võ thi đấu biểu diễn dành cho bộ đội đặc chủng cả nước. Chẳng những bọn họ không thể xử lý được Diệp Thiên, chưa nói đến chuyện để Diệp Thiên xuyên qua 30 km núi rừng, mà còn bị Diệp Thiên và tiểu đội đặc chiến của Lang Nha thủ tiêu 10 người. Những việc này đối với lòng kiêu ngạo của những binh sĩ có năng lực tác chiến siêu cường đang một lòng muốn bước vào Long Nha chính là một đả kích trầm trọng không thể nghi ngờ. Làm sao vậy, cả đám đều không thể thừa nhận thất bại ngày hôm nay sao? Đứng trước đội ngũ đang xếp hàng, giáo quan của đội dự bị Long Nha chứng kiến vẻ mặt buồn khổ của 20 thành viên, hắn không có trách cứ mà ngược lại hắn còn có hơi mỉm cười hỏi han. Dường như, đối với hắn mà nói, chứng kiến những đệ tử luôn tự cho mình là dũng bị đả kích là một chuyện cực kỳ vui sướng. Mà trên thực tế đúng là như thế. Trong mắt của hắn, 20 thành viên dự bị của Long Nha này đều được chọn ra từ trong bộ đội đặc chủng. Mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng mà, bọn hắn thiếu sự suy sụp khi thất bại. Mà cảm giác suy sụp trong quá trình phát triển của mỗi người đều là thứ không thể thiếu được, cũng là một quá trình cực kỳ quan trọng. Cường giả chân chính, chỉ có thể ở trong suy sụp và nghịch cảnh mà dục hỏa trùng sinh. Bởi vì đã hiểu được tầm quan trọng của suy sụp,
giáo quan cảm thấy bọn họ gặp phải một đòn cảnh cáo chính là một chuyện tốt. Dù sao thì đây cũng chỉ là diễn tập, đánh bại còn có thể tổng kết kinh nghiệm. Cố gắng đề cao, tranh để sau này gặp phải sai lầm tương tự trên chiến trường. Mà một khi đã ở trên chiến trường, thất bại đại biểu cho tử vong. Báo cáo giáo quan, hôm nay là do chúng tôi đã sơ suất. Đột nhiên một gã thành viên dự bị của Long Nha mới khoảng 19 tuổi có chút không phục nói. Hắn vừa thốt lên, không ít thành viên của đội dự bị Long Nha cũng ùa lên phụ họa. Sơ suất sao? Nghe được lời nói của tên thành viên đội dự bị Long Nha kia, nhìn vẻ mặt phụ họa của những thành viên còn lại, nụ cười trên mặt của giáo quan không sót lại chút gì. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thành viên không phục của đội dự bị Long Nha, gằn từng chữ một. Chẳng lẽ chính là sơ suất sao? Mắt thấy giọng nói của giáo quan trở nên nghiêm khắc, không người nào dám mở miệng phản bác. Không phải. Giáo quan lạnh lùng nói. Bởi vì cho dù có đấu lại một lần nữa, các cậu cũng không thể đánh bại Diệp Thiên kia. Nghe giáo quan bói như vậy, tên thành viên của đội dự bị Long Nhan kia cố gắng mở miệng, kết quả thì nhận được ánh mắt lạnh như băng của giáo quan, không còn cách nào khác hắn liền đem những lời vừa ra đến miệng nuốt trở vào. Làm sao? Không phục sao? Giáo quan thấy thế, cười lạnh nói. Tiểu tử Diệp Thiên đó dùng đồng đội để hy sinh để che giấu và phá tan đạo phòng tuyến thứ ba các cậu mà các cậu đã thành. Cả đám các cậu đều đã bao vây tiêu diệt hắn. Kết quả là sao? Kết quả là thân là các thành viên đội dự bị Long Nha nhưng phải tốn sức chín châu hai hổ cũng không tìm được tung tích của hắn ở trong rừng, để hắn thành công vượt qua. Á khẩu không trả lời được. Đối mặt với lời đả kích trắng trợn của vị giáo quan thì 20 thành viên của đội dự bị Long Nhanh không ai dám mở miệng phản bác. Bởi vì, giáo quan nói rất đúng sự thật, sau khi Diệp Thiên ngụy trang che giấu xong, căn bản là bọn hắn không thể tìm được Diệp Thiên. Các cậu không chỉ sơ suất, mà còn rất ngu xuẩn. Mắt thấy không ai phản bác, giáo quan đả kích không chút lưu tình nào, nói. Các cậu biết rõ mục đích của đối phương là vượt núi thành công, cũng không biết bố trí mai phục ở chỗ cửa ra, mà tất cả mọi người cố gắng đi tìm hắn. Đúng. Ta biết các cậu rất có lòng tin đối với năng lực tác chiến đơn độc của mình, các cậu cảm thấy được hắn không có khả năng lẩn được qua ánh mắt của các cậu cũng kỳ vọng có thể xử lý được hắn, sau đó thuận lợi tiến vào Long Nha, chính là đây. Đã thấy ngu chưa? Bên tai vang lên tiếng răn dạy của mắng của giáo quan, các thành viên trong đội dự bị Long Nha đều áy náy cúi đầu. Đúng như lời của giáo quan nói, nếu không phải bọn hắn quá mức tự tin, không nghĩ đến việc nhanh chóng xử lý Diệp Thiên. Mà là nghiêm khắc chấp hành kế hoạch chế địch trong lời nói trước. Như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể bố trí mai phục ở lối ra, lúc đó Diệp Thiên có chạy đằng trời. Theo ý nào đó mà nói, các cậu thua ở trong đồ đệ Long Vương cũng không xấu mặt. Nhưng mà nói vậy các cậu cũng không có quên, Long Vương đã nói qua, trong các cậu nếu ai có thể tự mình xử lý Diệp Thiên thì có thể tiến vào Long Nha, mà xử lý được Bùi Đông Lai thành viên của tiểu đội đặc chủng Đằng Long thì trở thành đồ đệ của Long Vương. Giáo quan chuyển đề tài đến trên người Bùi Đông Lai. Bá! Ngạc nhiên nghe được những lời này của giáo Yuan, những thành viên của đội dự bị Long Nha bị đả kích vừa rồi giờ giống như một đám khất cài vài ngày chưa được ăn cơm nhìn thấy một đống thức ăn ngoan vậy, bọn hắn toát ra ánh mắt cực nóng. Giờ khắc này, đối với bọn họ mà nói, đánh gục Bùi Đông Lai là đệ tử của Long Vương đã là thứ yếu, quan trọng hơn là, bọn hắn muốn dùng hành động thực tế để rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay. Thời gian các cậu gia nhập đội dự bị Long Nha đã ngắn, nhưng chỉ đến ngày hôm qua các cậu mới được nhìn thấy chân diện của Long Vương. Giáo quan tiếp tục nói, Long Vương có thể đến bảo các cậu chú ý một người, như vậy thì các cậu có thể thấy được địa vị của người kia ở trong lòng Long Vương như thế nào. Đồng dạng Long Vương cũng đã nói, nếu ai trong các cậu có thể đánh gục Bùi Đông Lai liền có thể trở thành đồ đệ của ngài, như vậy có thể chứng minh, Bùi Đông Lai người mà các cậu gặp này mai. So với Diệp Thành các cậu gặp hôm nay còn khó giải quyết hơn. Báo cáo giáo quan. Từ bên trong đội ngũ, vang lên giọng nói của một thành viên của đội dự bị Long Nha. Nói. Báo cáo giáo quan, chúng tôi đều muốn biết, cái tên Bùi Đông Lai kia rốt cục là ai? Vì sao hắn lại được Long Vương coi trọng như thế? Tên thành viên kia đã nói ra toàn bộ nghi vấn trong lòng các thành viên của đội dự bị Long Nha. Trong trận đấu xa kích thì cá nhân hắn đã dùng súng ngắm M99 bán tự động bắn hạ xe tăng đang chạy với tốc độ 60 km/h ở ngoài 2000 m. Giáo quan đột nhiên đề cao giọng nói của mình lên. Ách,
Ngạc nhiên khi nghe giáo quan nói những lời này, những thành viên của đội dự bị Long Nha giống như là nghe được tiếng quỷ sứ vậy, hoàn toàn khiến cho bọn họ sợ ngây người. Thấy một màn như vậy, giáo quan không có nói cái gì nữa, hắn biết mục đích của cấp trên khi để cho đội dự bị Long Nha tham gia vào cuộc thi đấu đại võ bỉ dành cho bộ đội đặc chủng cả nước. Hắn cần lợi dụng cơ hội lần này để răn dạy những tên gia hỏa tự cho mình là đúng này, sau đó kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ. Lấy 200% trạng thái cho cuộc chiến đấu ngày mai. Để cho những người này thí nghiệm một chút, rốt cuộc thì Bùi Đông Lai đã mạnh đến tình trạng nào. Giáo quan, điều đó không thể nào được. Đúng vậy, tôi cảm thấy được ngay cả thành viên chính thức của Long Nha cũng chưa chắc làm được điều này. Khiếp sợ qua đi, vài tên thành viên đội dự bị Long Nha lộ ra biểu tình không tin. Ngoại trừ Long Vương ra, hắn là người đầu tiên có thể làm được chuyện này. Giáo quan cải chính. Về phần tính chân thực của trận này, toàn bộ thủ trưởng quan sát trận đấu đều tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ các cậu nói thủ trưởng sẽ nhìn nhầm sao? Ực, toàn thể thành viên đội dự bị Long Nha đều hít vào một hơi khí lạnh, lý trí nói cho bọn họ biết, giáo quan sẽ không lừa bọn hắn. Nhưng mà cảm tính lại khiến bọn họ không thể thừa nhận sự nghịch thiên này. Mặt khác, các cậu dừng tưởng rằng hắn chỉ có thuật bắn súng là vượt qua đám tân binh viên nhất lưu chưa qua chiến đấu sinh tử. Ta nói cho các cậu biết, hắn từng dẫn dắt một đám đạo quân ô hợp phản động, ở Ngưu Thủ Sơn đã huyết tẩy cả dòng binh đoàn Siberia, hơn nữa chính tay hắn còn chém đầu của Lúc Phu, một trong thập đại dòng binh vương. Trầm mặc. Lúc này đây, những thành viên của đội dự bị Long Nha luôn tự cho là đúng có lẽ đã cả kinh chết lặng, cả đám bọn họ ngơ ngác nhìn giáo quan. Trong lòng chỉ có một nghi vấn, đây rốt cục là một con quái vật như thế nào? Nói vậy, các cậu đều đã nghe nói qua sự tồn tại của Long Bảng. Cũng biết được thần tượng Long Vương của các cậu được bài danh thứ hai ở trong Long Bảng. Sở dĩ Long Vương chú ý tới tiểu tử tên là Bùi Đông Lai như vậy là bởi vì tiểu tử này còn có một thân phận khác. Hắn chính là con trai của vũ thần Bùi Vũ Phu người đứng đầu Long Bảng năm đó. Bá! Ngạc nhiên nghe được những lời nói của giáo quan, toàn bộ thành viên của đội dự bị Long Nha đều mở to hai mắt nhìn, sau đó bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hôm nay sở dĩ ta nói với các cậu nhiều như vậy, là hy vọng các cậu có thể mau chóng từ thất bại mà đứng lên, giữ vững tinh thần. Mắt thầy toàn bộ thành viên của đội dự bị Long Nha lại ngẩng đầu lên. Giáo quan biết đã đạt được mục đích của mình. Kế tiếp cần phải ủng hộ sĩ khí, vì thế lời nói xoay chuyển, nói. Ta muốn các cậu xuất ra 200% sức lực của mình, cố gắng để tập trung vào ngày mai. Dùng thực lực của các cậu để nói cho mọi người biết, cho dù các cậu không có tư cách để trở thành đồ đệ của Long Vương, nhưng mà các cậu có thể xử lý được con trai của cao thủ đệ nhất trên Long Bảng. Hô, hô. Toàn bộ hơi thở của thành viên của đội dự bị Long Nha đều trở nên dồn dập, đôi mắt mơ hồ chuyển thành màu đỏ, như là một đám chiến sĩ sôi máu, hận không thể lập tức lao tới chiến trường giết địch. Nói cho ta biết, có thể làm được hay không? Long Nha vô địch. Trong phút chốc, tiếng hô rung trời vang lên, truyền đi rất xa về phía chân trời. Chấm. Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai và các đội viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long cũng không biết gì. Nhóm của hắn lúc này, cũng vì cuộc chiến ngày mai mà được mời tới hội nghị dự họp do Ngũ Cương tổ chức. Tiểu đội đặc chiến Lang Nha, mặc dù không đạt được điều kiện tiên quyết là có hai thành viên tồn tại may mắn xuyên qua núi rừng, nhưng mà tiểu tử Diệp Thiên đó đã thành công vượt rừng, hơn nữa bằng vào biểu hiện xuất sắc của Diệp Thiên, những thành viên của tiểu đội đặc chiến Lang Nha đã thành công tiêu diệt 10 thành viên của đội dự bị Long Nha, tạm thời có thể xếp hạng thứ nhất. Bên trong buồng phi cơ của máy bay trực thăng, Ngũ Cương vốn là truyền đạt những tình thế mới nhất, sau đó nhìn Bùi Đông Lai, thoáng do dự một chút, nói. Đông Lai, hay là chúng ta cùng dùng chiến thuật đồng dạng, chúng ta sẽ ra làm mồi cho cậu, để cậu che giấu, cậu hãy nhân cơ hội này đánh gục mấy thành viên của đội dự bị Long Nha, sau đó thuận lợi xuyên qua núi rừng, cứ như vậy là chúng ta có thể vượt qua tiểu đội đặc chiến Lang Nha, trở thành đệ nhất trong trận đấu lần này. Đúng vậy, đội trưởng. Lấy thực lực tác chiến riêng lẻ của cậu thì có thể làm được chuyện này mà không hề có trở ngại gì. Nghe được Ngũ Cương đề nghị, bốn gã thành viên trong tiểu đội đặc chiến Đằng Long đều chăm miệng một lời mà phụ họa, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Bùi Đông Lai. Có người đã từng nói cho tôi biết, đội trưởng của bộ đội đặc chủng có xuất sắc hay không, không phải là xem hắn có thể tiêu diệt bao nhiêu địch nhân ở trên chiến trường, uy phong đến cỡ nào, khí thế không ai bì nổi cỡ nào,
mà điều kiện quan trọng nhất chính là hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hay không, dẫn được toàn bộ huynh đệ bên cạnh mình ra khỏi chiến trường mà không thiếu một người nào hay không. Bên tai vang lên lời nói của các chiến hữu, cảm nhận được ánh mắt tràn đầy khát vọng của các chiến hữu, Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Tôi là chỉ huy của các anh đều là chiến hữu của tôi, là anhem của tôi sẽ không vứt bỏ các cậu. Đồng dạng dùng các anh làm vật hy sinh để đổi lấy cái gọi là danh hiệu anh hùng và vinh dự quán quân, Bùi Đông Lai tôi không làm được. Lúc 8 giờ sáng, mặt trời đỏ đã dâng lên đỉnh núi, ánh sáng rực rỡ tỏa xuống ở trong sơn cốc, mang cho sơn cốc mùa đông một tia ấm áp. Vù, vù. Một chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay đến như bay, cánh quạt xoay tròn phát ra thanh âm đánh vỡ sự im lặng của sơn cốc. Một lát sau, chiếc trực thăng đổ xuống ở một bãi đất trống bên cạnh sơn cốc, lấy Bùi Đông Lai dẫn đầu, những thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long theo thứ tự từ trên trực thăng nhảy xuống. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của bọn hắn chát đầy nước sơn, đỉnh đầu đội mũ sắt màu xanh biếc, trên người cũng là quần áo mô phỏng y phục tác chiến màu xanh biếc, bên trong mặc áo chống đạn, trong tay đều mang theo vũ khí. Dựa theo yêu cầu của Bùi Đông Lai, các thành viên của đội đặc chiến Đằng Long đều mang theo gấp 3 số đạn cao su và thức ăn. Sau khi biết được điểm này, phi công lái chiếc trực thăng đưa bọn hắn đến sơn cốc tổ chức đại bỉ võ đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Trong mắt hắn, dựa theo quy định và an bài của trận đấu, tiểu đội đặc chiến Đằng Long phải trong thời gian ngắn nhất xuyên qua 30 km núi rừng, mà theo như chuẩn bị của đám người Bùi Đông Lai thì có lẽ đã tính toán đánh lâu dài. Cái cửa sơn cốc phía trước kia chính là địa phương diễn tập trận đấu lần này của các đồng chí. Sau khi hạ phi cơ, những binh lính tổ chức đại bỉ võ chỉ về một cái sơn cốc rộng khoảng 1 km dài đến 30 km kia, nói. Các cậu cần xuyên qua sơn cốc, sau đó sẽ đến một chỗ khác của sơn cốc. Nơi đó sẽ có chiến hữu của tôi đang chờ các cậu, chúc các cậu may mắn. Cảm ơn. Nghe được lời nói của người này, Bùi Đông Lai cúi chào, cảm ơn. Đối phương hoàn lễ một cái, sau đó liền xoay người vào trong cabin, lái trực thăng rời đi. Đưa mắt nhìn chiếc trực thăng rời đi, ánh mắt của Bùi Đông Lai đảo qua trên người các chiến hữu, sau đó đưa nắm tay của mình đặt ở trước ngực. Năm tên đội viên của đội đặc chiến Đằng Long thấy thế cũng giơ nắm tay của mình lên đặt trước ngực như Bùi Đông Lai. Không nói tiếng nào. Ngay sau đó, sáu nắm tay va đụng vào nhau. Bọn hắn dùng loại phương thức không tiếng động này để cổ vũ lẫn nhau. Thu tay lại, Bùi Đông Lai là người làm công tác tình báo cho nên hắn liền xoay người rời đi. Đông Lai. Ngũ Cương thốt lên một tiếng gọi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dừng bước, xoay người lại. Cẩn thận. Ánh mắt của năm người Ngũ Cương phức tạp nhìn Bùi Đông Lai, dựa theo kế hoạch của bọn họ, để cho Bùi Đông Lai làm tình báo đi điều tra rõ ràng tình hình phía trước, sau đó thông chi qua vô tuyến cho bọn hắn. Bọn hắn sẽ tiến lên phía sau. Kể từ đó, tính nguy hiểm của Bùi Đông Lai là lớn nhất, tương đương với Diệp Thiên đi một mình. Nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của các chiến hữu, Bùi Đông Lai cười cười, giống như một con báo săn, trực tiếp đi vào sơn cốc. Bởi vì trong sơn cốc được mặt trời chiếu sáng nên toàn bộ cây cối trong sơn cốc đều có cành lá rậm rạp, có những bụi cỏ ước chừng cao bằng nửa thân người. Là một nơi thích hợp để che giấu hành tung. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, trước đây thì hắn đã lớn lên ở núi Đại Hưng An to lớn ở Đông Bắc, không ít lần đi theo qua tử đi vào rừng săn thú. Đối với việc đi lại ở trong núi rừng, ngụy trang đã hết sức quen thuộc, thêm vào đó hắn có được các kỹ năng chiến đấu ở núi rừng của Tiêu Phi. Sau khi tiến vào núi rừng quả thực chính là như cá gặp nước, chẳng những che giấu cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa tốc độ của hắn vô cùng mau lẹ. Trong gian phòng hội nghị của quân ủy, vị đại lão của quân đội và đám người Diệp Cô Thành, Trần Quốc Đào đã sớm ngồi ở trước màn hình lớn, thông qua vệ tinh quân dụng để quay lại hình ảnh, quan sát trận đấu này. Trong đó, bởi vì vị đại lão của quân đội kia đã truyền đạt mệnh lệnh, hình ảnh chỉ tập trung vào trên người Bùi Đông Lai. Đồng thời bên cạnh đó còn có mấy điểm sáng nhỏ, chính là tọa độ cụ thể của các thành viên đội dự bị Long Nha và đội viên của đội đặc chiến Đằng Long. Kể từ đó, chẳng những các lão đại có thể quan sát được Bùi Đông Lai biểu diễn mà còn có thể thông qua hình ảnh nhỏ để nắm giữ thế cục tổng thể. Tiểu tử này cũng quá quen thuộc đối với tác chiến trong núi rừng A. Mắt thấy Bùi Đông Lai tiến vào trong núi rừng thì trở nên nhẹ nhàng như là trở về nhà mình vậy thì vị lão đại của quân đội không nhìn được mà cảm thán một câu. Bên tai vang lên tiếng cảm thán của vị lão đại quân đội kia,
đám người Diệp Cô Thành và Trần Quốc Đào không hề hé răng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Bùi Đông Lai ở trên màn hình, đồng thời thông qua màn hình nhỏ mà phát hiện tiểu đội đặc chiến Đằng Long bên này lấy Bùi Đông Lai làm thám báo tiên phong, những đội viên khác và Bùi Đông Lai thủy chung vẫn duy trì khoảng cách an toàn là 1.000 bước. Đội dự bị Long Nha bên kia thì chia thành hai phòng tuyến, mỗi bên chia ra 4 người. Trong đó ở đạo phòng tuyến phía trước kia thì hai gã thành viên của đội dự bị Long Nha thì đảm đương nhiệm vụ tình báo, 8 người khác thì ngụy trang đan chéo, cách nhau 100 bước nhỏ, gần như là đã phong tỏa trọn hết sơn cốc. Mà đạo phòng tuyến phía sau kia thì lại sát vào chỗ cửa sơn cốc, kể từ đó, cho dù là đám người Bùi Đông Lai có thuận lợi thông qua đạo Thiên La Địa Võng thứ nhất, cũng rất khó để thông qua đạo thứ hai. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết qua bao lâu, ở trong lúc các vị lão nhân đang nhìn chăm chú, Bùi Đông Lai đang chạy như điên ở trong rừng bỗng nhiên dừng bước, ngã ngồi xuống đất, ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Sau đó, hắn có thể thấy được rất rõ ràng ba đường dây nhỏ mà mắt thường rất khó nhìn thấy được che giấu ở trong bụi cỏ. Ngũ Cương. Ngũ Cương thu được, mời nói. XXX có điện lôi, xong. Nghe rõ, xong. Báo cáo chi tiết tình huống cho Ngũ Cương xong, Bùi Đông Lai thay đổi tuyến đường, hướng về phương hướng 1 giờ tiến về phía trước. Tiểu Diệp, xem ra trình độ chôn điện lôi của bọn nhóc kia cần phải được đề cao rồi. Thấy một màn như vậy, vì lão đại quân đội kia trêu ghẹo nói. Diệp Cô Thành trầm mặc như trước. Mấy phút đồng hồ sau, thân ảnh của Bùi Đông Lai lại ngừng lại. Hắn cẩn thận ngồi xuống đất, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến lên vài bước, dùng chủy thủy chậm rãi đào lên một quả khiêu lôi, sao? Sao quả khiêu lôi này được chôn ở dưới đất, khi dậm phải thì nó bật lên, nắp ở trên quả khiêu lôi này bắn xoáy thẳng lên phía trên rồi nổ. Cái này nếu ai coi phim Mỹ nhiều R huyền thì đã thấy. Kết cấu của khiêu lôi rất chặt chẽ, sức nặng nhẹ, cấu tạo đơn giản, bố trí giản tiện, có thể bố trí riêng lẻ hoặc sâu chuỗi thành một đám. Là một loại địa lôi rất khó dỡ bỏ, sẽ không nổ mạnh khi địch nhân bước lên, nhưng mà khi sức nặng rời đi nó mới nổ mạnh, cách mặt đất ước chừng 3 thước anh, có thể đồng thời phóng ra 2.000 phương hướng, sẽ phá hư trong phạm vi 50 bước của con ngựa, gần như không có góc chết. Bởi vì chỉ là diễn tập nên Bùi Đông Lai chỉ đào ra được một quả khiêu lôi diễn tập. Một khi kíp nổ bị kích hoạt, sẽ không phun ra mảnh nhỏ, nhưng mà sẽ làm cho người bị nổ trực tiếp rời khỏi diễn tập. Sau khi đào được một quả khiêu lôi ra, Bùi Đông Lai cũng không có nóng nòng dở bỏ, mà là kiểm tra xung quanh một chút. Cuối cùng liền phát hiện ra viên khiêu lôi này không phải là được bố trí riêng lẻ, mà là có chính viên khiêu lôi khác sâu chuỗi với nhau. Suy nghĩ một lát, Bùi Đông Lai cũng không có lập tức đem tình hình một đám khiêu lôi được bố trí nói lại cho đám người Ngũ Cương, bởi vì hắn đã phát hiện địa thế hai bên vị trí phát hiện ra khiêu lôi tương đối cao, nếu không dỡ bỏ được. Tạm không nói đến việc chính hắn có thể đi qua mà không bị phát hiện hay không mà đám người Ngũ Cương đến sau đi qua bãi đất trống chắc chắn sẽ bị phát hiện, do đó tạo thành nguy hiểm. Sau đó, dưới sự chú ý của vị lão đạo, Bùi Đông Lai liền giống như chơi đùa với đám đồ chơi vậy, cực kỳ thuần thục dỡ bỏ toàn bộ 10 quả lôi khiêu. Tiểu Diệp, tiểu tử này trước khi tiến vào đội đặc chủng Đằng Long đã từng vào quân đội sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai dỡ bỏ lôi khiêu với tốc độ cực nhanh. Vị lão đại của quân đội kia không nhịn được hỏi. Báo cáo thủ trưởng, không có. Mặt của Diệp Cô Thành không chút thay đổi đưa ra câu trả lời, ở chỗ sâu bên trong con ngươi lại hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Vậy thì thật kỳ quái. Theo ta được biết, Bùi Vũ Phu chính là người luyện võ, cũng không biết loại đồ chơi này, hắn không thể dạy con hắn được. Vị lão đại quân đội kia cảm thấy rất kỳ quái. Báo cáo thủ trưởng, hắn từng vào một cái hội sở ở Đông Hải. Nhận 4 gã giáo quan nổi tiếng ở nước ngoài, trải qua huấn luyện ma quỷ. Nói vậy hẳn là đã được huấn luyện dỡ bỏ địa lôi. Diệp Cô Thanh nói ra tin tức tình báo của mình. Huấn luyện trong thời gian bao lâu? Nửa tháng. Nửa tháng là có thể huấn luyện dỡ bỏ địa lôi giỏi vậy sao? Cặp mắt của vị lão đại quân đôi kia đã trắng dã. Diệp Cô Thanh lại trầm mặc, đem ánh mắt quẳng về phía màn hình. Trên màn hình. Bùi Đông Lai thuần thục dỡ bỏ đám khiêu lôi mà thành viên của đội dự bị Long Nha đã tỉ mỉ bố trí, sau đó cũng không có nóng lòng đi tới, mà là lấy ra ống nhòm, cẩn thận quan sát ở phía trước. 10 giây đồng hồ sau, chiếc ống nhòm trong tay hắn ngừng lại, nhìn thấy ở một cái cây đại thụ cách đó khoảng 100 mét,
rõ ràng có một gã thành viên của đội dự bị Long Nha đang ngồi trên một cái cành sum xuê lá, đồng dạng cũng đang dùng kính viễn vọng quan sát bên này. Phát hiện điểm này, Bùi Đông Lai cũng không có nóng lòng xử lý đối phương mà lại đưa ống nhòm, hướng tới phương đan chéo nhìn lại. Rõ ràng phát hiện bên trên một cái cây đại thụ khác, có một gã thành viên của đội dự bị Long Nha. Ngũ Cương. Ngũ Cương tiếp nhận, mời nói. Tôi hiện tại đang ở XXX, nơi này có 10 quả khiêu lôi được địch thủ bố trí, đã bị tôi dỡ bỏ. Ở vị trí XXX và XXX có hai gã tình báo của đối phương, bọn hắn trốn ở trên cây to, có cành lá che giấu, xong. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Xong. Các anh đi dọc theo hướng 12 giờ tiến về phía trước 800 mét. Sau đó cẩn thận che giấu, tiếp tục dọc theo hướng 1 giờ tiến về phía trước 20 mét, đến vị trí hiện tại của tôi. Tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh sau, các anh hãy xử lý hai tên tình báo của đối phương, xong. Vậy còn cậu, xong. Tôi muốn đi vòng ra sau bọn họ để xác minh tình huống, xong. Bùi Đông Lai nói xong liền cắt đứt tín hiệu truyền tin, chui vào trong bụi cỏ như một con mèo, lại một lần nữa biến mất ở trong núi rừng. Hẳn là hắn đã phát hiện hai tên tình báo kia, vì sao lại không ra tay giải quyết. Mắt thấy Bùi Đông Lai không có nổ súng. Vị tham mưu trưởng đến từ hải quân kia không nhìn được hỏi. Lấy khả năng bắn súng của hắn, từ khoảng cách này, hoàn toàn có thể bắn dụng hai tên thám báo kia. Nghe được lời nói của vị tham mưu trưởng hải quân kia, vị lão đại quân đội và Trần Quốc Đào đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Cô Thành. Một khi hắn hạ hai tên tình báo kia, những người còn lại của đối phương sẽ biết rõ phát hiện rất nhanh. Mặt của Diệp Cô Thành không chút thay đổi nói. Hắn muốn tương kế tự kế. Lén đi qua bên dưới mí mắt của hai gã thám báo, sau khi đã thăm dò tình huống rõ ràng, sẽ để cho chiến hữu của hắn xử lý hai gã tình báo, đồng thời hắn sẽ ra tay đối phó với đạo phòng tuyến thứ nhất, nhân lúc đối thủ đang thả lỏng cảnh giác mà đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Nghe được Diệp Cô Thành giải thích, mọi người đều tỉnh ngộ, sôi nổi thầm than Bùi Đông Lai giảo hoạt. Sau đó, giống như vì muốn xác minh suy đoán của Diệp Cô Thành, Bùi Đông Lai lại sử dụng kỹ thuật chiến đấu trong rừng thoải mái tránh thoát hai tên tham báo của đội dự bị Long Nha, đi vòng ra phía sau hai người. Mà đám người Ngũ Cương còn lại thì cũng dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai, cẩn thận đi tới địa phương chôn khiêu lôi. Sau khi vòng ra phía sau hai tên thám báo, rõ ràng Bùi Đông Lai đã giảm bớt tốc độ tiến tới, ngụy trang càng thêm hoàn mỹ, dường như khiến người ta không thể nhìn ra dấu vết. 1.000 mét, 800 mét, 600 mét. Khi Bùi Đông Lai ẩn núp thành công đến gần đạo phòng tuyến thứ nhất của đội dự bị Long Nha còn cách có 600 mét thì hắn liền lợi dụng bụi cỏ để ngụy trang, bằng vào kinh nghiệm mà phán đoán vị trí của thành viên đội dự bị Long Nha, sử dụng ông nhòm quân dụng tìm ra từng người một. Làm xong tất cả những chuyện này, hắn di chuyển đến vị trí ngoài cùng bên trái sơn cốc, sau khi che giấu hoàn hảo thì nhắm ngay một tay súng bắn tỉa của đội dự bị Long Nha mà chuẩn bị hạ sát thủ. Ngũ Cương. Ngũ Cương xin nghe. 3S sau bắn, xong. Sau khi nói xong, Bùi Đông Lai liền cắt đứt liên lạc, tập trung vào mục tiêu. 1S, 2S, diễn xuất bắt đầu rồi. Pằng, 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 pằng. Dường như 4 tiếng súng vang lên cùng một lúc. Trong đó 2 viên đạn vô cùng chuẩn xác bắn vào cái mũ sắt trên đầu 2 gã tình báo đang trốn ở trên cây, phát ra tiếng bang vang giòn. Bởi vì là đạn cao su. Lại thêm có mũ sắt che chở, cho nên hai gã tình báo cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, nhưng mà sắc mặt của bọn họ đều đã đại biến. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như là chiến tranh chân chính thì đối thủ đổi thành súng bắn tỉa thật, cho dù là bọn hắn có mũ sắt cũng sẽ bị bắn xuyên qua đầu. Bởi vì biết điểm này, cho nên bọn hắn yên lặng tắt tín hiệu của trang bị trên người, vẻ mặt lo lắng thối lui ra khỏi diễn tập. Cùng lúc đó... Đám thành viên của đội dự bị Long Nha đang phục kích ở bên trái sơn cốc kia cũng bị Bùi Đông Lai dùng một phát súng bắn trúng mũ sắt, thối lui ra khỏi diễn tập. Bên tai bất ngờ vang lên tiếng súng, 6 gã thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha lập tức nằm xuống đất, che giấu thân mình. Nhân cơ hội này, Bùi Đông Lai đứng dậy, dưới chân phát lực, đạp một đạp ngay tại chỗ, hướng về phía cây đại thụ bên cạnh nhảy tới. Bộp, bộp, bộp. 3 phát mượn lực. Bùi Đông Lai uyển chuyển linh hoạt giống như con khỉ vậy, bò ở trên cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống, giơ súng, dựa theo trí nhớ ước chừng vị trí của tên thành viên đội dự bị Long Nha gần nhất kia mà tiến hành ngắm, dễ dàng phát hiện ra bóng dáng của đối phương.
Bằng. Bóp cò súng, âm thanh vang lên, viên đạn bay ra khỏi cò súng. Một viên đạn cao su xé toang không khí, vô cùng chuẩn xác bắn trúng đầu của tên thành viên đội dự bị Long Nha này. Bang. Viên đạn cao su đánh vào cái mũ sắt trên đầu của tên thành viên đội dự bị Long Nha kia phát ra một tiếng vang giòn, sau đó viên đạn sao su rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng ra xa. Thành viên của đội dự bị Long Nha kia tuy rằng biết rõ chính mình đã trúng đạn, nhưng dựa vào kinh nghiệm và cảm ứng đã có thể phát hiện ra vị trí của Bùi Đông Lai. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Bùi Đông Lai đã xoay họng súng lại. Thấy một màn như vậy, hắn rất muốn dùng bộ đàm để mà nhắc nhở chiến hữu của mình. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu ở trên chiến trường, hắn đã biến thành một khối thi thể lạnh băng, cho nên hắn rất biết điều mà lựa chọn trầm mặc. Bằng! Tiếng súng lại vang lên, một gã thành viên của đội dự bị Long Nha khác vừa mới ngẩng đầu lên liền bị viên đạn của Bùi Đông Lai bắn trúng đầu. Bằng! 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 Sau đó, gần như bốn tiếng súng cùng đồng thanh vang lên, bốn viên đạn từ bốn phương hướng khác nhau bắn về phía Bùi Đông Lai. Bịch! 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 Viên đạn cũng không có đánh trúng Bùi Đông Lai mà đánh trúng vào đám cành cây khô, phát ra từng tiếng vang giòn. Trước khi bốn gã của đội dự bị Long Nha nổ súng thì Bùi Đông Lai đã nhảy xuống khỏi cây đại thụ. Hắn lăn một vòng dưới đất, núp ở bên trong bụi cỏ. Lợi dụng bụi cỏ che giấu, hắn liền chạy như điên. Cẩn thận, là Bùi Đông Lai. Mắt thấy đối thủ dễ dàng tránh thoát loạt đạn của mình và chiến hữu, thì tổ trưởng tổ 1 của đội dự bị Long Nha nhắc nhở chiến hữu. Sau khi chạy như điên ra ngoài gần 100 mét, Bùi Đông Lai liền dừng bước, nằm sấp ở trong bụi cỏ, dựa vào khe hở của bụi cỏ mà quan sát động tĩnh phía trước, không dám thò đầu ra ngoài. Hắn biết rõ, chỉ cần mình thò đầu ra, nhất nhanh sẽ lọt vào tầm bắn. Mà thuật bắn súng của thành viên đội dự bị Long Nha, dưới tình huống không có chiến hữu hỗ trợ, đối phương chỉ có một người bắn, hắn nắm chắc 100% có thể né tránh viên đạn, nếu là hai người bắn hắn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà nếu là bốn người đồng thời bắn, tất nhiên hắn sẽ bị bắn trúng. Ngũ Cương, dẫn các anh em dùng tốc độ nhanh nhất đi tới phía trước 600 mét, sau đó ẩn núp cẩn thận rồi tiến lên 200 mét. Sau khi che giấu thân hình, Bùi Đông Lai lại lập tức lấy bộ đàm ra thông báo cho Ngũ Cương. Hướng 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ đều có địch nhân. Hiện tại tôi đang cầm chân bọn hắn, chờ sau khi mọi người đến địa điểm thì sẽ chuẩn bị bắn. Tôi sẽ làm bia cho bọn họ ngắm bắt, các anh phụ trách tiêu diệt địch nhân, xong. Ngũ Cương nhận được, nhưng mà nếu làm như vậy thì cậu sẽ bị bắn trúng mất, xong. Tôi sẽ dùng bom khói và thiểm quang đạn để che giấu. Chỉ cần các anh có thể xử lý được địch nhân trong 3S thì tôi sẽ không có việc gì, xong. Ngũ Cương nhận được, xong. Ngũ Cương đưa ra câu trả lời thuyết phục, sau đó làm ra một cái thủ thể. Ra lệnh cho các thành viên của đội đặc chiến Đằng Long lập tức đứng dậy, hướng về phía trước chạy như điên. Số 1, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vừa ngụy trang bao vây hắn, hay là ở nguyên tại chỗ chờ hắn xuất hiện? Hay là lui lại? Ngay trong lúc Bùi Đông Lai đang an bài chiến thuật, thì bốn gã thành viên tổ 1 của đội dự bị Long Nha cũng đang xin chỉ thị. Chúng ta không thể xác định có còn những địch nhân khác đang mai phục bốn phía hay không, cho nên không thể thối lui và tiến công. Chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Tổ trưởng tổ 1 của đội dự bị Long Nha nhìn chằm chằm vào bụi cỏ nơi Bùi Đông Lai đang ẩn thân, chuẩn bị tùy lúc đều có thể bắn, nói. Chỉ cần hắn xuất hiện, bốn người chúng ta cùng nhau bắn, xử lý hắn không thành vấn đề, chỉ cần hắn bị giết chết, cho dù là toàn đội chúng ta bị giết chết cũng không sao, chúng chỉ còn lại bốn tên, không thể vượt qua tổ 2 được. Những thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha dựa theo mệnh lệnh của đội trưởng. Thế cục đã trở nên giằng co. Chỉ mới giao thủ lần đầu tiên mà đã tiêu diệt được 6 gã thành viên của đội dự bị Long Nha, lão Trần, lính của ông rất không tồi. Trong phòng hội nghị, vị lão đại của quân đội nhận thấy thế cục đã trở nên giằng co, không nhịn được mà hướng đến Trần Quốc Đào ở một bên trêu ghẹo nói. Thủ trưởng, thằng nhóc này may mắn mà thôi. Tuy rằng miệng nói vậy, nhưng mà ý cười trên mặt của Trần Quốc Đào cũng không thể nhịn được nữa. Còn lại mấy vị lão đại bên kia cũng thấy thế, tuy rằng không tỏ vẻ gì, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, tiểu đội đặc chiến Đằng Long bắt đầu có thể thuận lợi như vậy hoàn toàn là bởi vì năng lực cá nhân của Bùi Đông Lai. Lão Trần, ông muốn cười thì cứ cười đi, không cần chịu đựng. Vị lão đại quân đội kia tức giận trừng mắt nhìn Trần Quốc Đào,
sau đó lại nhìn cái màn hình nhỏ, nói. Chiến hữu của tiểu tử này cách vị trí của hắn không xa, có thể đuổi tới trong khoảng thời gian ngắn, sẽ tiến hành viện trợ đối với hắn, mà tổ thứ hai của đội dự bị Long Nha thì còn cách khá xa, xem ra tiếp theo tiểu tử này sẽ lợi dụng sự trợ giúp của chiến hữu để thoát thân. Nhưng mà cứ như vậy, hắn cũng không thể nào có thể dẫn dắt tất cả thành viên của đội đặc chiến Đằng Long xuyên qua núi rừng được. Nói tới đây, vị lão đại quân đội kia không nhìn được cười, tuy rằng tiểu đội đặc chiến Đằng Long bắt đầu rất tốt, nhưng mà hắn vẫn không tin Bùi Đông Lai có thể làm được hành động nghịch thiên như vậy. Sau khi nói ra phán đoán của mình, vị lão đại quân đội kia lại nhìn về phía Diệp Cô Thành. Tiểu Diệp, khoảng cách đến đợt giao chiến thứ hai còn có một lát, nói ra cách nhìn của cậu xem. Thủ trưởng, cá nhân tôi cho là hắn có một biện pháp có thể bảo đảm chắc chắn không bị bắn trúng, thành công thông qua đạo phòng tuyến thứ nhất, tiêu diệt 4 gã thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha. Diệp Cô Thành nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt không chút thay đổi nói. Ách, ngạc nhiên nghe được lời nói của Diệp Cô Thành, không riêng gì vị lão đại quân đội kia. Ngay cả đám người Trần Quốc Đào cũng không nhìn được mà đem ánh mắt hướng về phía Diệp Cô Thành, vẻ mặt tỏ ra kinh nghi ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Diệp, nếu tiểu tử đó muốn thoát khốn, chỉ có thể dùng chiến hữu làm vật hy sinh, hấp dẫn hỏa lực. Vị lão đạo quân đội kia nói xong, đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới điều gì, thần tình hồ nghi hỏi. Cậu vừa nói có biện pháp, chẳng lẽ hắn muốn dùng thân mình làm mồi nhử, hấp dẫn hỏa lực, sau đó để cho chiến hữu đuổi tới tiêu diệt 4 gã thành viên của đội dự bị Long Nha. Đúng vậy, thủ trưởng. Diệp Cô Thành nói. Chỉ cần hắn có thể tránh được 4 viên đạn của 4 thành viên đội dự bị Long Nha bắn ra, chiến hữu của hắn sẽ giúp hắn diệt sát 4 gã kia. Thực lực của đám thành viên đội dự bị Long Nha chúng ta cũng đã thấy qua, hắn muốn tránh né được loạt đạn do 4 người bắn ra, thật sự là quá khó khăn, hơn nữa cũng rất mạo hiểm. Một khi hắn thất bại, sẽ bị bắn trúng rồi rời khỏi diễn tập. Như vậy chỉ dựa vào đồng đội của hắn, căn bản là không có khả năng xông qua đạo phòng tuyến thứ hai. Ngược lại nếu hắn lợi dụng đồng đội để hấp dẫn hỏa lực, cho dù hy sinh một vài người thì vẫn có hy vọng xông qua đạo phòng tuyến thứ hai khá lớn. Cá nhân tôi cho rằng hắn sẽ không vì cái gọi là tình đồng đội mà mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Thủ trưởng, dựa theo những thông tin mà tôi nắm giữ, hắn là một người đã nói là làm. Diệp Cô Thành lắc lắc đầu, ngữ khí vẫn không mang theo chút cảm tình nào như trước. Nếu hắn đã nói ra, vậy thì hắn sẽ cố gắng hết sức để làm. Ồ, vị lão đại quân đội kia cũng không có tức giận bởi vì Diệp Cô Thành đưa ra ý kiến khác mình, ngược lại hắn lại lộ ra bộ dạng chờ mong. Tôi đây thật muốn nhìn xem, hắn sẽ tránh né loạt đạn của 4 gã thành viên đội dự bị Long Nha bắn ra như thế nào. Không riêng gì vị lão đại quân đội, mà ngoại trừ Trần Cư Ốc Đào ra, vẻ mặt của những người khác cũng rất chờ mong. Mà Trần Quốc Đào thì vừa chờ mong lại vừa lo lắng. Một mặt trong lòng hắn cực kỳ chờ mong Bùi Đông Lai có thể làm được điều được, mặt khác hắn lại lo lắng Bùi Đông Lai vì quá cố chấp mà sẽ làm ra hành động mạo hiểm. Bởi vì nếu như vậy, chỉ còn lại 4 gã thành viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long, chắc chắn sẽ không thể nào xông qua đạo phòng tuyến thứ hai, tương đương không thể hoàn thành nhiệm vụ xuyên qua núi rừng, sẽ đem chức quán quân dân tặng cho tiểu đội đặc chiến Lang Nha. Trong lúc Trần Quốc Đào có chút chờ mong có chút lo lắng, và những vị lão đại khác chờ mong, Diệp Cô Thành thì đang lãnh đạm nhìn chăm chú lên trên màn hình, 5 chấm đỏ đại biểu cho 5 thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long đã dừng lại. Chuẩn bị xong chưa? Trong bụi cỏ, Ngũ Cương sử dụng bộ đàm liên lạc với 4 gã thành viên khác của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Chuẩn bị xong rồi. Các cậu nhất định phải nhớ kỹ, Đông Lai vì không muốn thương vong mà lấy thân mạo hiểm. Cho nên các cậu nhất định phải cam đoan trong 3S sẽ xử lý được địch nhân. Nếu không trận đấu này của chúng ta sẽ thất bại. Hiểu rồi. Nghe các chiến hữu trả lời, Ngũ Cương không nói lời vô ích mà bắt liên lạc với Bùi Đông Lai. Đông Lai, chúng ta đã đến địa điểm chỉ định, hơn nữa cũng dựa theo tọa độ mà cậu đã cung cấp tiến hành ngắm, đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn vừa lộ diện liền có thể tiến hành bắn. Một phút nữa tôi sẽ quăng bom khói qua, 70 giây sau ta sẽ ném thiểm quang đạn, đồng thời sẽ để lộ vị trí của mình. Bùi Đông Lai trả lời một câu, sau đó không ngừng điều chỉnh lại tâm tình và tình huống thân thể của mình, cố gắng để thân thể đạt tới tình trạng tốt nhất. 1S, 2S, 3S. Bang. Một phút sau, một quả bom khói bị Bùi Đông Lai ném lên không trung,
một làn sương trắng toát ra, tràn ngập ở xung quanh bụi cỏ. Bốn gã thành viên của đội dự bị Long Nha vẫn bất động. 70 giây sau, xì, tiếng nổ lại vang lên, thiểm quang đạn nổ tung ở bên trên bụi cỏ, Bùi Đông Lai nhảy vọt ra khỏi bụi cỏ. Pằng, 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 pằng. Gần như bốn tiếng súng cùng vang lên cùng một lúc, bốn viên đạn từ bốn phương hướng khác nhau bắn về phía Bùi Đông Lai, hợp thành một chiếc võng tử vong, bao trùm lấy Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nhảy về phía sau, cả người cuộn lại, khiến thân mình như một trái bóng tròn bằng thịt. Vù, 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 vù. Bốn viên đạn bay sát qua thân thể hắn. Pằng, 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 pằng. Bốn tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Lúc này đây tiếng súng chính là từ bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Bang, bang, bang. Thanh âm đạn cao su đánh lên mũ sắt lần lượt vang lên, gần như ba gã thành viên của đội dự bị Long Nha bị trúng đạn cùng một lúc. Nguy hiểm. Trong đó có một gã đội viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long thấy mình không có bắn trúng địch nhân, trong lòng đột nhiên chấn động. Sau đó, không đợi hắn nhắm bắn lần nữa, tên thành viên đội dự bị Long Nha kia dựa vào sức phản ứng khủng bố, tránh thoát một kích chí mệnh, sau đó lại đưa súng ngắm về phía Bùi Đông Lai đang rơi xuống đất. Pằng! Tiếng súng vang lên, một viên đạn gào thét hướng về phía đầu Bùi Đông Lai bay tới. Hình ảnh như dừng lại. Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không được. Thời gian giống như là bị dừng lại ngay trong lúc này. Trong phòng hội nghị, vị đại lão quân đội và mọi người kia đều gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình. Rõ ràng chứng kiến bốn điểm sáng trên màn hình đã bị biến mất hết ba, đây cũng chính là nói, có một thành viên của đội dự bị Long Nha không bị xử lý, mà Bùi Đông Lai lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi để tránh né bốn viên đạn, cả người cuộn thành một quả bóng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Ngũ Cương Thân là chỉ đạo của tiểu đội đặc chiến Đằng Long, luôn luôn dùng ống nhòm quân dụng quan sát Bùi Đông Lai. Bằng! Trong khi hắn đang nhìn chăm chú, thì một viên đạn cao su vô cùng chuẩn xác bắn trúng Bùi Đông Lai. Nhưng mà, trong một khắc khi viên đạn bắn trúng vào Bùi Đông Lai thì đột nhiên thân mình của Bùi Đông Lai xoay mạnh một chút, không để cho viên đạn bắn trúng đầu của hắn, mà là bắn vào vai của hắn. Sau đó không đợi tên thành viên may mắn tồn tại của đội dự bị Long Nha kia kịp bắn phát thứ ba, sau khi hạ xuống, Bùi Đông Lai một tay xách súng, bắn một phát vào chỗ của tên kia. Bằng! Nương theo tiếng súng vang giòn, viên đạn cao su gào thét bay ra, bắn trúng vào ấn đường của tên thành viên đội dự bị Long Nha này. Bang! Bởi vì vị trí mi tâm được mũ sắt che chở, nên viên đạn cao su chỉ bắn vào mũ sắt, phát ra một tiếng vang. Ách! Bên tai vang lên tiếng động giòn vang, cảm nhận được từ vị trí mi tâm truyền đến đau đớn thì tên thành viên đội dự bị Long Nha kia há mồm ra, muốn nói Bùi Đông Lai làm càn. Nhưng mà khi hắn dùng ống ngắm chứng kiến Bùi Đông Lai một tay cầm súng, sau đó bắn hắn thì lời nói vừa ra khỏi miệng đành phải nuốt vào trong bụng. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù là ở trên chiến trường, dưới tình huống bên vai trái bị trúng đạn, Bùi Đông Lai vẫn có thể dùng tay phải để nổ súng. Đông Lai, cậu không sao chứ? Sau đó, từ trong bộ đàm truyền đến tiếng kinh hô của Ngũ Cương. Không trả lời. Trong khi Ngũ Cương và bốn gã thành viên của đội dự bị Long Nha kia đang dùng ống nhòm nhìn mình chăm chú, Bùi Đông Lai không nói hai lời, rút con dao trên người mình ra, đâm một nhát vào bả vai trái của mình. Phốc! Dao đâm vào, máu tươi phun ra. Một khối máu thịt đầm đìa, xen lẫn y phục tác chiến đẫm máu tươi rơi xuống. Sắc mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Thấy một màn như vậy, nguyên bản đám thành viên của đội dự bị Long Nha còn đang lo lắng không thể làm thế nào để thể hiện được tình huống Bùi Đông Lai bị bắn trúng vai trái liền trở nên trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, cái kẻ mà bọn hắn cho là đối thủ lớn nhất trong lần diễn tập đại bỉ võ cho bộ đội đặc chủng cả nước kia đã dùng phương thức tự hại mình để bắt chước cảnh bị thương trên chiến trường. Đây cũng chính là nói, giờ phút này Bùi Đông Lai tự tay dùng dao đâm vào đầu vai mình. Cắt ra một miếng thịt vai thì trình độ bị thương cơ bản cũng tương đương với bị đạn bắn trúng vào vai. Kính nể. Trong nhất thời, ánh mắt của bốn gã thành viên đội dự bị Long Nha nhìn về phía Bùi Đông Lai đã tràn ngập vẻ kính nể. Trong mắt bọn họ, ở trong diễn tập, không tiếc dùng phương thức tự hại mình để cho bản thân của mình bị thương, chỉ cầu được cái gọi là công bằng, quân nhân như vậy đủ để cho bọn hắn kính nể. Bốn gã thành viên của đội dự bị Long Nha kính sợ trong lòng. Đồng thời cũng lựa chọn trầm mặc.
Ngũ Cương và mấy thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long thì bị dọa cho sợ ngây người. Trong mắt của bọn họ đã đỏ hoe, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, trong lòng đã hoàn toàn bị một cỗ cảm xúc cảm động không tên tràn ngập. Ở trong mắt bọn hắn, nếu không phải vì Bùi Đông Lai muốn hoàn thành tuyên bố lúc trước, nếu không phải vì tên thành viên của đội đặc chiến Đằng Long kia không có bắn trúng mục tiêu, Bùi Đông Lai hoàn toàn sẽ không cần như vậy. Đông Lai, thực xin lỗi. Nhìn thấy vậy, tên thành viên sai lầm của tiểu đội đặc chiến Đằng Long kia nóng mắt lên, vẻ mặt tự trách, nghẹn ngào nói. Tiểu Trư, ai cũng có lúc sai lầm, huống chi đối thủ chính là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của nước mình. Cậu không bắn trúng đối thủ cũng là chuyện bình thường. Giọng nói của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh như trước, trong lời nói không mang theo một chút rung động. Chỉ cần tiếp theo nếu các chiến hữu giao tính mạng cho cậu, cậu có thể ổn định tâm thần, không cần tiếp tục sai lầm là tốt rồi. Tôi sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Tên thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long có biệt hiệu là Tiểu Trư kia, trên má đã có hai dòng nước mắt nỏng bỏng chảy xuống, đôi mắt hắn đỏ hồng, nắm hai đấm lại, gằn từng chữ. Bùi Đông Lai không có nói cái gì nữa, mà đi nhanh về chỗ đám người Ngũ Cương, Tiểu Trư, Hầu Tử. Trong phòng hội nghị, vị đại lão của quân đội kia và mọi người trong phòng đều trầm mặc. Ở trong buổi diễn tập, vì muốn công bằng mà hắn dám rút dao ra cắt thịt trên vai mình, tôi tin tưởng, ở trên chiến trường, tuyệt đối hắn dám xông đến liều mạng với địch nhân, hắn mới chân chính là chiến sĩ, là anh hùng. Không biết qua bao lâu, đến khi Bùi Đông Lai mặc kệ vết thương đang rướm máu mà đi đến bên cạnh đám người Ngũ Cương, vị đại lão của quân đội kia mới không kìm lòng được mà cảm thán nói. Nghe được lời nói của vị đại lão quân đội kia, Diệp Cô Thành và Trần Quốc Đào cùng toàn bộ những người khác cũng đều không có hé răng. Hổ phụ vô khuyển tử, không hổ là con trai của Bùi Vũ Phu. Nhìn thấy như vậy, Diệp Cô Thành thầm than một câu trong lòng, đôi mắt lãnh đạm kia cũng không thể che giấu được vẻ tán thưởng. Mà Trần Quốc Đào chỉ cảm thấy sợi dây cung trong lòng được buông lỏng, trên mặt tràn ngập cảm động và kích động. Đông Lai, thương thế của cậu phải làm sao bây giờ? Bởi vì trong diễn tập sử dụng đạn cao su, cho nên song phương đều không mang theo đồ y tế, kể từ đó, nếu muốn trị liệu vết thương trên vai Bùi Đông Lai thì chỉ có thể chờ đến khi diễn tập chấm dứt. Mà bởi vì một đao vừa rồi của Bùi Đông Lai rất ngoan độc, cho nên lúc này mặc dù đã dùng quần áo để băng bó nhưng miệng vết thương vẫn chảy máu như cũ. Dưới tình huống này, nếu Bùi Đông Lai tiếp tục kiên trì diễn tập, đợi cho đến khi diễn tập kết thúc, sẽ chảy mất nhiều máu, miệng vết thương còn có thể bị nhiễm trùng nữa. Lúc trước tôi đã phát hiện trong sơn cốc có thảo dược cầm máu, sau khi tìm được loại thảo dược này, đắp lên miệng vết thương thì sẽ không có gì đáng ngại nữa. Bùi Đông Lai hờ hững cười. Đi thôi, chiến đấu còn chưa chấm dứt đâu. Bất phi sở động, sắc mặt của 5 người Ngũ Cương đều phức tạp nhìn Bùi Đông Lai, bọn hắn thật muốn biết. Một quân nhân chưa từng ra chiến trường như Bùi Đông Lai vì sao lại dùng loại phương thức này để bảo vệ vinh quang cho quân nhân. Trận chiến kế tiếp sẽ càng gian nan, nhất định chúng ta phải cố gắng 200%. Bùi Đông Lai thấy thế, liền thu liễm nụ cười, nhắc nhở một câu. Sau đó nắm chặt tay lại, đưa ra phía trước. Hô, hô, thấy một màn như vậy, 5 người Ngũ Cương không nói hai lời, đôi mắt đỏ lên, cũng nắm chặt tay lại. Linh tử vong, đồng tâm hiệp lực. Ngay sau đó, nắm tay của 3 người lại chạm vào nhau, Bùi Đông Lai nói. Linh tử vong, đồng tâm hiệp lực. Đám người Ngũ Cương cắn răng, thanh âm khàn khàn nói. Bùi Đông Lai thu hồi nắm tay, đi đến trước người Tiểu Trư vừa phạm sai lầm, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Trư, không nói gì mà xoay người rời đi, biến mất khỏi núi rừng giống như là quỷ quái vậy. Ngũ Cương, tiếp tục dựa theo chiến thuật lúc trước mà tiến hành. Tôi đảm đương thám báo, các anh đi theo sau tôi khoảng 1000 thước, chờ tôi thông báo. Chờ khi Bùi Đông Lai biến mất trong tầm mắt của đám người Ngũ Cương, giọng nói của Bùi Đông Lai mới vang lên ở trong tai nghe của Ngũ Cương. Ngũ Cương nhận được, xong. Thanh âm khàn khàn của Ngũ Cương vang lên, sau đó không nhịn được mà nhắm hai mắt lại. Bá! Sau đó Ngũ Cương mở hai mắt, diễn cảm đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Các anh em! Nếu nói trước kia chúng ta chiến đấu vì vinh quang của bộ đội đặc chủng Đằng Long thì tôi hy vọng bây giờ tất cả chúng ta vì Bùi Đông Lai mà chiến. Hắn lẳng lặng nhìn 4 gã chiến hữu bên cạnh. Một trận chiến này, chúng ta không thể bại. Xuất phát! Sau khi nói xong,
Ngũ Cương không đợi đến khi bốn gã chiến hữu tỏ thái độ, liền truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, Ngũ Cương dẫn đầu hướng về phương hướng mà Bùi Đông Lai vừa biến mất đi tới, bốn gã thành viên của đội đặc chiến Đằng Long cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã chạy đến chỗ mấy tên thành viên của đội dự bị Long Nha đang rời khỏi ở phía trước 600 mét. Mắt thấy bả vai của Bùi Đông Lai máu tươi đầm đìa, nghĩ đến vừa rồi Bùi Đông Lai lấy thân làm mồi nhử, sau khi trúng đạn liền dùng một dao cắt bả vai mình xuống. 10 tên thành viên của đội dự bị Long Nha dùng ánh mắt tôn trọng nhìn Bùi Đông Lai, sôi nổi hướng tới Bùi Đông Lai làm một cái chào theo đúng nghi thức của quân đội. Bùi Đông Lai thấy thế cũng vội làm một cái tư thế chào lại, rồi nói. Nếu đây là chiến trường, các anh đều đã bỏ mạng. Cho nên, vũ khí và trang thiết bị trên người các anh đều trở thành của tôi. Nghe thấy Bùi Đông Lai nói như vậy, 10 tên thành viên của đội dự bị Long Nha đều rất ngạc nhiên. Bọn hắn không biết Bùi Đông Lai muốn làm gì. Bùi Đông Lai không có tiếp tục giải thích cái gì, mà bước đến trước mặt một thành viên của đội dự bị Long Nha, tháo cái bộ đàm của hắn xuống trước mặt mọi người. Chiến hữu của chúng tôi nếu phát hiện chúng tôi đã bỏ mình, sẽ lập tức thay đổi tần số, cho dù cậu lấy đi bộ nàm cũng chẳng làm được gì đâu. Chứng kiến hành động của Bùi Đông Lai, tên thành viên kia của đội dự bị Long Nha không nhịn được nói. Thu được tần số của bọn họ đối với tôi mà nói cũng không phải là một việc khó. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó ở trước ánh mắt chăm chú của 10 tên thành viên đội dự bị Long Nha, biến mất ở trong núi rừng rất nhanh. 10 phút sau, Bùi Đông Lai đã tìm được loại thảo dược cầm máu, trước tiên dùng dao đào lên, sau đó giã dập ra rồi đắp lên đầu vai. Miệng vết thương đã được xử lý, không còn chảy máu nữa, nhưng mà vẫn hơi rớm máu. Đồng thời chỉ cần thân thể của Bùi Đông Lai hơi phát lực một chút thì có thể khiến cho miệng vết thương rách ra. Trong lòng hắn hiểu được, tất cả những chuyện này là điều tất nhiên, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, hắn lợi dụng bụi cỏ để ẩn mình, chạy băng băng trong rừng. Một tổ thành viên đều đã bỏ mình, bây giờ chúng ta không biết được tình huống của đối thủ. Cùng lúc đó, ở trong một sơn cốc cách đó không xa, tổ trưởng tổ 2 của đội dự bị Long Nha đang thay đổi tần số. Sau đó sử dụng bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh, nói. Vì bảo vệ vinh quang của Long Nha, bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể để đối thủ đột phá phòng tuyến của chúng ta. Thề sống chết bảo vệ, Long Nha vô địch. Tiếng trả lời đều đặn vang lên trong tai nghe. Tiểu Diệp, hiện tại cậu cho rằng tiểu tử đó có thể dẫn dắt anh em của hắn qua sơn cốc mà không thiếu một ai không? Trong phòng hội nghị, sau khi vị đại lão kia thấy thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long kia chiến đấu, liền hướng về Diệp Cô Thành hỏi. Không thể. Diệp Cô Thành nhìn thấy 10 điểm sáng trên màn hình đại biểu cho vị trí của 10 thành viên đội dự bị Long Nha, lấy phương thức đan chéo để ngụy trang, hoàn toàn đã phong tỏa cửa ra của sơn cốc, mặt không chút thay đổi đưa ra câu trả lời thuyết phục. Trong mắt hắn, tiểu đội Đằng Long có thể đột phá đạo phòng tuyết thứ nhất dưới tình trạng không có ai tử vong, chính là dựa vào khả năng ẩn núp xuất thần nhập hóa của Bùi Đông Lai, tránh thoát thám báo điều tra. Do đó có thể đánh cho thành viên tổ 1 của đội dự bị Long Nha không kịp trở tay. Mà giờ phút này, thành viên tổ 2 của đội dự bị Long Nha đã ý thức được điểm này nên đã triệu hồi 2 gã thám báo trở về, tính toán cố thủ. Dưới tình huống như vậy, dù cho Bùi Đông Lai có được năng lực tác chiến đơn độc và khả năng chỉ huy xuất sắc, cũng không thể dẫn dắt tiểu đội đặc chiến Đằng Long vượt qua núi rừng mà không chút tử vong được. Đồng chí Diệp Cô Thành, vô luận hắn có thể làm được điều này hay không thì hắn đều là người thắng trong trận đấu này. Nghe lời nói tự tin của Diệp Cô Thành, nghĩ đến việc dù biểu hiện của Bùi Đông Lai có xuất sắc hơn nữa cũng rất khó tiến vào Long Nha, Trần Quốc Đào hừ lạnh nói. Long Nha được xưng là vô địch ở trong nước, ở trước mặt hắn hoàn toàn là chuyện cười. Diệp Cô Thành mỉm cười, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Trong đôi của bọn họ hiện lên thân ảnh của Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời nói vũ nhục của Bùi Đông Lai, đội trưởng tổ 2 của đội dự bị Long Nha nhíu mày, nói. Mọi người, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được tổ trưởng tổ 2 nói như vậy thì vẻ mặt của 9 thành viên còn lại của tổ dự bị Long Nha đều rất buồn bực, trong mắt của bọn hắn, Bùi Đông Lai thực sự quá vô sỉ. Bùi Đông Lai đoán chắc bọn hắn không thể dùng đạn cao su bắn trúng hắn từ khoảng cách 1.100m cho nên mới không sợ hãi mà hiện thân, lợi dụng ngôn ngữ mà tiến hành công kích. Mà nếu như ở trên chiến trường, đổi từ súng bắn đạn cao su thành đạn thật, lời nói của Bùi Đông Lai vừa mới mở miệng thì bọn hắn sẽ thoải mái mà giết chết Bùi Đông Lai. Nhưng mà,
trên thế giới này không có nếu. Bùi Đông Lai đã lợi dụng quy tắc này. Mắt thấy đám thành viên của đội dự bị Long Nha không có hành động gì, khuôn mặt của Bùi Đông Lai tỏ vẻ khinh thường. Lúc buổi trưa, tôi đã dẫn dắt huynh đệ của tôi thủ tiêu 10 tên chiến hữu các anh. Bây giờ các anh lại sợ hãi tôi và các huynh đệ của tôi, thật giống như là một đám nhu nhược, canh chừng lối ra sơn cóc, đã canh suốt cả buổi trưa rồi. Lúc này khi thấy tôi xuất hiện, cũng không dám xông lên báo thù cho chiến hữu, mà lại lựa chọn như một đám người nhu nhược, tiếp tục cuộn tròn ở nơi này, các anh thật sự đã làm nhục hai chứ Long Nha. Mẹ nó! Lại nghe thấy lời nói hết sức vũ nhục của Bùi Đông Lai, một gã thành viên tâm cao khí ngạo của đội dự bị Long Nha không nghe nổi nữa, hắn mắng lên một câu, sau đó liên tục làm ra một cái thủ thế đối với tổ trưởng tổ hai cách đó 100 mét, ý bảo để cho hắn làm mồi nhử đi đối phó Bùi Đông Lai. Sau đó âm thầm để cho tay súng bắn tỉa núp tới, tiêu diệt Bùi Đông Lai. Chứng kiến tên thành viên của đội dự bị Long Nha ra hiệu như vậy, tổ trưởng tổ hai của hắn lắc đầu bác bỏ. Tôi từng nghe người ta nói, tổ chức Long Nha chính là quân nhân tinh nhuệ nhất của nước chúng ta, bọn họ chính là niềm kiêu ngạo của nước chúng ta. Nhưng mà vào hôm nay thì tôi mới thật sự là hoài nghi tính chân thật của những lời này. Mắt thấy thành viên của đội dự bị Long Nha vẫn không hề cử động, Bùi Đông Lai khí vận đan điền, tiếp tục lớn tiếng nói. Bởi vì, tôi đã dẫn theo huynh đệ của tôi dễ dàng tiêu diệt 10 tên thành viên của đội dự bị Long Nha. Là dưới tình huống không hề có tử vong. Đây cũng chính là nói đám người kiêu ngạo cường đại các anh, ở trong mắt của tôi quả thực là không chịu nổi một kích. Tôi đã giết chết huynh đệ các anh như giết gà. Trong lúc nhất thời, giọng của Bùi Đông Lai như sấm rền, vang vọng cả trên không sơn cốc. T. Lại nghe thấy lời nói cuồng vọng không ai bì kịp của Bùi Đông Lai, ngoại trừ tổ trưởng tổ hai ra thì toàn bộ những thành viên khác của đội dự bị Long Nha đều cảm thấy giống như bị Bùi Đông Lai hung hăng tát cho một cái, tức giận đến hít vào một hơi. Tôi biết đám các anh chính là đám nhu nhược, lời của tôi nói chúng nhược điểm trong lòng của các anh, thật đáng thương, các anh phẫn nộ sao, nhưng mà phẫn nộ thì các ngươi có thể làm con mẹ nó cái gì. Các anh chỉ có thể làm người nhu nhược như cũ, mà không dám hiện thân chiến một trận với huynh đệ tôi. Bùi Đông Lai tiếp tục dùng ngôn ngữ để khiêu khích thành viên của đội dự bị Long Nha, càng nói càng khó nghe. Bởi vì các anh biết, chỉ cần các anh hiện thân thì các anh sẽ bị giết chết giống như huynh đệ của các anh, bị huynh đệ của tôi giết như giết con gà. Bùi Đông Lai, có dũng khí thì cậu đi ra phía trước 200 mét thử xem. Bị Bùi Đông Lai liên tục vũ nhục, rốt cuộc một gã thành viên của đội dự bị Long Nha không nhịn được. Hắn phẫn nộ đả kích nói. Tên trốn ở hướng 10 giờ là một kẻ hèn nhát, anh rất muốn dùng anh ở trong tay ngươi để xử lý tôi, nhưng mà anh lại không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì anh sợ bị tôi dùng một phát bắn vỡ đầu, cho nên anh chỉ có thể kêu tôi tiến tới phía trước 200 mét, trở thành bia ngắm của anh và chiến hữu của anh, phải không? Khi Bùi Đông Lai nói chuyện, vẻ mặt của hắn tỏ ra khinh miệt nhìn về tay súng bắn tỉa ở hướng 10 giờ. Chẳng lẽ đây là vẻ kiêu ngạo của thành viên của đội dự bị Long Nha cường đại sao? Ta khinh, quả thực là không đáng để tôi chú ý. Bùi Đông Lai, cậu có thể vì thắng lợi mà sử dụng thủ đoạn đê tiện để dẫn dụ chúng ta đi ra ngoài, nhưng tôi xin cậu, đừng có vũ nhục vinh quang của Long Nha. Tổ trưởng tổ 2 của đội dự bị Long Nha cũng nổi giận, nhưng mà hắn vẫn không có truyền đạt mệnh lệnh tấn công. A, vinh quang, các anh xứng sao, các anh có xứng không? Bùi Đông Lai cười lạnh nói. Không hề sợ chết mà xông lên, những tiền bối của chúng ta đều đã từng xách súng trường xông lên liều mạng cùng địch nhân, không hề khoan nhượng mà đánh đuổi kẻ xâm lược. Các anh thì sao, các anh có được trang bị hoàn mỹ của đất nước nhưng lại lãng phí quân phí của đất nước, được xưng là niềm tự hào của quân đội, nhưng mà khi các anh đối mắt địch nhân thì chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, đám người các anh là lũ nhu nhược, cũng dám tự xưng là vinh quang của quân đội sao. Thật sự là buồn cười. Số 1, tôi thỉnh cầu xuất chiến. Tôi cũng thỉnh cầu xuất chiến. Nổi giận. Giờ khắc này, vài thành viên trẻ tuổi của thành viên đội dự bị Long Nha, hoàn toàn bị lời nói của Bùi Đông Lai chọc giận. Câm miệng. Tổ trưởng tổ 2 của đội dự bị Long Nha lạnh giọng quát lớn. Các cậu nhớ kỹ cho, đây là chiến tranh. Chẳng lẽ giáo quan không có nói cho các cậu biết, trong chiến tranh cần phải bảo trì bình tĩnh tuyệt đối sao? Những lời của anh là lời nói của huấn luyện viên Diệp Cô Thành sao? Bùi Đông Lai cười ngả ngớn, tiếp tục nói móc. Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn có một ngoại hiệu là Long Vương.
mà các anh hẳn là Long Tử Long Tôn, ở trong lòng các anh thì hắn là tồn tại không thể chiến thắng, hắn là thần, là người mà các anh sùng bái, là đối tượng các anh ngưỡng mộ, đúng không? Trầm mặc. Lúc này đây, các thành viên đội dự bị Long Nha chỉ có thể trầm mặc. Bởi vì lời nói của Bùi Đông Lai đã động đến Diệp Cô Thành, địa vị của Diệp Cô Thành ở trong lòng bọn hắn, bất luận là kẻ nào cũng không thể lật đổ. Có người nói 18 năm trước, Diệp Cô Thành, được xưng là Long Vương, bài danh thứ hai trên Long Bảng đã dẫn toàn bộ thành viên của Long Nha đi đối phó với cha của tôi, kết quả là khiến cha của tôi bị mất một chân, đuổi ông ra khỏi Yên Kinh. Mũi nhọn lời nói của Bùi Đông Lai đột nhiên vừa chuyển, giọng nói lại đề cao lên không ít. Trong mắt của tôi thì đây thực là thối. Diệp Cô Thành chỉ có thể dạy dỗ đám yếu kém các anh làm người nhát gan, làm một đám phế vật, nhưng mà hắn có năng lực gì chứ? Tôi có thể giết các anh như giết gà, cha ta cũng có thể giết Diệp Cô Thành như giết gà. Vừa nói xong, Bùi Đông Lai giơ súng lên trời, đột nhiên bóp cò. Pằng, 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 pằng. Tiếng súng vang lên cả sơn cốc, Bùi Đông Lai đứng thẳng lưng, đi nhanh về phía trước. Các anh là một đám nhu nhược, nếu không phục vậy thì chiến đi. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng Bùi Đông Lai khinh thường, nói những lời gì đó. Sau đó, thành viên dự vị của Long Nha đều di động, mà 5 người thuộc đại đội đặc chiến Đằng Long cách Bùi Đông Lai không xa, 5 người này đang mai phục. Rốt cuộc tiểu tử này nói gì mà khiến cho đội viên dự bị của Long Nha mạo hiểm như vậy? Thấy một màn như vậy, vị đại lão trong quân đội liền mang theo vài phần tò mò hỏi. Sở dĩ tò mò là bởi vì hắn rất rõ tuy rằng thực lực của đội viên dự bị Long Nha không bằng thành viên chính thức nhưng mà so với những chi bộ đội khác thì nó lại cường đại hơn. Ngoài ra thì kỷ luật cùng ý chí ở đây vô cùng sắt thép. Mà hiện giờ bọn hắn lại bị mấy câu nói của Bùi Đông Lai là nhiễu loạn tâm thần, làm ra hành động hết sức nguy hiểm. Không riêng gì vị đại lão kia mà tất những vị đại lão khác đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Cô Thành không có. Trên mặt hắn lộ ra vài phần quái dị, hắn có thể thấy được miệng của Bùi Đông Lai nói những gì. Giờ phút này trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ quang mang, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Bùi Đông Lai cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều đã rơi vào trong mắt của mấy vị đại lão kia. Sau khi liên tục hạ nhục những thành viên dự bị của Long Nha thì Bùi Đông Lai phát hiện 5 tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía ẩn núp của mình. Mà còn 5 tên thành viên dự bị của Long Nha khác ở trong sơn cốc lại án binh bất động. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy vui mừng, hắn liền vội vàng dùng bộ đàm liên lạc với Ngũ Cương. Ngũ Cương, địch nhân đã bị tôi chọc giận, đang hướng về phía tôi, các anh chuẩn bị nhắm bắn, xong. Ngũ Cương nhận được, xong. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì tuy rằng Ngũ Cương tò mò rốt cuộc Bùi Đông Lai đã dùng phương thức nào để dụ rắn bỏ ra khỏi hang nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau khi ngắt liên lạc thì hắn liền hạ mệnh lệnh cho 4 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long ở phía sau. Tên hèn đang núp ở hướng 10 giờ, tôi biết anh đang núp ở đó, anh cho rằng như vậy là có thể bắn chúng tôi sao? Thông qua kính viễn vọng quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được một tên thành viên dự bị của Long Nha đang ở hướng 10 giờ. Vì muốn chọc giận đối phương nên Bùi Đông Lai tiếp tục khiêu khích. Lão tử ở nơi này, anh tới đây, nếu anh bắn không trúng lão tử thì tốt nhất anh hãy về nhà cho con bú đi, không cần phải xấu hổ như vậy. Mẹ kiếp! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10 giờ hoàn toàn bị chọc giận, hắn tức giận mắng một tiếng. Sau đó cũng không tiếp tục ẩn nấp nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới. 1.000 mét, 900 mét, 800 mét. Khi tên thành viên dự bị của Long Nha kia còn cách Bùi Đông Lai 800 mét thì hắn liền giơ súng lên ngắm vào Bùi Đông Lai rồi bóp cò. Pằng, 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 pằng. Trong nháy mắt tên thành viên dự bị của Long Nha đã hoàn toàn đem lửa giận trong lòng trút ra. Từng viên đạn bay về phía Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, liên tục né hơn 5-6 phát đạn của hắn. Hơn nữa làm cho tên thành viên dự bị của đội Long Nha kia cũng không thể nào nhắm rõ được thân ảnh của Bùi Đông Lai. Sau đó, đợi sau khi tên thành viên dự bị của Long Nha ngừng bắn thì đột nhiên Bùi Đông Lai giơ súng lên rồi xoay người nhắm bắn, cả động tác diễn ra vô cùng hành văn liền mạch. Ực, mắt thấy Bùi Đông Lai đưa súng về phía mình thì tên thành viên dự bị của Long Nha kia liền vội vàng nằm xuống đất. Đã muộn, pằng, tiếng súng vang lên.
một viên đạn bắn ngay vào ấn đường của hắn. Một phát bạo đầu. Cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến, nghe được tiếng đạn cao su đập vào mũ sắt thì thân hình của tên thành viên dự bị của Long Nha liền cứng ngắt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hối hận vì mình đã quá xúc động nên chúng phải gian kế của Bùi Đông Lai. Hắc, tôi đã nói đám người các anh là một đám đáng thương, là một đám nhu nhược, anh nhìn xem đồng bạn của anh đã bị người của tôi xử lý hết. Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ, âm thầm tính toán tốc độ của bốn tên thành viên dự bị còn lại của Long Nha, làm ra bộ dạng khiêu khích. Hẳn là các anh nhất định rất muốn báo thù cho hắn. Đến đây đi, đám cùi bắp, lão tử đứng ở nơi này chờ người các anh đó. Đổi đến tần số XX. Mắt thấy Bùi Đông Lai xử lý tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10 giờ, lại còn tiếp tục khiêu khích bốn tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại thì tên đội trưởng tổ 2 vội vàng đổi tần số, sau đó ra lệnh. Số 9, số 11, số 2, số 3, các cậu không nên hành động liều lĩnh, cẩn thận mà di chuyển tới, chờ sau khi vào tầm ngắm thì cùng nhau bắn về phía hắn. Nhận được, xong. Bốn tên thành viên dự bị của Long Nha liền trả lời. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai thấy được bộ đàm của mình không thể nghe được động tĩnh của đám thành viên Long Nha thì hắn biết được đối phương đã đổi tần số. Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không có mày mò để tìm tần số bởi vì như thế sẽ mất nhiều thời gian. Đến đây đi đám cùi bắp, có dũng khí thì bắn vào lão tử đi. Mặc dù là không nghe được cuộc trò chuyện nhưng Bùi Đông Lai cũng vận khí đan điền, dùng hết khí lực rồi hét to lên một tiếng, giọng hét kia giống như là hổ gầm, vang vọng cả sơn cốc, làm cho đám thành viên dự bị của Long Nha đều nghe rõ. Số 9 đã đến nơi. Số 11 đã đến nơi. Số 2 đã đến nơi. Số 3 đã đến nơi. Một lát sau khi tiến vào tầm ngắm thì bốn tên thành viên dự bị của Long Nha liền báo. Nổ súng. Tên đội trưởng tổ 2 thông qua ống nhòm quân sự, thấy được thân ảnh của Bùi Đông Lai thì liền quyết định hạ mệnh lệnh. Pằng, 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 pằng. Dường như trong một lúc, bốn tiếng súng đều vang lên, bốn viên đạn liền bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai. Nhưng mà... Dường như Bùi Đông Lai đã đoán được hành động của bọn chúng cho nên cả người hắn liền vọt về phía sau của một cây đại thụ. Hắc, đám cùi bắp, chẳng lẽ Diệp Cô Thành dạy các anh bắn như thế sao? Theo tôi thấy thì các anh nên bỏ súng mà về cho con bú đi. Bằng vào năng lực cảm ứng Bùi Đông Lai đã trốn ra phía sau của cây đại thụ, sau đó hắn tiếp tục khiêu khích đối phương. Bịch, nói xong, Bùi Đông Lai liền ném ra một quả lựu đạn cay, cả người liền nhảy ra ngoài. Pằng, 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 pằng. Một s sau, tiếng súng lại vang lên, bốn tên thành viên dự bị của Long Nha cùng nổ súng một lần. Nhưng mà, cũng giống lúc nãy, tốc độ bắn súng của bọn hắn vẫn chậm hơn nên không bắn trúng Bùi Đông Lai, hơn nữa Bùi Đông Lai đã chạy ra khỏi phạm vi ngắm bắn của bọn hắn. Đến đây, đám cùi bắp, nổ súng tiếp đi, lão tử đứng ở đây cho các người bắn, còn mà nó có gan thì bắn đi. Biết rõ bản thân mình đã nằm ngoài tầm bắn của bốn tên thành viên dự bị của Long Nha kia nên Bùi Đông Lai dừng bước lại, không những khiêu khích mà còn làm ra một động tác khinh bỉ đúng tiêu chuẩn ISO 2013. Bên tai nghe được câu nói của Bùi Đông Lai, nhìn thấy động tác giơ ngón tay thối của Bùi Đông Lai thì bốn tên thành viên dự bị của Long Nha thiếu chút nữa là ngất đi. Sau đó, bọn hắn khai thông bộ đàm một chút rồi hướng tới chỗ của Bùi Đông Lai. Đến đây, đạch ma có gan thì đến đây. Thông qua ống nhòm quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được bốn tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía mình cho nên hắn lui về phía sau. Giờ phút này, cả người hắn giống như một đạo sao băng, lúc bên này lúc bên kia, làm cho người ta không thể nào thấy được bóng dáng của hắn. Vừa tiến vừa lui, người đuổi ta chạy. Trong lúc nhất thời, cục diện liền trở nên có chút quỷ dị. Bùi Đông Lai cố gắng khống chế tốc độ của mình cho nên khoảng cách của hắn và bốn tên thành viên dự bị của Long Nha lúc nào cũng là 800 mét. Mà 800 mét là ngoài tầm sát thương. Điều này làm cho bốn tên thành viên dự bị của Long Nha không có cơ hội nổ súng. Pằng, 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 pằng. Một lát sau, không đợi cho bốn tên thành viên dự bị của Long Nha có cơ hội nổ súng. Bốn gã thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long sớm đã ẩn núp liền bóp cò. Bốn viên đạn liền bắn thẳng về phía bốn tên thành viên dự bị của Long Nha. Một phát bạo đầu, một súng đắc thủ, Ngũ Cương và năm tên đại đội đặc chủng Đằng Long liền tiến hành thay đổi vị trí,
mà lợi dụng đó cả người Bùi Đông Lai liền giống như quỷ mị, dung nhập vào bóng tối. Biến mất trong tầm mắt của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại. Tiểu Diệp, xem ra lính của cậu đã thất bại. Thấy một màn như vậy, trong phòng hội nghị, vị đại lão kia liền nhìn không được mà mở miệng nói. Trầm mặc. Diệp Cô Thành dùng phương thức này để chấp nhận câu nói của vị đại lão kia. Mặc dù hắn thấy rõ 5 tên thành viên dự bị của Long Nha vì muốn báo thù cho đồng bạn mà đã quyết định thay đổi vị trí, nhưng mà hắn biết rõ nếu như Bùi Đông Lai có thể dễ dàng xử lý 15 thành viên dự bị của Long Nha thì 5 người còn lại cũng không phải là to tát gì. Dù sao, trải qua một màn vừa rồi, 5 thành viên dự bị của Long Nha còn lại đã mất đi nhuệ khí, căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của mình. Diệp Cô Thành gắt gao nhìn vào bóng dáng của Bùi Đông Lai trong tấm hình, trong đầu cũng hiện ra bóng dáng của Tiêu Phi. Vì sao lại giống nhau như thế? Trong lòng Diệp Cô Thành thầm hỏi. Số 1, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong một bụi rậm ở Sơn Cốc, một tên thành viên dự bị của Long Nha dùng bộ đàm liên hệ với tên đội trưởng tổ 2. Mặc kệ hắn, cho dù hắn khiêu khích như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không nên xuất hiện. Sắc mặt của tên đội trưởng tổ 2 trở nên ngưng trọng, ở hắn xem ra nếu như bản thân mình và chiến hữu còn xuất hiện thì bọn hắn sẽ bị Bùi Đông Lai phát hiện. Biện pháp tốt nhất bây giờ là ẩn nấu, án binh bất động, ôm cây đợi thỏ. Đợi thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long tiếp cận. Địch không động, ta không động. Đây là kế hoạch của tên đội trưởng tổ 2. Nếu như bọn hắn thực hiện được kế hoạch này thì những tên thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long không có khả năng xử lý 5 thành viên dự bị của Long Nha. Mà hiện giờ, bọn hắn đã bị đại đội đặc chủng Đằng Long xử lý xong 5 chiến hữu, khiến tuyến phòng thủ bên mình xuất hiện một lỗ hỏng. Trong sơn cốc, 5 tên thành viên dự bị của Long Nha vẫn không nhúc nhích, lợi dụng ống nhòm để quan sát về phía trước. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Bùi Đông Lai đang di chuyển trên màn hình. Mai phục, tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai đã phong tỏa con đường tiến lên của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha. Như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý thì hắn có thể thoải mái xuyên qua núi rừng, giúp đại đội đặc chủng Đằng Long đoạt giải quán quân trong cuộc thi lần này. Nhưng mà, tất cả các vị đại lão của quân đội cùng Diệp Cô Thành đều cho rằng Bùi Đông Lai sẽ không làm như vậy. Sự thật đã chứng minh rằng suy đoán của bọn hắn chính xác. Sau khi vây quanh 5 tên thành viên dự bị của Long Nha thì Bùi Đông Lai cũng không đi về ra khỏi sơn cốc mà là leo lên một cây đại thụ, hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Sau khi trèo lên cây thì Bùi Đông Lai liền lấy ra ống nhòm, cố gắng tìm vị trí ẩn núp của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha. Thời gian từng phút trôi qua, cục diện lại trở nên giằng co, vô luận là Bùi Đông Lai, các thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long hay bên Long Nha cũng không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, trận thi đấu đã biến thành so đấu về sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Đây chính là tố chất mà mỗi người quân nhân đặc chủng cần phải có. Mặc dù cục diện đã trở nên giằng co nhưng tất cả mọi người đều biết rằng bên Long Nha sẽ thất bại, nhưng mà cái bọn họ muốn biết là Bùi Đông Lai sẽ dùng phương thức nào để xử lý 5 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại. Cho nên, bọn họ không có rời đi khỏi phòng họp mà là kiên nhẫn chờ đợi một màn tiếp theo. Cuộc giằng co diễn ra gần 9 tiếng đồng hồ. 5 giờ sáng. Đây là thời gian mà mọi người dễ ngủ nhất, Bùi Đông Lai lặng yên không một tiếng động bò xuống cây, cả người như quỷ mị, hướng đến chỗ ẩn núp của một tên thành viên dự bị của Long Nha. Ách! Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trong phòng hội nghị liền từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, mở to hai mắt nhìn vào màn hình. Làm sao hắn có thể phát hiện được vị trí của tên kia? Vị đại lão trong quân đội nhìn về phía Diệp Cô Thành, hỏi ra nghi vấn ở trong lòng của mình. Trực giá cùng với phán đoán. Diệp Cô Thành trả lời một cái đáp án lập lờ. Đối với một người quân nhân đặc chủng ưu tú mà nói thì bọn hắn có thể thông qua chiến đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm, có được trực giác cùng sức phán đoán đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tên tiểu tử này trước đây có tham gia vào quân đội sao? Hắn lấy kinh nghiệm từ chỗ nào thế? Chẳng lẽ chỉ bằng vào một trận chiến cùng với đám dòng binh Siberia kia sao? Vị đại lão quân đội lại lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Diệp Cô Thành. Bên tai vang lên câu hỏi của vị đại lão kia, trong đầu Diệp Cô Thành không khỏi hiện ra bóng dáng của Tiêu Phi, nhưng mà hắn liền lắc lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết. Mắt thấy Diệp Cô Thành lắc đầu,
vị đại lão kia lại đem ánh mắt nhìn về phía màn hình. Lúc này, Bùi Đông Lai giống như là U Linh, bằng kỹ năng ẩn núp thành thạo của mình. Cả người hắn lặng yên không tiếng động, tiếp cận với tên thành viên dự bị của Long Nha kia. Bá! Trong ánh sáng lờ mờ, bằng vào chức năng lực cảm ứng nguy hiểm hơn người của mình thì tên thành viên dự bị của Long Nha đã phát hiện ra có nguy hiểm, sau đó hắn liền thay đổi nòng súng. Anh chết rồi! Ngay sau đó, không đợi tên thành viên dự bị của Long Nha làm ra hành động gì, một nòng súng như băng đã chĩa vào đầu của hắn. Ách! Nhìn thấy Bùi Đông Lai gần đó, nhận thấy được cái lạnh của nòng súng, tên thành viên dự bị của Long Nha tỏ ra kinh hãi. Hắn nhịn không được mà há mồm ra, hắn muốn hỏi Bùi Đông Lai làm cách nào mà tiếp cận hắn được. Nhưng mà, nghĩ đến những câu vũ nhục tối qua của Bùi Đông Lai thì hắn cũng không mở miệng hỏi. Bùi Đông Lai không nói gì mà từ trong tay tên thành viên dự bị của Long Nha kia lấy một khẩu súng bắn tỉa cùng với một bộ đàm. Sau đó, Bùi Đông Lai úp sát người vào đất, rồi giơ nòng súng lên, hướng về một bụi cỏ rồi bóp cò. Bằng! Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, âm thanh của nó phá tan sự im lặng trong sơn cốc. Số 4, đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, trong bộ đàm liền truyền ra tiếng nói của tên đội trưởng tổ 2. Bằng! Trả lời cho tên đội trưởng chính là một tiếng súng, viên đạn đã bắn vào bụi cỏ mà Bùi Đông Lai chỉ trước đó. Lúc này, người nổ súng không phải là Bùi Đông Lai mà là Ngũ Cương. Bá! Nghe được tiếng súng nổ, tên đội trưởng tổ 2 cùng với 4 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại liền không nói nữa, dựa vào sự phán đoán của mình mà giơ nòng súng hướng về phía Ngũ Cương. Trong bụi cỏ, Ngũ Cương vừa dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai, cả bộ y phục tác chiến màu xanh biếc xuống rồi dùng súng giơ lên, chậm rãi vươn ra phía bên ngoài của bụi cỏ. Bằng! 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 4 tiếng súng cùng vang lên cùng một lúc. 4 viên đạn cao su bắn vào y phục tác chiến của Ngũ Cương. Bùi Đông Lai nghe được tiếng súng vang, trên mặt liền hiện ra nụ cười. Sau đó, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất mà leo lên một ngọn cây, từ trên cao nhắm xuống, nhắm vào tên một thành viên dự bị của Long Nha rồi bóp cò một cách quyết đoán. Bằng! Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bắn vào chiếc mũ sắt đang đội trên đầu của tên thành viên dự bị Long Nha kia. Một phát xử lý được đối phương. Bùi Đông Lai không ngừng lại, vội vàng thay đổi nòng súng, nhắm ngay vào tên thứ hai, rồi bóp cò. Bằng! Lại là một phát trúng đầu. Bằng! Bằng! Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai nổ phát súng thứ ba thì hai tên thành viên dự bị của Long Nha đã nổ súng bắn về phía Bùi Đông Lai. Nhưng mà! Ngay lúc bọn hắn nổ súng thì Bùi Đông Lai đã thả người, nhảy xuống đất, làm cho đạn của bọn chúng bắn vào thân cây. Bằng! 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 Ngay sau đó, 4 tiếng súng vang lên, Ngũ Cương cùng với thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long liền nổ súng, bắn về phía hai tên còn lại. Toàn bộ đội dự bị của Long Nha đã bị tiêu diệt. Tốt! Thấy toàn bộ điểm sáng trên màn hình đều biến mất, vị đại lão quân đội kia nhìn không được mà đứng lên, vỗ tay bảo hay. Trừ Trần Quốc Đào và Diệp Cô Thành ra thì toàn bộ các vị đại lão khác đều há mồm trợn mắt. Dường như bọn hắn không thể tin được Bùi Đông Lai có thể dẫn dắt đại đội đặc chủng Đằng Long tiêu diệt được đội dự bị Long Nha. Thiếu tướng Diệp Cô Thành, dường như phán đoán của ông còn xuất hiện một vài vấn đề. Lúc này đây, Trần Quốc Đào đứng lên, mang theo vài phần đùa giỡn nhìn về phía Diệp Cô Thành rồi mở miệng nói. Không trả lời. Trong đầu Diệp Cô Thành có một cảm giác quen thuộc đối với chiến thuật lần này của Bùi Đông Lai, hắn không trả lời Trần Quốc Đào mà lâm vào trầm tư. Đông Lai, chúng ta thắng, chúng ta đã làm được. Cùng lúc đó, trong bộ đàm truyền ra giọng hoan hô của Ngũ Cương. Đây là thành quả mà chúng ta đã làm được. Bùi Đông Lai cười đáp một câu, sau đó đi đến trước mặt một tên thành viên dự bị của Long Nha. Chúng tôi thừa nhận cậu rất mạnh nhưng mà cậu không thể vũ nhục Long Nha, không thể vũ nhục Long Vương, làm bẩn quang binh của một người quân nhân. Mắt thấy Bùi Đông Lai đến gần thì tên thành viên dự bị của Long Nha liền tức giận, nói. Chiến tranh rất tàn khốc, nó chỉ có hai kết quả, thất bại hoặc chiến thắng. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Là người thì ai cũng có nhược điểm, tôi chỉ tìm nhược điểm của các anh mà thôi, đương nhiên những lời này không phải là chủ ý của tôi. Cậu không cần phải tỏ ra bộ dạng giả vờ giả vịt, cậu chẳng phải muốn dùng phương thức này để chứng minh rằng bản thân cường đại hơn chúng ta. Có tư cách trở thành anh hùng sao?
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì tên thành viên dự bị của Long Nha kia vốn là sửng sốt, sau đó liền trừng mắt nói. Các anh là chiến sĩ ưu tú nhất, cũng là anh hùng trong lòng mọi người. Ngoài dự đoán của tên kia, Bùi Đông Lai không có hạ nhục mà là dùng nghi thức trong quân đội, nhẹ giọng nói. Nhưng mà, bất kể là vì chính mình hay là vì cha tôi, trận đấu này tôi nhất định phải chiến thắng. Nói xong, Bùi Đông Lai hạ tay xuống, xoay người rời đi. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn vào vết máu trên cánh tay của Bùi Đông Lai thì tên kia liền hiểu được cái gì. Lời của cậu, tôi sẽ nhớ kỹ. Vài giây sau, tên thành viên dự bị của Long Nha kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bùi Đông Lai rồi làm ra một động tác đúng theo tiêu chuẩn nha binh, vẻ mặt kính nể. Cậu rất mạnh, chúng tôi thua trong tay cậu, chúng tôi tâm phục khẩu phục. Bùi Đông Lai nghe được thì dừng bước lại, xoay người rồi mỉm cười với tên thành viên dự bị Long Nha kia. Hắn không chỉ thắng trong trận đấu này mà còn được đối thủ tôn trọng. Thông qua màn hình thấy được một màn kia thì tên đại lão trong quân đội không nhịn được mà thở dài nói. Các vị đại lão khác đều gật đầu. Đồng thời, bọn hắn rất rõ ràng, trải qua một trận chiến này, Bùi Đông Lai đã giành trấn tam quân. Lúc sáng sớm, khi ánh mặt trời bắt đầu lên cao. Ngay chỗ sơn cốc, 26 tên quân nhân đứng ở đó, hai chiếc máy bay trực thăng đậu ở phía sau bọn họ, cách bọn họ một khoảng không xa. Chào cậu, tôi là đội trưởng đội dự bị Long Nha, Bàng Phong. Ánh dạng đông, Bàng Phong đi đến trước người Bùi Đông Lai rồi cúi chào, sau đó giơ cánh tay phải lên. Sắc mặt Bùi Đông Lai nghiêm túc làm ra một động tác theo kiểu nhà binh, sau đó nắm lấy tay Bàng Phong. Chào anh, tôi là Bùi Đông Lai, là đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Cảm ơn cậu đã dạy cho chúng tôi một bài học. Bàng Phong nhìn thoáng qua vết thương ngay cánh tay trái của Bùi Đông Lai, sau đó nhìn vào khuôn mặt hơi trắng bệch vì mất nhiều máu của Bùi Đông Lai, vẻ mặt chân thành nói. Tỉ thí với nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Thương thế của cậu cần phải tiến hành xử lý nhanh một chút cho nên tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Khi nói chuyện, Bàng Phong buông lỏng cánh tay phải của Bùi Đông Lai, nói. Tôi hy vọng có một ngày, chúng ta sẽ được kề vai chiến đấu. Tôi cũng vậy. Bùi Đông Lai nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người mang theo 5 tên tiểu đội đặc chiến Đằng Long lên trực thăng. Tất cả mọi người, kính lễ. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, thân là đội trưởng đội dự bị Long Nha thì Bàng Phong hô lên một tiếng rồi cúi chào. Bá! 19 tên thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha đều cúi chào. Bên tai nghe được tiếng hô của Bo, Bùi Đông Lai cùng với mấy gã tiểu đội đặc chủng Đằng Long không hẹn mà cùng dưng bước. Ba, bá, xoay người hoàn lễ, hành văn liền mạch lưu loát. Thời gian chậm dần, hình ảnh như dừng lại. Giờ phút này, 26 quân nhân tinh anh nhất của nước Cộng Hòa dùng phương thức này để chào nhau. Một phút sau, Bùi Đông Lai mang theo đội viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long lên trực thăng. Tôi nghe nói các cậu đã đánh bại đội dự bị Long Nha, điều này có thật không? Trên trực thăng, tên phi công không có điều khiển trực thăng rời đi mà nhìn về 6 người Bùi Đông Lai rồi mở miệng hỏi. Nghe được viên phi công nói như thế, nhìn thấy vẻ mặt kỳ dị của tên phi công này thì Ngũ Cương liền nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Thấy được ánh mắt của các chiến hữu thì Bùi Đông Lai liền gật đầu cười khổ. Ách! Mắt thấy Bùi Đông Lai gật đầu thì tên phi công liền mở to miệng, cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau đó hắn liền đứng lên, dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn vào đám người Bùi Đông Lai. Cúi chào, nói. Chúc mừng mọi người, có thể chở mọi người những người chiến thắng là điều vinh quang và may mắn của tôi. 6 người Bùi Đông Lai thấy thế thì có chút dở khóc dở cười, sau đó liền hoàn lễ. Có thể nói cho tôi biết, mọi người đã làm cách nào hay không? Buông cánh tay xuống, dường như tên phi công đã quên nhiệm vụ của mình, cả người hắn ngứa ngáy, mở miệng hỏi. Báo cáo thượng úy, người anh em này của tôi đang bị thương. Cần phải tiến hành cứu thương, xin thiếu úy hãy trở lại căn cứ. Ngũ Cương thấy thế thì vội vàng đứng dậy cúi chào, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Còn về tình hình trận đấu thì đợi sau khi đến căn cứ thì tôi sẽ nói lại cho ngài biết. Ngại quá, ngại quá. Nghe Ngũ Cương nói thế thì tên phi công xấu hổ, sau đó liền ngồi vào vị trí rồi điều khiển trực thăng cất cánh, rời khỏi sơn cốc. Sau khi máy bay đến căn cứ thì Bùi Đông Lai liền bị đưa đến phòng y tế. Mà đám người Ngũ Cương vốn là một đi cùng nhưng cuối cùng là bị vị quân y ngăn cản lại.
bất đắc dĩ, đám người Ngũ Cương đành phải trở lại khu nhà ở. Sau khi đám người Ngũ Cương rời đi thì Bùi Đông Lai được nằm trên một băng ca, đưa vào trong một chiếc xe cứu thương. Nghe nói trong lúc diễn tập cậu tự dùng dao đâm vào vai trái của mình nên mới bị thương. Trong xe cứu thương, một nữ quân y tầm 30T, một bên rửa sạch vết thương của Bùi Đông Lai, một bên nhíu mày hỏi. Ừ. Bùi Đông Lai gật đầu, khẽ ừ. Nữ quân y khó hiểu, hỏi. Vì sao lại làm như vậy? Vì muốn công bằng. Bùi Đông Lai mỉm cười, không để ý đến cồn đang kích thích vết thương ở trên tay. Tôi bị đối thủ đánh trúng vai trái, nếu không làm như vậy thì đó chính là không công bằng. Công bằng ư, tôi xem ra cậu tham gia quân ngũ đến u mê rồi. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, nữ quân y vốn là ngẩn ra sau đó mang theo vài phần trách cứ, nói. Cậu biết nếu miệng vết thương chậm xử lý thêm một lát nữa thì nó sẽ để lại di chứng, như vậy cho dù ở lại bộ đội đặc chủng cũng là một việc khó đối với cậu. Lúc này đây, Bùi Đông Lai lựa chọn trầm mặc. Để máu rơi trên chiến trường không tốt hay sao? Nữ quân y không nhịn được, hỏi. Đối với tôi mà nói thì mỗi trận đấu là một chiến trường. Bùi Đông Lai nghĩ đến mục đích của mình là Yên Kinh thì nhẹ giọng nói. Cô có thể cho rằng đây là một chiến trường khác. Nữ quân y nghe vậy thì cảm thấy nao nao, sau đó nàng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trên người của Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hiện ra trong đầu của nàng, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, toát ra vài phần bi thương. Ủa? Thấy được vẻ mặt của nữ quân y thì Bùi Đông Lai cũng nao nao, sau đó không đợi hắn nói cái gì thì một cỗ trí nhớ giống như là thủy triều truyền vào trong đầu của hắn. Có lẽ là đã nhiều lần dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi nên hiện giờ Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Dần dần, những mảnh trí nhớ này lần lượt sâu chuỗi lại với nhau. Khuôn mặt của nữ quân y kia bỗng trở nên quen thuộc đối với Bùi Đông Lai. Bởi vì, nữ quân y kia tên là Tiêu Nam, sinh ra ở Tiêu Gia trong kinh thành. Nàng là chị của Tiêu Phi. Người thân. Nếu có một ngày cậu thật sự lên chiến trường thì nhất định phải bảo vệ bản thân mình. Chờ cho đến khi xe cứu thương đến trước phòng cấp cứu, thì Tiêu Nam lấy lại tinh thần, nhìn vào Bùi Đông Lai, nói. Bởi vì, nếu cậu bị thương hay chết đi tại chiến trường thì điều đó sẽ khiến cho người thân của cậu cảm thấy đau lòng. Cảm ơn chị Tiêu. Lời nói của Tiêu Nam giống như một đạo ma chú, làm cho trong lòng Bùi Đông Lai xúc động, hắn không nghĩ ngợi gì mà nói. Cậu làm sao biết được tôi họ Tiêu? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, Tiêu Nam không khỏi sửng sốt. Trước ngực chị có tấm bảng, trên đó có ghi tên và nơi làm việc của chị mà. Mặt Bùi Đông Lai không thay đổi, tim không đập nhanh chỉ vào tấm thẻ công tác trước ngực của Tiêu Nam, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Bởi vì mình vừa mới dung hợp với trí nhớ của Tiêu Phi, cho nên khi nghe được câu nói quan tâm kia của Tiêu Nam thì không kìm lòng được mà mở miệng nói. Hiểu được điểm nào, trong lòng Bùi Đông Lai cũng có chút nghi hoặc. Không phải Tiêu Phi đã nói là sau khi cùng dung hợp với linh hồn của hắn thì linh hồn của Tiêu Phi sẽ bị hủy diệt sao? Vì cái gì mà vừa rồi khi gặp Tiêu Nam thì linh hồn trong cơ thể hắn lại dao động như thế? Không có đáp án. Bùi Đông Lai lâm vào trầm tư, mà Tiêu Nam thì cùng với một nữ quân y còn lại, đem Bùi Đông Lai xuống xe rồi đây vào phòng cứu thương. Vết thương của cậu rất sâu. Đã ảnh hưởng đến xương cốt bên trong. Hơn nữa cậu không có xử lý vết thương kịp thời nên khiến cho miệng vết thương bị nhiễm trùng. Sau khi giúp Bùi Đông Lai băng bó vết thương xong thì Tiêu Nam dặn dò. Tuy rằng tôi đã giúp cậu xử lý miệng vết thương nhưng mà trong vòng 3 tháng tới cậu không được để tay trái làm việc gì nặng, hơn nữa sau khi trở về thì cần phải thay thuốc đầy đủ vào. Nghe được câu dặn dò của Tiêu Nam, Bùi Đông Lai cũng không nói gì mà mỉm cười. Nếu cậu còn muốn ở lại bộ đội đặc chủng thì nhất định phải làm theo lời của tôi. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì Tiêu Nam có chút tức giận, trong lòng nàng cảm thấy rằng Bùi Đông Lai thật sự giống với em trai Tiêu Phi của mình, đều thuộc về loại người quật cường. Dường như đã nhận ra Tiêu Nam đã tức giận, Bùi Đông Lai cười nhẹ. Đã biết rồi, cảm ơn chị Tiêu. Chiến hữu của cậu chờ cậu đã lâu. Tôi biết cậu cũng muốn nói chuyện với bọn họ cho nên cho phép cậu tán gẫu với bọn họ một lát. Sau đó cậu phải ăn cơm rồi ngủ một giấc. Tiêu Nam lại nói. Bùi Đông Lai lâm vào trầm tư. Sau đó, Tiêu Nam rời khỏi phòng bệnh, Ngũ Cương cùng với 5 tên tiểu đội đặc chiến Đằng Long đi vào phòng bệnh.
Đồng chí Bùi Đông Lai, cậu đúng là niềm kiêu ngạo của đại đội đặc chủng Đằng Long, cũng là niềm kiêu ngạo của quân khu chúng ta. Sau khi đi vào phòng bệnh thì một tên dẫn đầu của tiểu đội đặc chủng Đằng Long kích động nói. Vì muốn chúc mừng lần này cậu đã dẫn dắt tiểu đội chúng ta giành thắng lợi đội dự bị Long Nha, đạt được chức quán quân trong cuộc thi lần này nên thủ trưởng đã đặc biệt đến đây, một lát nữa ngài sẽ có mặt ở đây. Báo cáo thủ trưởng, đây là việc mà tôi phải làm. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai cố gắng đứng dậy cúi chào. Đồng chí Bùi Đông Lai, tôi ra lệnh cho cậu nằm yên trên giường, không cho phép nhúc nhích. Tên dẫn đầu tiểu đội đặc chủng Đằng Long có chút tức giận, ra lệnh một câu làm cho Bùi Đông Lai đơ như cây cơ. Thấy một màn như vậy thì đám người ngũ cương liền cười ha ha, mà ngay cả tên tiểu đội trưởng cũng không nhịn được mà cười to. Buổi trưa, đầu bếp dựa vào yêu cầu của Tiêu Nam mà làm cơm cho Bùi Đông Lai, đám người Bùi Đông Lai không phải là người bệnh nên không có đãi ngộ này, vì vậy bọn họ đành phải xuống canteen để ăn. Bá! Mắt thấy đám người ngũ cương tiến vào canteen thì toàn bộ mọi người trong canteen liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về đám người ngũ cương như nhìn quái vật. Thấy được ánh mắt khác thường của những tên thành viên tiểu đội đặc chiến khác thì trong lòng đám người ngũ cương liền như gương sáng, bọn hắn cũng không nói gì thêm mà là bước vào. Ngũ cương, tại sao các cậu lại đến đây? Vương Khuê, người được gọi là Hổ Vương thấy thế thì liền mặt dày đứng lên, đi đến trước đám người ngũ cương. Mặc dù ngày đầu tiên Vương Khuê thấy Bùi Đông Lai thì hắn liền cùng bắt tay với Bùi Đông Lai, muốn dùng phương thức đó để kiểm tra thực lực của Bùi Đông Lai. Nhưng mà thông qua trận đấu trong lần tỷ võ thì Ngũ Cương đã hiểu Vương Khuê, đây là một người có tính nam nhi. Bởi vì đã hiểu Vương Khuê, nên Ngũ Cương cũng không ghét Vương Khuê. Đội trưởng của chúng tôi đã giành chức vô địch trong cuộc tỷ thí năng lực tác chiến, chúng tôi đến đây để cùng chúc mừng. Ngũ Cương nói xong, cố ý nhìn về phía bàn của tiểu đội đặc chiến Lang Nha, nhưng lại không thấy Diệp Thiên ở đâu, vì vậy quay đầu lại bốn thành viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long, nói. Có phải như vậy hay không, các anh em? Đông Lai vô địch. Bốn người đồng thanh hô lên. Ách! Nghe được câu trả lời của Ngũ Cương, tất cả mọi người trong phòng ăn liền ngẩn ra, sau đó dường như Vương Khuê đã nhớ ra điều gì, hắn nói. Đúng rồi Ngũ Cương, tôi nghe nói Bùi Đông Lai bị thương, có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng đến việc tham chiến vào ngày mai không? Lộp bộp! Đối mặt với câu hỏi của Vương Khuê, trong lòng cua Ngũ Cương liền dao động. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Lý trí nói cho hắn biết, lấy thương thế của Bùi Đông Lai thì trận chiến ngày mai, Bùi Đông Lai có khả năng không tham gia được. Đáng tiếc, vốn là muốn coi Bùi Đông Lai giáo huấn tên Diệp Thiên không biết trời cao đất rộng kia một phen, xem ra không thể thấy rồi a. Vương Khuê thấy sắc mặt Ngũ Cương khó coi thì mang theo vài phần nuối tiếc, nói. Ai giáo huấn ai còn chưa biết được. Vương Khuê vừa dứt lời thì trong phòng ăn truyền ra một tiếng hừ lạnh. Chủ nhân của giọng nói này là thành viên của tiểu đội đặc chủng Lang Nha. Tạm thời không nói đến trận chiến ngày mai, chỉ bằng những gì Đông Lai đã làm thì vô luận là năng lực tác chiến cá nhân hay năng lực chỉ huy của Đông Lai đủ để đội trưởng Diệp Thiên của các anh rớt lại ở phía sau mấy cái ngã tư rồi. Nghe được tên thành viên của tiểu đội Lang Nha hừ lạnh, trong lòng tiểu chư cảm thấy hổ thẹn với Bùi Đông Lai nê phẫn nộ nói. Một người hy sinh chiến hữu để hoàn thành nhiệm vụ nhưng cuối cùng lại không thể hoàn thành được. Một người cam tâm lấy bản thân mình làm mồi, chỉ mong huynh đệ có thể bình an ra khỏi chiến trường, cuối cùng là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hai người này cách biệt một trời một vực. Lời nói của tiểu chư giống như một cái tát, tát vào mặt tên thành viên tiểu đội đặc chủng Lang Nha kia, làm cho hắn ngậm miệng không dám nói gì thêm. Không riêng gì hắn mà tất cả thành viên còn lại của tiểu đội đặc chủng Lang Nha đều tỏ ra bộ dạng xấu hổ. Mà thành viên 6 tiểu đội đặc chủng còn lại đều lộ ra bộ dạng kính nể. Kính nể người nam nhân đang nằm ở giường bệnh. Đối với hết thảy mọi chuyện thì Bùi Đông Lai cũng không rõ, lúc này hắn không dùng cơm nữa mà đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa, nhìn vào một vị khách không mời mà đến. Cậu làm sao thế? Trong phòng bệnh, nữ y tá mang cơm cho Bùi Đông Lai ăn, lúc này thấy Bùi Đông Lai dừng ăn cơm thì cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng hỏi. Chiến hữu đã đến rồi. Để lúc nữa rồi ăn thêm. Bùi Đông Lai nhìn vào y tá rồi mỉm cười, nói. Y tá nghe vậy, theo bản năng thì quay đầu ra ngoài người, thì thấy được khuôn mặt kiêu ngạo của Diệp Thiên. Thân thể của cậu mất máu rất nhiều nên còn yếu, cần phải ăn cơm, bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Y tá làm tròn bổn phận của mình.
cho nên cậu cần phải ăn hết đi. Biết rồi, cảm ơn. Bùi Đông Lai mỉm cười nói cảm ơn, nhưng trong lòng đang suy nghĩ mục đích đến đây của Diệp Thiên. Ngoài cửa, Diệp Thiên cũng không có trực tiếp đi vào phòng mà là đợi y tá rời đi. Các cậu không phải đã tới rồi sao sao? Tại sao lại đến nữa? Chẳng lẽ không biết người bệnh cần phải được ăn cơm và nghỉ ngơi sao? Y tá cũng không nhận ra Diệp Thiên, cũng không biết Diệp Thiên không phải là chiến hữu của Bùi Đông Lai cho nên vừa bước ra khỏi cửa thì nàng liền nói một tràng. Không trả lời, Diệp Thiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn y tá một cái rồi đẩy cửa đi vào phòng. Y tá tức giận đến bộ ngực run lên, nàng muốn túm Diệp Thiên lại nhưng mà chẳng biết tại sao khi nhìn vào cặp mắt lạnh như băng của Diệp Thiên thì trong lòng nàng không khỏi run lên, dừng bước lại. Mắt thấy Diệp Thiên đi vào phòng, Bùi Đông Lai dựa vào đầu giường, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào Diệp Thiên. Nhìn bộ dạng bị băng bó của Bùi Đông Lai, Diệp Thiên không khỏi nhớ tới một màn ở Sơn Cốc. Thân là một trong những người được xem trọng nhất đời sau của Diệp gia thì thông qua con đường đặc thù Diệp Thiên đã thấy được toàn bộ hành trình chiến đấu của Bùi Đông Lai và tiểu đội đặc chủng Đằng Long versus đội dự bị Long Nha, thấy được Bùi Đông Lai sáng tạo kỳ tích. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì cả người của Diệp Thiên thì đã sụi lơ. Hắn không tin được Bùi Đông Lai có thể thành công dẫn dắt đội của hắn vượt qua được đội dự bị Long Nha, thuận lợi xuyên qua Sơn Cốc, hơn nữa bên đội của Bùi Đông Lai lại không tổn thất người nào. Nhưng mà, sự thật nói cho Diệp Thiên biết, Bùi Đông Lai đã làm được việc này. Hơn nữa, còn làm vô cùng hoàn mỹ. Sau khi chấp nhận sự thật thì Diệp Thiên chỉ cảm thấy nội tâm kiêu ngạo của mình bị Bùi Đông Lai dẫm lấy, hắn muốn biết rốt cuộc là Bùi Đông Lai đã làm như thế nào. Nhưng mà, đối mặt với Bùi Đông Lai ngay lúc này đây thì Diệp Thiên hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng của hắn. Vì sao chiến thuật của cậu lại giống với Tiêu Phi như thế? Cậu và hắn có quan hệ như thế nào? Điều này có quan hệ tới anh sao? Nhìn bộ dạng xạo quần của Diệp Thiên, nhớ lại tình cảnh bản thân mình bị Diệp Thiên khiêu khích lúc trước thì Bùi Đông Lai trả lời, hoàn toàn không nể mặt Diệp Thiên. Đối với Diệp Thiên mà nói thì lòng kiêu ngạo của hắn cũng không kém gì Diệp Tranh Vanh, lúc này đây nghe được lời nói khinh thường của Bùi Đông Lai thì lửa giận của hắn liền bị đốt lên, hắn trực tiếp bạo phát. Một cỗ sát ý lạnh như băng bắt đầu từ người hắn lan tràn ra khắp phòng bệnh, đôi mắt của hắn híp lại thành một đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Như thế nào, muốn động thủ à? Nhận thấy được sát ý trên người của Diệp Thiên thì Bùi Đông Lai cũng không có sợ hãi mà nở ra nụ cười chế nhạo. Tôi nói rồi, anh không phải là đối thủ của tôi, cho nên anh không cần phải tự rước lấy nhục. Bùi Đông Lai, tôi phải thừa nhận rằng cậu rất cuồng, mà cậu cũng có vốn để cuồng như thế. Diệp Thiên chậm rãi buông nắm đấm ra, giọng nói khàn khàn mà lạnh như băng. Nếu cậu đã cuồng như thế thì chắc hẳn cậu sẽ không vì một chút vết thương nhỏ này mà bỏ qua trận thi đấu ngày mai. Cái này cùng với anh cũng không có quan hệ gì. Bùi Đông Lai vẫn không nể mặt Diệp Thiên, một mặt là Diệp Thiên quả thật rất xạo quần, hơn nữa Diệp Thiên lại là người của Diệp gia. Bùi Đông Lai, tôi đã nói rồi, trong lần đại bị võ lần này chỉ có cậu mới xứng đáng làm đối thủ của tôi. Tôi thừa nhận rằng những trận đấu trước cậu đã thắng nhưng mà tôi sẽ giành chức quán quân trong trận cách đấu ngày mai, tôi sẽ cho cậu biết thực lực chân chính của tôi. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Hắc, Diệp Thiên, tôi vốn cho rằng anh là một người hơi cuồng vọng mà thôi nhưng không nghĩ rằng anh lại cuồng vọng đến thế. Nhưng mà, hiện tại tôi cảm thấy rằng anh muốn dùng cái sự cuồng vọng ấy để che giấu đi phần tự ti trong lòng của mình mà thôi. Bùi Đông Lai cười nói. Anh không thể thừa nhận được cái cảm giác thua cuộc trong hai trận thi đấu vừa rồi cho nên cậu thừa dịp tôi bị thương đến khích tướng tôi xuất chiến, sau đó ở trong trận đấu cậu đánh bại tôi. Anh muốn dùng cái này để trấn an cái cảm giác yếu đuối ở trong lòng mình, đúng không? Mày! Diệp Thiên tức giận đến cả người run lên, bất quá hắn vẫn không động thủ với Bùi Đông Lai mà lạnh lùng nói. Chỉ cần mày tham gia thi đấu, trận đấu ngày mai tao chỉ dùng một tay. Nhớ kỹ! Tao chỉ dùng một tay là có thể đánh bại mày. Tôi nói rồi, anh không đủ tư cách để làm đối thủ của tôi. Bùi Đông Lai khinh thường, nói. Không đủ tư cách. Diệp Thiên tức giận. Bùi Đông Lai, mày sợ chứ gì? Cha của mày là người luyện võ, ngoại hiệu là Vũ Thân, xếp ở vị trí thứ nhất trên Long Bảng nhưng mà 18 năm trước hắn đã bị sư phụ của tao cắt đứt một chân, cút khỏi Yên Kinh. Ngày hôm nay... Tuy rằng mày có một thân bản lĩnh nhưng mà căn bản mày không dám tỉ thí với tao, bởi vì, mày sợ sẽ dập khuôn giống như ông già của mày.
Có rất ít người biết, Bùi Vũ Phu chính là nghịch lân của Bùi Đông Lai. Đã từng, Nạp Lan Minh Châu đã đụng vào nghịch lân của Bùi Đông Lai nên nàng đã bị một kết cuộc thê thảm. Giờ phút này, nghe được Diệp Thiên nói năng mất dạy như thế thì Bùi Đông Lai liền nheo mắt lại. Người quen sẽ biết lúc này đây, Bùi Đông Lai đã tức giận. Tao vẫn cho rằng đối với một con chó điên chuyên đi sủa bậy thì căn bản không cần hạ thấp thân phận để chú ý đến nó. Nhưng mà, nếu nó không biết thân phận, muốn cắn người thì tao sẽ không để ý mà đập chết ma nó rồi làm món cầy bảy món. Trên giường bệnh, Bùi Đông Lai mở miệng, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước nhưng lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Nếu mày muốn chết thì tao liền thỏa mãn nguyện vọng của mày. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Nghe Bùi Đông Lai nói thế, Diệp Thiên liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Bùi Đông Lai, tao vốn đã đáp ứng Diệp Tranh Vanh chỉ phế đi hai cánh tay của mày, gõ rụng 10 cái răng của mày, nếu mày đã nói như vậy thì tao sẽ không làm mày thất vọng. Mày có thể cút. Bùi Đông Lai nói. Bùi Đông Lai, nhớ kỹ nếu ngày mai mày không dám lên đấu với tao thì mày liền cút khỏi Yên Kinh, sau này cũng không cần bước vào Yên Kinh cũng không cần mơ bước vào cánh cửa của Tần gia nữa. Lấy bản tính kiêu ngạo của Diệp Thiên thì hắn đã nín giận trong bụng từ lâu rồi, hiện giờ nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì hắn liền bạo phát, hắn muốn hung hăng đem Bùi Đông Lai giẫm nát ở dưới chân, giẫm thành từng nát, hắn muốn lấy lại lòng tự tôn của mình. Cho nên, hắn liền hạ chiến thư với Bùi Đông Lai. Đối mặt với sát ý khủng bố của Diệp Thiên, Bùi Đông Lai cũng không có để ý mà là nhắm hai mắt lại. Thấy thế thì Diệp Thiên tức giận đến cắt chặt răng sau đó quay người rời khỏi phòng. Ra khỏi bệnh viện thì Diệp Thiên thấy được một chiếc Audi A6 có biển số quân đội đang tiến về phía này. Bước chân của hắn dừng lại, hắn thấy rõ người ở trong xe là Trần Quốc Đào. Cùng lúc đó, Trần Quốc Đào cũng thấy được Diệp Thiên, điều này khiến ánh mắt của Trần Quốc Đào trao lại. Diệp Thiên, cậu đến đây làm gì? Lúc xe đi ngang qua Diệp Thiên, Trần Quốc Đào liền bảo tài xế dừng lại, hắn mở cửa xe xuống, hỏi Diệp Thiên một câu. Thủ trưởng! Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài chỉ quản người ở quân khu Giang Ninh, tôi làm cái gì cũng không cần phải báo cáo lại cho ngài, có đúng không? Đối mặt với Trần Quốc Đào, Diệp Thiên cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn nói năng lỗ mãng, một chút tôn kính cũng không có. Tiểu tử, đừng tưởng rằng cậu là người của Diệp gia thì có thể vô pháp vô thiên, ta nói cho cậu biết nếu cậu động tay động chân với Bùi Đông Lai thì cho dù ông nội của cậu có đến đây thì ta cũng bắn chết mie cậu. Vẻ mặt Trần Quốc Đào tức giận, nói. Thấy Trần Quốc Đào nổi giận thì Diệp Thiên cũng do dự một lát, cuối cùng cũng không dám bật lại mà hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Sắc mặt Trần Quốc Đào âm trầm bước xuống xe, đi nhanh vào phòng bệnh của Bùi Đông Lai. Đông Lai, không sao chứ? Vào phòng bệnh, Trần Quốc Đào liền mở miệng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, tôi không sao. Bùi Đông Lai đứng thẳng lưng, trả lời. Diệp Thiên, thằng nhóc kia tìm cậu làm gì? Trần Quốc Đào hỏi. Bùi Đông Lai cười nhạt. Hắn không thể nào thừa nhận thất bại nên cố gắng đến đây đả kích, muốn bản thân cân bằng lại. Chưa đủ lông đủ càng mà cho mình là pro. Trần Quốc Đào tức giận mắng. Nếu không phải có những lão gia hỏa Diệp gia kia thì chỉ bằng hắn, không nói đến việc kế thừa y bát của Diệp Cô Thành, ngay cả cánh cửa Long Nha cũng chưa đủ tư cách để bước vào. Bùi Đông Lai cười cười, không hé răng. Tiểu tử, thật sự có lỗi. Bởi vì một số người làm khó dễ nên ta không thể nào giúp cậu vào Long Nha được. Trần Quốc Đào thấy thế, vẻ mặt tự trách nhìn Bùi Đông Lai, nói. Bất quá, ta cùng với Tiêu XX đã nói qua, sau này ta sẽ mang cậu đến gặp hắn, hắn nghe chuyện của cậu cũng rất muốn gặp cậu. Có vào Long Nha hay không cũng không sao. Bùi Đông Lai cười cười, dường như không để ý. Chẳng biết tại sao. Khi thấy biểu hiện không để ý của Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào lại càng cảm thấy áy náy. Hắn tháo chiến quân mạo, mũ quân đội xuống, bước qua bước lại vài bước, nói. Tiểu tử, trận đấu vừa rồi cậu đã chứng minh thực lực của mình, cho dù không vào Long Nha cũng không sao cả. Vâng, Bùi Đông Lai có thể hiểu được tâm tình áy náy của Trần Quốc Đào cho khẽ ừ một tiếng. Ngoài ra lúc này cậu đang bị thương cho nên cũng đừng tham gia trận cách đấu vào ngày mai, một hồi cậu theo ta. Chờ sau khi thương thế của cậu tốt lên thì ta sẽ mang cậu đến gặp Tiêu XX. Trần Quốc Đào đội mũ lên rồi nhìn vào Bùi Đông Lai, mở miệng nói. Không sao đâu thủ trưởng. Bùi Đông Lai lắc đầu cười nói.
tôi đã đáp ứng với ngài rằng sẽ đoạt chức quán quân. Tiểu tử, mau thành thật nói cho ta biết, có phải tiểu tử Diệp gia kia muốn thừa dịp cậu bị thương thắng cậu, để nó lấy lại danh dự không? Thân là nhân vật số một của quân khu Giang Ninh, Trần Quốc Đào không phải là kẻ ngốc. Rất nhiều người nói nằm đó cha của tôi bị Diệp Cô Thành đánh gãy một chân, cút khỏi Yên Kinh nhưng mà tôi không tin. Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn Trần Nhà, nhớ lại nụ cười phúc hậu của Bùi Vũ Phu thì nhẹ giọng nói. Hiện tại đồ đệ của Diệp Cô Thành nói muốn đánh gãy hai cánh tay, gõ rụng 10 cái răng của tôi, muốn để tôi cút ra khỏi Yên Kinh. Tôi cũng không tin. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Bùi Đông Lai mang theo băng ở trên tay cùng với đám người tiểu đội đặc chiến Đằng Long xuất hiện ở sân thi đấu thì tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn về phía hắn. Trong đó, những thành viên của các tiểu đội đặc chiến khác thì dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn vào Bùi Đông Lai. Dựa vào tin tức bọn hắn nhận được thì vì muốn cho trận đấu ngày hôm qua công bằng nên Bùi Đông Lai đã tự đâm một nhát dao vào vai mình, sau đó mang theo tiểu đội đặc chủng Đằng Long tiêu diệt toàn bộ thành viên dự bị của Long Nha. Làm cho quân khu Giang Ninh lần đầu tiên đạt được chức quán quân về hạng mục thi đấu đồng đội. Mà bởi vì vết thương của Bùi Đông Lai không xử lý kịp dẫn đến mất máu nhiều nên miệng vết thương của Bùi Đông Lai đã bị sưng lên. Vậy mà, Bùi Đông Lai lại không hảo hảo dưỡng thương lại dẫn đội của mình xuất chiến, điều này làm cho bọn họ không biết Bùi Đông Lai đến đây là để xem đồng đội của mình thi đấu hay là tự bản thân hắn lên tham gia vào trận đấu. Trên mặt của Diệp Thiên vẫn bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, trong mắt hiện lên chiến ý. Lão Trần A, ông muốn cho quân khu của mình giành luôn 3 giải sao? Tôi nói Lão Trần, làm người cần phải phúc hậu. Ông làm như thế thì chẳng khác nào để quân khu Giang Ninh đoạt hết giải A. Cùng lúc này, thấy một màn như vậy thì ở cách đó không xa, mấy đại lão của các quân khu khác nhìn không được mà nhìn về phía Trần Quốc Đào, mở miệng trêu ghẹo. Nghe được lời trêu ghẹo của hai vị đại lão bên cạnh thì Trần Quốc Đào cười khổ, thở dài một hơi. Tuy rằng hắn muốn Bùi Đông Lai thi đấu để giúp quân khu Giang Ninh đoạt luôn chức quán quân lần này nhưng mà hắn càng lo lắng thương thế Bùi Đông Lai. Lo lắng chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi Bùi Đông Lai vẫn một mực khăng khăng muốn lên thi đấu. Chính bởi vì như thế cho nên trưa ngày hôm qua hắn đã nói chờ sau khi thương thế Bùi Đông Lai trở nên tốt hơn một chút thì hắn sẽ dẫn Bùi Đông Lai đi đến gặp Tiêu XX, là nhân vật số 2 của Trung Quốc cũng là gia chủ của Tiêu gia. Nhưng mà, làm cho hắn không ngờ chính là Bùi Đông Lai đã từ chối ý tốt của hắn, hơn nữa Bùi Đông Lai lại chủ động tham chiến. Tuy rằng hắn đã nhận ra sự tự tin của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn vẫn có chút bận tâm, trước khi đoạt chức quán quân thì hắn cần phải vượt qua người được xưng là binh trung chi vương Diệp Thiên, nhưng mà trước đó hắn cần phải vượt qua hai đối thủ của hai tiểu đội đặc chủng khác. Tôi cũng không muốn, đây là chủ ý của nó. Cười khổ một chút, Trần Quốc Đào giải thích. Hai người mở miệng lúc nãy có quan hệ cá nhân rất tốt với Trần Quốc Đào, bọn hắn biết rõ thái độ làm người của Trần Quốc Đào. Biết Trần Quốc Đào không phải là người đặt nặng hư danh vì thế khi nghe được lời giải thích của Trần Quốc Đào thì hai người bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Không riêng gì hai người bọn họ mà ngay cả nhân vật số 1 của quân khu Yên Kinh cùng 5 vị đại lão khác cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn về phần vị đại lão số 3 trong quân phương kia vì bận công tác cho nên không có thời gian đến quan sát trận đấu này. Lão Trần, mục đích đến Yên Kinh của tiểu tử đó thì tôi và ông đều rõ, mà tính cách của tiểu tử Diệp Thiên kia ông cũng hiểu. Hà Huy mang theo vài phần lo lắng, hỏi. Tiểu tử đó muốn thi đấu, hơn phân nửa là hướng về phía Diệp Thiên. Tạm thời mặc kệ ai sẽ là người chiến thắng, tôi chỉ lo lắng sẽ xuất hiện cục diện thương địch nhất thiên, tự thương bát bách sao. Sao, giết địch 1000, tự thương 800. Điều này ta biết, nhưng mà Tiểu Hà, cậu cũng nên biết, có một số chuyện chúng ta không thể ngăn cản. Trần Quốc Đào gật gật đầu, khẽ thở dài. Trận chiến này đã không thể tránh được, bất kể là Bùi Đông Lai hay là Diệp Thiên thì bọn hắn không vì bản thân mình mà còn vì người khác mà chiến. Một khi đã như vậy, cho dù bọn nó không có gặp mặt trên lôi đài này thì cũng sẽ tìm một chỗ khác để quyết chiến, nếu như vậy thì không bằng để bọn nó quyết chiến ở đây đi, như vậy thì chúng ta có thể khống chế được tình thế. 2. Hà Huy biết những điều Trần Quốc Đào nói là sự thật. Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi mở miệng. Cũng chỉ có thể. Một khi hai đứa nó đã phân được thắng bại thì tôi sẽ lập tức cho tay súng bắn tỉa dùng thuốc mê để đánh ngất bọn nó, tránh cho tình thế phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà, nếu trong quá trình quyết đấu phát sinh điều ngoài ý muốn thì đây không phải là việc mà tôi có thể ngăn cản được.
Nghe Hà Huy nói thế, Trần Quốc Đào cũng không nói gì thêm mà là khẽ gật đầu. Báo cáo thủ trưởng, 8 đội trưởng cùng với 48 thành viên của các tiểu đội đặc chiến đã đến nơi, xin đợi lệnh. Chờ sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Lý Lữ trưởng, đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Lang Nha liền xoay người chạy lên trước đài chủ tịch, cúi chào rồi lớn tiếng báo cáo. Dựa theo sắp xếp mà tiến hành bốc thăm, 10 phút sau sẽ diễn ra trận thi đấu thứ nhất. Thân là người phụ trách thì Hà Huy liền làm ra chỉ thị. Vâng, thủ trưởng. Lý Lữ trưởng lớn tiếng trả lời rồi trở về trước đội hình. 8 đội viên tham gia thi đấu bước ra khỏi hàng. Bộp, bộp, bộp. Nghe Lý Lữ trưởng nói thế thì 8 thành viên tham gia cách đấu liền đi ra. Xôn xao. Mắt thấy Bùi Đông Lai là đại diện của tiểu đội đặc chiến Đằng Long thì trừ Diệp Thiên ra, toàn bộ mọi người đều cả kinh không nhẹ. Sau đó, mọi người liền lên tiến hành bốc thăm. Vì muốn hiện ra phong thái của quân nhân, tránh để các cậu phải biểu diễn trong lúc thi đấu. Dựa vào sự an bài thì các cậu không cần phải nương tay, mọi người cần phải phát huy 200% sức lực của mình. Rút thăm xong, Hà Huy tiếp lấy kết quả bốc thăm từ tay Lý Lữ trưởng, trầm giọng nói. Như vậy thì trong lần cách đấu này sẽ có người bỏ mạng. Nói xong, Hà Huy nhịn không được mà ngó sang Bùi Đông Lai cùng Diệp Thiên. Hắn phát hiện được Bùi Đông Lai thì thờ ơ mà Diệp Thiên thì đằng đằng sát khí. Nhưng mà, mọi người đều là những thanh quân đao của bộ đội. Nếu có người chết trên lôi đài thì đó chính là tổn thất lớn của quân đội ta. Cho nên, một khi có một đội viên thi đấu bị đánh bại thì người đang tranh tài với anh ta phải biết dừng tay lại, mọi người có nghe hiểu không? Báo cáo thủ trưởng, hiểu được. 8 người tham gia thi đấu đều đồng thanh hô lên. Sau đây ta tuyên bố kết quả bốc thăm vòng thứ nhất, tổ A gồm có tiểu đội đặc chiến Lang Nha Diệp Thiên, chiến đội hải quân lục chiến Trần Hạc, tiểu đội đặc chiến Tuyết Báo Tôn Nhận, tiểu đội đặc chiến Đao Phong Cô Phòng. Tổ B gồm có tiểu đội đặc chiến Đằng Long Bùi Đông Lai, tiểu đội đặc chiến Mãnh Hổ Vương Khuê. Nghe được kết quả bốc thăm thì mọi người đều biết trận chiến giữa Bùi Đông Lai và Diệp Thiên chính là trận chung kết. Toàn thể thành viên tham gia thi đấu chuẩn bị, 5 phút sau sẽ diễn ra trận thi đấu đầu tiên giữa Diệp Thiên và Tôn Nhận. Chờ sau khi Hà Huy đọc xong kết quả bốc thăm thì Lý Lữ trưởng liền ra lệnh. Đông Lai, vì để giữ thể lực, tránh để thương thế nặng hơn thì cậu cần phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi đến địa điểm được chỉ định thì đám người ngũ cương liền vây quanh Bùi Đông Lai, nhắc nhở. Đúng chỉ có như vậy thì cậu mới có đủ thực lực để nghênh chiến với Diệp Thiên trong trận chung kết. Một thành viên ngoại hiệu là Hầu Tử liền mở miệng phụ họa. Tiểu Trư cũng muốn mở miệng phụ họa nhưng nghĩ tới vì sai lầm của mình mà Bùi Đông Lai mới bị thương, cho nên hắn không nói gì mà cúi đầu xuống. Các anh em cứ yên tâm, tôi đã nắm chắc. Bùi Đông Lai mỉm cười trả lời, sau đó vỗ vỗ bả vai của Tiểu Trư, nói. Tiểu Trư, chúng là quân nhân đặc chủng, chút thương thế ấy thì nhằm nhò gì. Cậu không cần phải tự trách. Bằng không đợi khi thi đấu ta sẽ cố ý để đối phương tổn thương mình, để cậu càng cảm thấy áy náy nữa. Đông, Đông Lai, ta. Ha ha. Tiểu Trư vốn là định giải thích nhưng lại thấy Bùi Đông Lai và các chiến hữu khác cười lớn thì cũng không nhịn được mà cười theo. Trong lúc nhất thời, vì một câu đùa của Bùi Đông Lai mà không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. 5 phút sau, Tôn Nhân liền bước lên lôi đài được làm bằng bê tông. Diệp Thiên thấy thế thì liền đạp một cái ngay chỗ mình đứng, cả người giống như quỷ mị, nhảy lên lôi đài. Bá! Mắt thấy hai người đã lên lôi đài thì toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bên trên lôi đài. Anh không phải đối thủ của tôi. Cách Tôn Nhận 10 mét, Diệp Thiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Nếu không muốn bị thương thì hãy nhận thua rồi bước xuống. Nghe được Diệp Thiên nói thế, ở phía dưới lôi đài. 5 tên thành viên tiểu đội đặc chủng Tuyết Báo liền biến sắc, bọn hắn muốn mở miệng phản bác nhưng nghĩ đến thực lực của Diệp Thiên thì bọn hắn chỉ có thể biệt khuất, lựa chọn trầm mặc. Trừ Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều cảm thấy khó chịu đối với câu nói của Diệp Thiên, cảm thấy được Diệp Thiên quá xạo quần, hắn chẳng những xạo quần mà còn không coi tiểu đội đặc chủng Tuyết Báo cùng Tôn Nhận vào mắt. Tôi sẽ thua nhưng tôi sẽ không nhận thua. 3. Tôn Nhận nắm chặt hai tay, sau đó bắn ra tại chỗ. Cả người hóa thành một mũi tên bắn về phía Diệp Thiên. Vù, vù. Tốc độ của Tôn Nhận vô cùng nhanh, trong không khí vang lên những tiếng vù. Vù. Đây là dấu hiệu minh kính.